Nam xin chào tất cả các chị gái đang có mặt trong khung giờ live của em nha. Rất vui khi được gặp lại tất cả các chị gái vào khung giờ live quen thuộc bên em mấy chị gái nha. 18 giờ cho tới 22 giờ hàng ngày các chị. Rồi em xin tự giới thiệu, em là nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Song Long Phú Quốc các chị gái nha. Cơ sở Ngọc Trai Song Long Phú Quốc bên em hiện tại đang ở thành phố Phú Quốc Kiên Giang các chị. Rồi hello, em xin chào chị đẹp thơ hoàng luôn nè, em thấy chị gái luôn nha. Rồi còn chị nào thấy em nữa mình comment cho em mấy chị ruột nha. Cơ sở Ngọc Trai Song Long Phú Quốc bên em đã cho ra đời hơn 10.000 mẫu mã sản phẩm trang sức ngọc trai đẹp mấy chị gái nha. Với nhiều mẫu mã sản phẩm trang sức ngọc trai khác nhau, bên em có nhẫn, dây chuyền, hoa tai, bộ ba, bộ bốn, chuỗi cựa trên tay ngọc trai, rất là nhiều mẫu đẹp các chị ruột ơi. Đó. Các chị ơi, hôm nay mình thấy có cái gì lạ lạ khác khác nữa không các chị? Hôm nay các chị thấy có cái gì lạ lạ khác khác nữa không nè? Rồi hello chị ruột thơ hoàng nè, chị gái Ngọc Hân luôn nha. Rồi các chị vào like, chia sẻ like giùm em mấy chị gái nha, chấm bài cho em gái luôn mấy chị nha. Chấm bài cho em gái luôn các chị gái nha, để em được thấy các chị gái đang xem like của em luôn nha. Tất cả các sản phẩm bên cơ sở Ngọc Trai Song Long Phú Quốc bên em thì đã được qua kiểm định các chị. Ngọc Trai là ngọc trai thật 100%, ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn. Khi các chị nhận hàng, các chị đều kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Trong mỗi hộp hàng bên em có gửi kèm cho mình một cái thẻ bảo hành sản phẩm là 3 năm các chị ạ nha. Bảo hành tất cả các sản phẩm trong vòng 3 năm cho em gái luôn. Rồi còn ai thấy em nữa comment cho em các chị ơi nha. Hôm nay em sẽ giảm giá cho các chị những cái sản phẩm trang sức bộ ngọc trai bên em nha, bộ ngọc trai mấy chị ạ nha. Trong đến giờ để được gặp em đó hả, rồi em cảm ơn chị ạ luôn. Đó em cũng trông đến giờ để được lên like mấy chị ạ nha. Đó cái ngày nào mà không nói chuyện nhiều kiểu như là nó hơi buồn buồn mấy chị, nhưng mà nói chuyện nhiều quá nó cũng hang tiếng luôn mọi người. Nhận được hàng của em hết chưa mấy chị ruột? Mấy chị ruột của em nhận được hàng hết chưa nè mọi người? Chị nào nhận hàng rồi nhớ cho em xin một cái phản hồi về sản phẩm nha các chị gái của em nha. Khi các chị mua hàng bên em thì bên em có bảo hành cho các chị là cái thẻ bảo hành 3 năm mấy chị ạ nha. Trong mỗi hộp hàng bên em đều bảo hành cho mình là 3 năm các chị. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm. Nhận hàng được kiểm tra, được đeo thử, được test thử ngọc trai trước khi thanh toán giùm em luôn. Rồi chị nào thấy em rồi mình comment cho em mấy chị, comment nhiệt tình đi nha. Hôm nay em giảm giá, em tặng quà cho mấy chị luôn nha. Giảm giá tặng quà các kiểu các chị, tranh thủ comment cho em nè. Comment cho em để em thấy các chị gái luôn nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về sản phẩm trang sức ngọc trai các chị. Thì ngọc trai trên thị trường nó sẽ có nhiều loại ngọc trai các chị ạ nha. Hồi xưa mấy chị ạ nha, khi các chị kiếm ngọc trai á là đa phần chỉ thấy ngọc trai Song Long Phú Quốc bên em thôi nha. Đó, chỉ thấy ngọc trai Song Long Phú Quốc bên em thôi mấy chị, tại vì bên em bán rất là lâu rồi, tầm khoảng tại cửa hàng chứ bây giờ là tầm khoảng hơn 10 năm các chị. Lúc trước mấy chị ạ nha, kiếm ngọc trai là chỉ thấy toàn thấy ngọc trai Song Long Phú Quốc thôi các chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ là có rất là nhiều nơi bán ngọc trai, có rất là nhiều cơ sở bán ngọc trai các chị nha. Đó cho nên là bây giờ cái chơi trên thị trường á, thật giả nó lẫn lộn với nhau mọi người nha, thật giả lẫn lộn với nhau các chị. Cho nên là khi mà mình mua hàng thì mình phải tìm hiểu mấy chị ạ nha về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó, và cái cơ sở bán hàng mấy chị ạ nha nó đang ở đâu. Khi mà mình mua hàng thì mình sẽ được những cái quyền lợi gì đó, có được kiểm tra hàng hay không, có được bảo hành sản phẩm hay là không các chị. Và cái quan trọng nhất là các chị phải biết cách test thử ngọc trai để cho biết là cái sản phẩm này đó là hàng thật hay là hàng giả các chị, mình mua có bị lầm hay là không mọi người nha. Đó mình phải biết về ngọc trai các chị nha, để mua hàng cho nó được ok hơn mấy chị rồi.
Rồi chị nào thấy em mình cứ gì comment cho em đi mọi người nha. Đầu like thì em sẽ giới thiệu về ngọc trai cho các chị gái để các chị tìm biết hiểu hơn. Đó, tìm hiểu hơn, hiểu biết nhiều hơn về ngọc trai các chị. Để khi mà mình yêu thích ngọc trai mấy chị, nói chung là trang sức ngọc trai mấy chị nha, hiện tại đang được phụ nữ rất là ưa chuộng, mấy chị ai cũng chuộng ngọc trai hết. Đó, nhưng mà các chị phải biết phân biệt ngọc nha, để cho mình tránh cái trường hợp là mua phải hàng nhựa, hàng giả, các kém chất lượng các chị nha. Và rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người xem biết cách test thử ngọc trai mấy chị. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Bên em gửi nhanh thiệt, ai cũng khen đẹp em à. Rồi em cảm ơn chị Minh Trang luôn nè. Sản phẩm nhà em là bao đẹp luôn nha các chị nha. Đó, nhận hàng mà kiểm tra đeo thử thôi là người ta mê, người ta thích rồi nha. Rồi hello, em chào chị Kim Mai Hoa luôn nè, em thấy chị gái luôn nha. Đó, chị nào thấy em rồi cứ gì comment cho em mấy chị nha. Comment cho em một cái dấu chấm cũng được để em chào mọi người nha. Về ngọc trai các chị ạ nha, nếu như mình muốn biết ngọc trai nó là hàng thật hay là hàng giả mạo mấy chị, đây em hướng dẫn cho mình cách test thử ngọc trai mọi người nha. Đây, khi chúng ta có một cái mẫu sản phẩm ngọc trai như này, các chị mua chuỗi nè, các chị mua chuỗi hay là mua những cái sản phẩm bạc các chị đó, thì khi mà ngọc trai các chị ạ nha, mình nhìn trên cái viên ngọc trai nó sẽ có vân hoặc là tì vết của ngọc trai mấy chị, vân hoặc là tì vết của ngọc trai mọi người nha, đó là ngọc trai thật giùm em. Và khi các chị lấy hai viên ngọc trai các chị cà rồi với nhau, nó cũng sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai luôn. Cái này một chút xíu quay cam sao sẽ test ngọc cho các chị. Rồi hello, em chào chị Kim Ngọc Hứa luôn nè, em chào chị Kim Xuân Khuất luôn nha. Chào tất cả các khách hàng thân thiết của ngọc trai Song Long Phú Quốc bên em luôn các chị nha. Khi mà các chị test thử ngọc trai các chị ạ nha, bên em cho các chị test thử ngọc trai luôn. Mình phải biết cách test ngọc trai để mua hàng nó không có bị nhầm nha các chị nha. Đó, cách test thử ngọc trai mọi người nha. Và khi các chị mua hàng mấy chị ạ nha, ngọc trai thì trên thị trường nó có nhiều loại ngọc mũ, ngọc nhựa, ngọc mũ, ngọc nhựa, ngọc nước ngọt, ngọc nước mặn mấy chị. Thì cái ngọc trai và ngọc trai nuôi nước mặn mấy chị ạ nha là cái ngọc trai đẹp nhất. Đây ví dụ như là đây là một cái sản phẩm bộ ngọc trai Akuya. Ngọc Akuya các chị ạ nha, nó được nuôi cấy thành công đầu tiên tại Nhật Bản. Cái chữ Akuya là tên tiếng Nhật mấy chị ạ nha, là cái tên gọi của cái ngọc Akuya. Đó, cái tên của con trai mấy chị nó cho ra cái viên ngọc này, người ta gọi là ngọc Akuya các chị gái nha. Ngọc Akuya thì ngọc Akuya các chị gái nha, nó sẽ có màu trắng hồng, hồng tím, ánh cam và ánh xám. Đó, có một số màu, nói chung là những cái màu đó là phụ nữ rất là thích mấy chị. Nó dễ đeo và dễ phối đồ, phù hợp với mọi loại trang phục của mình luôn. Và cái ngọc trai Akuya này các chị gái nha, cái viên ngọc trai của nó tầm 6 cho đến 8 ly. Cho nên là các chị nhớ nè, ngọc Akuya nó sẽ cho ra cái viên ngọc trung bình là tầm 6 cho đến 8 ly nha, 6 cho đến 8 ly chị hả nha. Nếu như mà những cái ngọc trai mà nó to hơn mấy chị thì rất là hiếm và giá thành nó sẽ cao hơn nha. Rồi hello, em chào chị Đặng Hoài luôn nè, chị có chia sẻ cho em hả? Rồi em cảm ơn chị hả nha. Đó, mình xem like mình nhớ chia sẻ like giùm em nha các chị nha, chia sẻ like giùm em mọi người nha. Rồi hello, em chào chị Thục Quyên Dần nè, em thấy chị gái luôn nha. Có bán mặt dây chuyền không em? Dạ có luôn nha chị Trần Út nha. Em có bán mặt dây chuyền ngọc trai luôn nha chị ruột. Dây chuyền bên em nó sẽ có dây chuyền từ 500 cho tới 800. Chị nào không lấy cộng dây, bất kỳ mẫu sản phẩm nào không lấy cộng dây, em giảm cho các chị 100 ngàn nha mọi người nha. Đó, không lấy cộng dây thì giảm 100 ngàn các chị. Mà mẫu nào giảm giá rồi là phải lấy luôn cộng dây giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên dây chuyền cho chị Trần Út tham khảo nha. Đây chị gái nha, cái mẫu em đang đeo là bộ 3 món mấy chị, không phải là dây chuyền không nha. Đó, nếu như mà thích bộ ba món này thì lấy luôn bộ ba món cũng được nha chị. Đây, bộ ba em đang đeo chị ạ nha, bao gồm một chiếc nhẫn ngọc trai, một sợi dây chuyền ngọc trai, một đôi hoa tai ngọc trai. Cả bộ em đang đeo nó sẽ có mức giá là 1.500.000 đồng. Đó, 1.500.000 đồng các chị, bỏ cộng dây chuyền ra thì còn 1.400.000 đúng không? Nhưng ngày hôm nay em sale luôn ba món em đang đeo có 950 thôi nha, 950 thôi các chị. Mẫu này hình như còn rất ít mọi người nha. Đó, một chút xíu cái hệ thống bên em kiểm tra mấy chị. Em nhớ không lầm là cái bộ em đang đeo nó còn rất ít mọi người nha, còn rất ít cái chị gái nha. Mẫu em đang đeo là bộ 3346, mẫu hình cánh sen, mẫu này dày lắm. Rồi hello, em chào chị Phú Gia Trần luôn nè. Rồi hello, em chào anh Linh Đòn luôn nha. Hello người đẹp Phú Quốc, hôm nay nhận được hàng rồi nha em. Hàng rất ok, cảm ơn em. Rồi em cảm ơn anh đã ủng hộ ngọc trai Song Long bên em nha. Chúc anh có một ngày vui vẻ, làm việc thành công, may mắn luôn.
Rồi chị nào thích mẫu sản phẩm em đang đeo comment cho em nha. Rất là xinh dùm em nha mấy chị. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 mẫu 1,5 triệu em đang sale trực tiếp tại livestream ngày hôm nay còn 950 ngàn đồng. Với số lượng rất ít mấy chị nha. Cái bộ em đang đeo là bộ hình hoa sen nha. Hình cánh sen mấy chị ơi, rất là đẹp cho em luôn nè. Nhẫn dây chuyền hoa tai ngọc trai 3 mẫu em đang đeo chỉ có 950 thôi mấy chị. Giá gốc là 1,5 triệu nha. Hôm nay em giảm còn 950. Ngày thường các chị lấy cái bộ này 1,5 triệu bỏ cộng dây lại thì em giảm còn 1,4 triệu. Nhưng hôm nay các chị ruột ơi nha, nó chỉ còn có 950 ngàn đồng thôi các chị. Chị nào muốn đẹp hơn, chị nào muốn xinh hơn mấy chị ạ nha, muốn thay đổi bản thân mình một chút xíu các chị, đầu tư cho mình một cái bộ sản phẩm như em đang đeo các chị nha. Nó có 950 thôi nha. Mẫu này thì 62kg trở lại đeo dẫn được luôn, 4 mấy kg đeo dẫn được, 62kg trở về đeo dẫn được cho em. Em hiện tại đang là 65 cân các chị ạ, ổ lộn 60 cân mấy chị nha, 60 cân mọi người nha. Rồi 3346 giùm em luôn, em quay cam sau lên dây chuyền cho chị tham khảo nha. Mua hàng bên em các chị được kiểm tra và được bảo hành 3 năm nha các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm luôn. Rồi em cho các chị gái xem qua dây chuyền này, em lên mẫu dây chuyền này chị ruột. Rồi hello, em chào chị đẹp Phương Dân luôn nè, em thấy chị gái luôn nha. Rồi em lên dây chuyền ngọc trai mấy chị ruột ơi. Đây em có hai cái mẫu này, là hai cái mẫu to. Đây là mẫu dây chuyền 98 bên em chị ạ nha. Mẫu này là 800 một dây mà lấy cái mặt là 700 nha chị ruột. Đó, dây chuyền 98 giùm em luôn, dây kèm mặt là 800 lấy cái mặt là 700. Dây chuyền 98 bên em, dây kèm mặt là 800 lấy cái mặt là 700 giùm em luôn, mẫu 98 các chị. Đây, mẫu này thiết kế mềm mại mấy chị ạ nha, bạc kết hợp với ngọc trai. Ngọc trai là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc nha mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em luôn, rất là xinh nha mấy chị. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang các chị ạ nha. Rồi tiếp theo có dây chuyền 99 nè các chị đẹp. Dây chuyền 99 bên em ngọc trai trắng ánh hồng luôn, mẫu này bên em là 800 một dây các chị ruột ơi. Rồi 800 ngàn đồng một sợi dây chuyền 99 bên em luôn, 800 ngàn đồng một sợi dây chuyền 99 bên em luôn, lấy cái mặt là 700 chị ạ nha, lấy cái mặt là 700 giùm em luôn. Mẫu này được thiết kế hình lá liễu mấy chị ạ nha, viên ngọc 12 ly giùm em. Rồi hello, em chào chị đẹp Nguyễn Hương luôn nè, chào em nhé, chị mới vào. Dạ em chào chị ruột luôn. Đó mấy chị, canh giờ của em á, canh giờ của em là từ 18 giờ tới 22 giờ là cái giờ của em mấy chị nha. Rồi dây 99 giùm em luôn chị ạ nha, 800 dây đấy cái mặt là 700. Rồi em lên một số mẫu dây chuyền cho chị tham khảo luôn, thích mẫu nào thì chốt mẫu đó nha. Rồi dây là mẫu dây chuyền 21 giùm em luôn nè chị ơi, dây kèm mặt là 500. Dây kèm mặt là 500 lấy cái mặt là 400 giùm em luôn, mẫu 21 các chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn. Bên ngoài nó có cái viền đá chính giữa đến ngọc trai. Đó, bên ngoài có cái viền đá chính giữa đến ngọc trai cho em luôn, quá xuất sắc chị ạ nha. Rồi đây em có dây 45 nữa nè mấy chị. Dây 45 điểm nhấn của nó là ở trên nó có hình cái hoa mấy chị ruột nha. Ở trên nó có hình cái hoa ngọc trai của nó là ngọc trai trắng hồng giùm em luôn. Rồi dây 45. 500 ngàn đồng sợi dây chuyền 45. 500 ngàn đồng sợi dây chuyền 45 cái mặt là 400 giùm em mấy chị. Bỏ cộng dây lại em giảm cho mấy chị 100 ngàn nha mọi người nha. Bỏ cộng dây lại em giảm 100 ngàn các chị nha. Rồi tiếp theo có dây chuyền 48 các chị ơi. Đây là mẫu dây chuyền 48 bên em, ngọc trai trắng ánh hồng luôn, dây 48 giùm em. 500 ngàn đồng sợi dây 48. 500 ngàn đồng sợi dây 48 mẫu hình cái nơ nè. Đó, cái nơ giùm em chị ấy nha. Đây cái nơ giùm em luôn. Đây em có dây 40 nè mấy chị. Dây 40 là 700 một dây các chị ấy nha. 700 ngàn đồng sợi dây chuyền 40, có chị nào thích dây 40 không nè. Đó, 700 lấy cái mặt là 600. 700 lấy cái mặt là 600 chị ấy nha. Rồi chị Út Trần nè. Nói chị Út Trần thích mẫu nào chọn mã giùm em nha. 700 ngàn đồng sợi dây chuyền 40 dây kèm mặt mấy chị. Chất liệu sản phẩm bên em là bằng bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Bạc thì nó cũng như vàng mấy chị, đeo nó sẽ không đen và không gây kích ứng da. Đeo không đen cũng như là sẽ không gây kích ứng da cho mình các chị nha. Rồi tiếp theo có một cái mẫu dây chuyền mang mã số 43 nè các chị nha. Đây là mẫu dây chuyền mang mã số 43 bên em, ngọc trai trắng ánh hồng, dây 43 giùm em luôn mấy chị. 500 ngàn đồng sợi dây chuyền 43. 500 ngàn đồng sợi dây chuyền 43 cái mặt là 400 giùm em nha. Rồi chị nào yêu thích sản phẩm ngọc trai nào đó comment giùm em mấy chị. 500 một dây cái mặt là 400, dây 43 giùm em luôn nha. Giao hàng tận nơi tận nhà cho mấy chị gái luôn. Rồi 21, 43, 48 này, rồi đây 49 luôn mấy chị ơi. Đây dây 49 giùm em luôn mọi người nha, ngọc trai trắng ánh hồng giùm em luôn mấy chị, dây chuyền 49 nè.
Rồi chị nào thích dây chuyền mã 49 comment giùm em luôn. 500 một dây mẫu này, hình hình viên kim cương mấy chị ơi. Hình viên kim cương mọi người nha. Rồi dây 49 cho em luôn các chị ruột. Dây 49 kèm số hội cho em luôn. 500 một dây, dây 49 giùm em. Tất cả sản phẩm bên em là bạc tỷ 925 kết hợp với ngọc trai. Còn đây là mẫu dây chuyền 25 mấy chị. Đây là mẫu dây chuyền 25 bên em mọi người nha. Mẫu này là 500 một dây các chị ạ nha. 500.000 đồng sợi dây chuyền 25. Em có màu trắng, màu cam và màu đen mấy chị. Trắng, cam và đen luôn. Biết chị đâu mất tiêu hết rồi. Rồi 500.000 đồng sợi dây chuyền 20 bên em các chị ạ nha. Mẫu đơn giản dễ đeo nè. 500 cái mặt là 400. Rồi chị ruột ơi, có chọn được cái mẫu dây chuyền nào comment giùm em. Đó, em lên sắp hết dây chuyền rồi đó chị gái. Rồi cuối cùng là mẫu 22 nè, 500.000 đồng sợi chuyền 22, 500.000 đồng sợi dây chuyền 22 ngọc trai trắng hồng bên em, 500 một dây. Rồi chị nào thích dây 22 comment dây 22 giùm em mấy chị gái nha. Hôm nay đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm luôn. Đó, có chọn được cái mẫu dây chuyền nào không chị? Em nói rồi, không chọn được mẫu dây chuyền lẻ em mua nguyên bộ đi. Nha, mua nguyên một bộ sản phẩm cho nó sang chị ruột ơi. Lấy nguyên một bộ sản phẩm cho nó sang chị nha. Nó có nhẫn, có dây chuyền, có hoa tai luôn. Mà nó chỉ hơn cộng dây chuyền có chút xíu thôi mấy chị. Dây chuyền nó 500, 800 rồi đúng không? Đó. Chào em, chị mới lên nay có giảm giá không em? Dạ có luôn chị Nguyễn Duy ơi. Nha, hôm nay em giảm giá bộ 3 và bộ 4 món nha. Nhưng mà cái số lượng nó còn rất là ít nha. Tại vì từ bữa tới giờ em giảm sắp hết hàng rồi. Chắc cần khoảng... tại vì cái chương trình giảm giá của bên em á, nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào nha, nó không có chờ đợi một ai hết trơn các chị. Nói chị nào mà may mắn mấy chị nha, được vào những cái ca live sale như thế này, được chốt đơn với giá rẻ mấy chị đó, mình phải tranh thủ nha. Đó, mình tranh thủ mấy chị nha, để được mua hàng với mức giá ưu đãi. Rồi hôm nay em sẽ lên bộ ba giảm giá cho mình luôn nha, với chị Nguyễn Di nè, em lên mẫu luôn nha. Rồi đầu tiên là cái mẫu em đang đeo nè, bộ này sắp hết hàng mấy chị ơi. Cái bộ này bộ hình cánh sen nha, nhẫn dây chuyền hoa tai ba món em đang đeo mấy chị. 1.500.000 em giảm còn 950 nha. 1.500.000 em giảm còn 950 mấy chị. Rồi ok chị Phú Gia Trần đặt một sợi dây chuyền 99, ok chị đẹp nha. 800.000 đồng sợi dây 99 bên em luôn. Rồi em cảm ơn chị ấy luôn nha. Dây chuyền bạc à em? Dạ đúng rồi nha chị Nguyễn Hạnh nha. Sản phẩm bên em là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Bạc các chị cũng đeo như vàng vậy đó mấy chị. Đeo nó sẽ không đen và cũng như là không gây cái đứng da cho mình. Các chị đeo một thời gian nó cũ mấy chị ạ nha. Mình có thể dùng kem đánh răng mấy chị. Đó, mình vệ sinh sản phẩm lại nó sẽ sáng lại mấy chị ạ nha. Chứ nó không có phải như đồ giả, đồ kiểu như là mấy chị đeo một thời gian là nó đồ giả, mấy chị đeo thời gian đen thui thùi lùi mấy chị. Đúng không? Rồi ok, em chúc cho chị dây chuyền 99 nha. Rồi em có cái địa chỉ của chị luôn. Mai bên em tầm khoảng hơn 8 giờ sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị. Nghe máy xác nhận thông tin giùm em. 3 đến 5 ngày sau mình sẽ nhận được hàng nha. Nhớ chú ý điện thoại giúp em. Rồi dây chuyền 99 cho chị ruột luôn. Tội mẫu đẹp mấy chị ơi. Đó, dây kèm mặt là 800 giùm em nha. Để em đeo luôn mẫu này cho mình mấy chị. Cái mẫu này nó xuất sắc bên em mấy chị nha. Hầu như là chị nào cũng thích cái mẫu này hết trơn mấy chị. Rồi dây chuyền 99 bên em mọi người nha. Đẹp giùm em luôn mấy chị ơi. 800 một dây. Dây kèm mặt là 800.000 đồng. Chị nào lấy cái mặt là 700 giùm em. Trời ơi nó đẹp mấy chị gái ơi. Quá sang cho em luôn mọi người nha. Đó, nội trợ cũng phải đẹp nha các chị. Đó, cái mẫu này các chị ở nhà làm nội trợ cũng đẹp, các chị đi chợ cũng đẹp mọi người nha. Cái dây ngọc trai em đang đeo là 45 cm. Chị nào mà to con hơn em mà tầm khoảng 65 kg trở lên á, mình lấy dây 50 cm bên em vẫn có nha. Mỗi em đang đeo là 45 cm là chuẩn size cho chị nào từ 62 kg trở về nha. Rồi dây chuyền 99 kèm số điện thoại em chút đơn 800.000 đồng các chị ơi. Mẫu này nó đẹp nha. Cái mẫu này nó đẹp giùm em luôn mọi người nha. Dây 99 mấy chị. Rồi chị ruột chị Út Trần ơi, chọn được cái mẫu dây chuyền nào chưa chị ơi? Đó, nó đẹp, nó sang, nó xinh như này các chị không mua là tiếc nha. Rồi dây chuyền 99 kèm số điện thoại em chút đơn 800 một dây, dây 99 các chị. Miễn phí ship toàn quốc luôn, 3 đến 5 ngày sau nhận được sản phẩm giùm em. Dây 99 kèm số hội em chút đơn. Mẫu hình lá liễu mấy chị ạ nha, 800 một dây. Rồi chị Hạnh ơi, chị Nguyễn Hạnh ơi, có chọn được mẫu nào cho chị Nguyễn Hạnh ơi? Đó, chọn được mẫu dây chuyền nào comment giùm em với chị Út Trần nè. Chọn được mẫu dây chuyền nào comment cho em chị ạ nha. Dây 99 giùm em luôn mấy chị, rất là sang nè, em quay cam sao cho mọi người tham khảo nha. Em quay cam sao cho các chị xem mẫu nha.
800.000 đồng sợi dây chuyền 99 bên em, 800.000 đồng sợi dây chuyền 99 bên em các chị, rất là đẹp giùm em luôn nha. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Chưa em hả? Ok chị đẹp nha. Rồi dây chuyền 99 giùm em luôn chị gái nha. Rồi 800.000 đồng một dây. 800.000 đồng một dây. Chị Út Trần có chọn được mẫu nào không chị Út Trần ơi? Đúng không ta? Đúng rồi, chị Trần Út. Chị Trần Út ơi, có chọn được cái mẫu nào không nè? Rồi dây 99 giùm em luôn chị gái nha. Đây nè em Nguyễn Di, chị Nguyễn Di ơi. Đó em lên cho mình xem qua những cái sản phẩm bộ ngọc trai nè. Đây những cái sản phẩm đang được giảm giá nè nha. Con có chọn được cái mẫu nào thì comment giùm em luôn nha chị ruột ơi. Rồi đây em có bộ 3346 là mẫu em đang đeo các chị, mẫu này sắp hết hàng mấy chị ạ nha. Đó còn ít bộ lắm. Cái mẫu này được cái chiếc nhẫn nó dày lắm mấy chị, thật sự luôn mọi người nha. Chiếc nhẫn rất là dày cho em luôn mấy chị nha. Chiếc nhẫn rất là dày dương, giống như là hai chiếc mà kết lại nhau vậy đó. Mẫu hình cánh sen mấy chị ạ nha, chị nào quê Đồng Tháp. Ở đây có chị nào quê Đồng Tháp không mọi người nha. Đó, trong đầm gì đẹp bằng sen hay là tháp 10 đẹp nhất bông sen các chị. Đây mẫu hình cánh sen rất là dễ thương cho em luôn. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món là 1.500.000 đồng. Chị nào bỏ cái cọng dây cỏ cái mặt, bỏ cọng dây chuyền lại là còn 1.400.000 đúng không? Nhưng ngày hôm nay em giảm luôn cho mấy chị gái nha, còn 950.000. 950.000 đồng bộ 3346 các chị. Chị nào thích mẫu này comment giùm em nha. Cơ hội không đến nhiều lần các chị gái nha. Nhiều khi mình đang thích cái mẫu này nè mấy chị, nhưng mà mình là chần chừ do dự mấy chị gái nha, chút xíu hết hàng á uổng lắm nha. Rồi bộ 3346 giùm em luôn nha, 950.000 đồng một bộ các chị. Đó, sẽ có một số mẫu nó hết hàng mấy chị ạ nha. Hôm nay cũng hết hàng thêm một mẫu đó mấy chị. Hôm nay nó cũng hết hàng thêm một mẫu đó mọi người nha. Cho nên là chị nào yêu thích sản phẩm bộ thì chàng comment tranh thủ giùm em luôn. Rồi đây em có hoa tai mấy chị ạ nha. Mẫu này là 3.000.000 một đôi mấy chị ơi, ngọc tròn nè. Đó, 3.000.000 một đôi ngọc tròn mấy chị ạ nha. Thổi nó đẹp mấy chị. Đây nó đẹp quá, em để trên đây luôn cho mấy chị ngắm nè. Ba triệu một đôi nó đẹp xuất sắc cho em luôn, để trên cho mấy chị ngắm luôn. Để đây mấy chị thấy bộ ba không ta? No. Để sát mé đi. Rồi chị nào thích sản phẩm ngọc trai nào đó comment giùm em mọi người nha. Rất là đẹp giùm em luôn mấy chị. Nhẫn dây chuyền hoa tai chia sẻ like giùm em mọi người nha. Chia sẻ like giùm em các chị ruột nha. Xem like nhớ chia sẻ like giùm em nha. Mình chia sẻ like mấy chị, mình chia sẻ cho mọi người cùng biết đến ngọc trai mấy chị ạ nha. Cho chị nào đeo cũng đẹp hết trơn mấy chị, người ta đẹp mình cũng đẹp luôn mọi người nha. Đẹp chung cho nó vui mấy chị nha mọi người nha. Rồi tiếp theo em cho các chị gái xem một cái sản phẩm bộ ba này, nó cũng đang được giảm giá nè các chị. Đây một cái sản phẩm bộ ba này cũng đang được giảm giá nè mọi người nha. Đây em có bộ 3378 mấy chị. Đây là một cái sản phẩm bộ 3378 bên em, hạt ngọc trai màu trắng anh hồng giùm em nha. 3378 giùm em. Bộ này là 1.500.000 đồng. Hôm nay em giảm luôn còn 950.000 mấy chị ạ nha. Mức giá chưa từng có luôn á mọi người nha. Mức giá chưa từng có luôn các chị ạ nha. Cho nên là chị nào yêu thích cái sản phẩm này comment giùm em luôn nè mấy chị. Bảo hành sản phẩm cho các chị là 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn mọi người nha. Rồi chị nào yêu thích mẫu này comment giùm em luôn mấy chị ruột ơi, rất là xinh giùm em luôn mấy chị. 3378 nè. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món là 1.500.000 đồng, em giảm còn 950.000 thôi mấy chị ơi. Đó, 1.500.000 em giảm luôn còn 950.000 đồng bộ 3378 bên em. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng anh hồng, bông tai trúc đẩy. Mẫu này đơn giản dễ đeo, chị nào đeo cũng được, bao nhiêu tuổi đeo cũng được giùm em luôn nha. Rồi 3378 kèm sơn hội em chúc đơn các chị gái nha. 3378 kèm sơn hội cho em luôn, đẹp giùm em luôn mấy chị nha. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm mọi người nha. Đó, rất là xinh giùm em luôn. Rồi mã sản phẩm kèm sơn hội là có đơn giùm em mọi người nha. Rồi 3378 giùm em luôn mấy chị ơi. 1.500.000 em giảm còn 950.000 luôn mấy chị. 1.500.000 em giảm còn 950.000 luôn mọi người nha. Đó, những cái sản, những cái color mấy chị gái nha, nó đang được giảm giá mấy chị. Mình ưng bụng mẫu nào mình chốt liền cho em mọi người nha. Để nhiều khi mấy chị ơi, cái chương trình giảm giá nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào mấy chị. Nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào mọi người nha. Cho nên là chị nào muốn mua được hàng với giá ưu đãi mấy chị nha, mình tranh thủ comment chốt đơn để được mua hàng với mức giá ưu đãi các chị ruột nha.
Rồi có chị nào thích bộ ba đang được giảm giá không nè? Đó, chị nào thích bộ ba được giảm giá thì tranh thủ comment cho em luôn nha. Đó, em đang giảm giá mấy cái bộ ba cho mấy chị ruột đó nha. Còn đây là bộ khóa cài nè các chị, đây bộ khóa cài các chị ấy nha, bộ 3341 nè. Nhẫn dây chuyền hoa tai 1,5 triệu đang giảm còn 950.000 đồng luôn. Chất liệu sản phẩm bên em là bạc ý cao cấp 925 kết hợp với ngọc trai các chị ấy nha. 3341 các chị, 3341 kèm số điện thoại em chúc đơn 3341 giùm em. 1,5 triệu đồng đang giảm còn 950.000 đồng các chị. Một mức giá chưa từng có luôn mọi người nha, một mức giá chưa từng có luôn các chị. Rồi 3341 kèm số điện thoại em chúc đơn bộ 3341 giùm em luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mấy chị ơi. Đây chị nào thích sản phẩm bên em thì comment cho em nha. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang các chị. Ngọc Trai bên em là Ngọc Trai thật 100%, Ngọc Trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn. Hôm nay các chị đặt hàng tầm 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn mọi người nha. Đó, rất là nhiều mẫu mã sản phẩm đẹp trong ca like mấy chị. Yêu thích sản phẩm Ngọc Trai nào đó comment bên dưới giùm em. Rồi tiếp theo em cho các chị giải sale một cái mẫu sản phẩm ngọc trai tiếp theo bên em mọi người nha. Đây em có những cái mẫu hoa tai ngọc trai rất là dễ thương nè mấy chị. Có chị nào thích hoa tai không mọi người nha, em lên một số mẫu cho các chị tham khảo luôn. Đây em có hoa tai mấy chị nha. Đây là mẫu hoa tai 119 nó có rồi. Đây em có hoa tai nụ ngọc trai mấy chị. Mẫu này đơn giản dễ thương mọi người nha. Hoa tai nụ bên em hàng ngọc tầm 6 đến 7 ly mấy chị. Nụ trắng bên em mọi người nha. Đó, 1,1 triệu một đôi giùm em luôn, ngọc tầm 6 đến 7 ly mấy chị. Ngọc trai tròn đều đẹp sáng nhà bóng luôn mấy chị nha. Tròn đều đẹp sáng nhà bóng giùm em luôn mấy chị ơi, nụ trắng này mấy chị. Đó, rất là xinh giùm em luôn nha. Rồi tiếp theo em có một cái đôi hoa tai nụ nó to hơn một chút xíu mấy chị nha. Đây, to hơn một chút xíu mấy chị. Tùy theo mình thích cái size như thế nào mình đeo mọi người nha. Đây là nụ ngọc tròn. Đó. Đây là nụ ngọc tròn mấy chị ạ nha, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị. Đó, ngọc trai nuôi nước mặn hoàn toàn tại đảo Ngọc Phú Quốc Kiên Giang luôn mọi người nha. Đây em có cái nụ tròn nè mấy chị. Đây cái nụ tròn mọi người nha. Đó, cái nụ tròn của em đâu rồi. Đây mấy chị ạ nha, cái nụ này nè mấy chị. Trời, nó quá đẹp luôn mọi người nha. Đây ngọc tròn đều mấy chị ơi, tầm 8 đến 9 ly cho em nè. Mẫu này 1,8 triệu giùm em. Đó, 1,8 triệu giùm em luôn mấy chị ạ nha. Rồi chị nào thích hoa tai comment mẫu hoa tai giùm em mấy chị. Đây nụ ngọc trai em có 3 size luôn. Đây cái đôi này ngọc tròn đẹp quá mấy chị ơi, 3 triệu một đôi em luôn mấy chị. Ngọc tầm 9 đến 10 ly nha, tròn đều đẹp sáng như bóng cho em luôn. Đó, còn cái hai tay nụ mà nó rẻ mấy chị nha, cái nụ 400 á, nó là ngọc ma be, nó chỉ có hơn nửa bán cầu thôi. Rồi chị nào thích hoa tay nụ comment hoa tay nụ giùm em nha, rất là xinh luôn mấy chị. Rồi đây là còn một số mẫu hoa tay kiểu nữa mấy chị ơi. Đây vừa có kiểu mà vừa có đơn giản luôn. Em có hoa tai 130 chút cài bên em, ngọc trai trắng anh hồng. Mẫu này là 700 một đôi giùm em các chị nhã nha. Chất liệu là bằng bạc kết hợp với ngọc trai mấy chị. Bạc kết hợp với ngọc trai mọi người nha. Đó, bạc kết hợp với ngọc trai luôn. Bạc là bạc đeo nó cũng như vàng nha các chị. Mình đeo không đen cũng như là không nghi cứng da. Hàng bên em bảo hành cho các chị 3 năm, em cho các chị kiểm tra đeo thử nha. Rồi hoa tai 199 giùm em luôn mấy chị ơi, 700. 700.000 đồng mẫu 199 nè các chị. Thồ quá đẹp, quá xuất sắc giùm em luôn nha. Giao hàng tận nơi tận nhà cho mấy chị gái luôn. Đem có đôi 121 của nè mấy chị. Mẫu này là 700 một đôi giùm em luôn, 121 chút cài bên em. Ồ, cái khóa bạc bên em nó chắc lắm mọi người. Đây chứ không phải như hàng chợ mấy chị gái nha, mà nó lỏng le lỏng lẻo mấy chị. Đó, rất là chắc và bạc rất là dày cho em luôn. Rồi 121 giùm em mọi người nha. Tiếp theo có hoa tai 104 nè. Đây mẫu này đơn giản dễ đeo mấy chị ơi, mẫu hình hoa nè mấy chị. Hầu như là chị đẹp nào cũng thích cái mẫu hình hoa này trơn mấy chị gái nha. Mẫu này em bán rất là chạy luôn á. Rồi 104 bên em 500.000 đồng một đôi chút cài mấy chị ơi. Cái bạc này mấy chị cứ việc yên tâm đeo giùm em mấy chị. Đeo không đen và không ghê cái đứng da cho mấy chị gái luôn. Mình nhận hàng mình cứ kiểm tra đeo thử giùm em mấy chị nha. Nhận hàng cứ việc kiểm tra đeo thử giùm em mấy chị gái nha. Đeo không đen và không ghê cái đứng da luôn mọi người nha. Hàng bên em bảo hành cho các chị 3 năm. Em có gỡ kèm cái thẻ bảo hành mấy chị nha. Trên thẻ bảo hành có số điện thoại công ty địa chỉ bên em đàng hoàng cho nên các chị cứ yên tâm. Đó, nhiều cái công ty mấy chị ở nha, nó bảo hành cho mấy chị mà nó không bao giờ để cái địa chỉ đâu. Còn Ngọc Trai Song Long bên em lúc nào cũng có địa chỉ và số điện thoại các chị. À, cho nên là các chị mua hàng các chị yên tâm cho em nha. Rồi ok, em chúc đơn chị Nguyễn Hương nè, trời ơi mẫu đẹp chị ấy nha. Ok chị đẹp Nguyễn Hương nha, hoa tai 104 nè, 500.000 đồng em miễn ship luôn nha. 500.000 đồng hoa tai 104 chị Nguyễn Hương miễn phí ship toàn quốc nha chị đẹp nha.
Trời ơi, nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em nè chị, đeo y chang em vậy nè, để em đeo cho chị xem nha. Đeo y chang em chị nha, đeo đẹp đeo sang như này mới phải nhận hàng chị cả nha. Đây em đeo thử cho mấy chị xem nè, 104 nè các chị. Đó, nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em, đeo không đẹp không sang không xinh trả về em mấy chị. Đó, bảo đảm chị ấy luôn, mấy chị mà gặp cái sản phẩm bên em mà mấy chị nhìn mất mê luôn mấy chị nha. Đó, những cái sản phẩm mà ngọc ở trên ở ngọc ở tiệm vàng tiệm bạc mấy chị đa phần là ngọc nhựa thôi, nó không có bán ngọc trai nha mọi người nha. Đó, tại bên em là chuyên ngọc trai mấy chị, sản phẩm bên em là ngọc trai mọi người nha. Rồi hoa tai 104 em chúc chị Nguyễn Hương nè. Rồi còn chị nào lấy 104 nữa comment giùm em. Đó, còn cái mỏi em đang đeo là dây chuyền nha, dây chuyền này là 800, dây 99 mấy chị. Em nói thiệt với mọi người luôn, chị nào không thích mẫu này hết trơn mấy chị, ai đeo cũng đẹp chứ mọi người, nó dễ đeo lắm, nó không kén ai hết trơn á. Rồi dây chuyền 99 800 nha. Rồi hoa tai em đang đeo là 104 mấy chị cả nha. Đó, rất là đẹp giùm em luôn, 104. Dây bằng chất liệu gì hả? Dạ em chào chị Tư Nguyễn nha, bên em là bằng bạc nha chị ơi. Bạc ý cao cấp 925 nha, đảm bảo cho chị gái luôn. Đeo không đen và không gây kích ứng da. Không đen và không gây kích ứng da mấy chị, cái này là em đảm bảo cho mọi người luôn. Mở hàng ra kiểm tra đeo thử thoải mái giùm em nha. Trong mỗi hộp hàng bên em có bảo hành cho các chị là 3 năm. Nhà Song Long bên em bán hàng online mấy chị ở nhà là khoảng hơn 6 năm nay. Đó, bán tại cửa hàng nữa là hơn 10 năm nay các chị. Đó, bán rất là nhiều sản phẩm luôn. Đưa ra thị trường trên 10.000 mẫu mã trang sức ngọc trai đẹp các chị. Đó, chị nào mà chưa từng mua sản phẩm bên em thì thử mua một lần các chị. Còn những chị ruột nào của em nè đã mua hàng rồi nha, comment cho em xin một cái phản hồi về sản phẩm các chị. Các chị đeo sản phẩm bên em thấy nó như thế nào? Đó, có đúng như em nói không, là bạc không đen không có tính da các chị, đúng không? Đó, chị nào đeo như thế nào mình cho em xin một cái phản hồi về sản phẩm nha. Rồi chị Tư Nguyễn ơi, mỏ em đang đeo này chị rất là đẹp giùm em luôn, dây 99 chị ơi nha, mỏ này là 800 dây, miễn ship toàn quốc luôn. Rồi ok, em cảm ơn chị Xuân Quốc luôn nè, đặt một cái sợi dây chuyền 99 lên số hội em chốt đơn chị ruột nha. Đó, dây kèm mặt là 800 giùm em miễn ship luôn nha chị. Miễn ship luôn nha chị ạ nha. Hàng tới rồi các chị cứ mở ra đeo thử đi mấy chị nha. Mở hàng ra kiểm tra đeo thử giùm em luôn mấy chị ạ nha. Đẹp đeo sang đeo xinh mới phải nhận hàng các chị. Rồi dây chuyền 99 giùm em luôn chị ạ nha. Đó, hàng của chị nhận được bạn chị đã nhờ đặt hả? Rồi ok chị ạ luôn nha. Rồi cho em xin số hỏi đi, em gửi địa chỉ cũ nha. Cho em xin số hỏi em gửi địa chỉ cũ luôn chị đẹp nha. Rồi dây chuyền 99 kèm số điện thoại em chốt đơn 800 mấy chị ơi, quá xuất sắc cho em nha, miễn ship toàn quốc luôn. Nó là vòng bạc quá chị, nó được thiết kế mẫu chiếc lá nè, rất là sang luôn mấy chị nha. Đó, em gọi số bạn chị Dị Hồng. Rồi ok chị ạ nha. Rồi ngày mai tầm khoảng hơn 8 giờ bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn các chị, nhớ chuyên hội nghe máy xác nhận thông tin giùm em. Rồi còn chị nào thích cái mẫu dây chuyền này nữa comment giùm em nha, em quay cam sau cho mấy chị xem cận cảnh hơn nha. Đó, em đang đeo là dây dài 45cm các chị. Chị nào muốn dài hơn lấy dây 50 nha. Sản phẩm bên em là bằng bạc mấy chị cả nha, bạc ý 925 mấy chị. Đeo không đen, không xỉn màu cũng như là không gây kích ứng da luôn. Đây dây 99 nè chị ạ nha, hạt ngọc 12 ly mấy chị ơi, mẫu này đẹp lắm. Cái mẫu này đẹp xuất sắc cho em luôn mọi người nha. Đẹp mà đẹp xuất sắc chứ mấy chị, chứ không phải đẹp bình thường mấy chị nha. Rồi mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em mọi người nha. Một hoa dây chuyền 99 mấy chị. Dây chuyền 99 kèm số điện thoại em chốt đơn. Đó, mẫu này là 800 giùm em mọi người nha. 800.000 đồng một dây 99 mấy chị. Rồi còn chị nào thích dây chuyền hoa tai gì đó comment giùm em nha. Chị Tư Nguyễn nha. Đó, dây bên đây là vòng bạc chị gái. À, chị muốn đeo cái sản phẩm gì nè? Chị muốn đeo dây chuyền không? Lên mẫu dây chuyền cho mình tham khảo nhiều mẫu lắm chị. Hoặc là mình có thể mua cả bộ luôn nha. Sản phẩm gì cũng bằng bạc hết trơn mấy chị. Bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai giùm em. Rồi chọn mẫu dây chuyền, comment dây chuyền giùm em nha. Em có mẫu này cũng 800 đó nè chị, dây 98 chị hả nha. Đây hai cái mẫu này là song song nha mấy chị. Thí Kiều là chị em là Thí Dân này mấy chị hả nha. Đó, dây 99 nó đẹp như Thí Kiều vậy nè, dây 98 nè mấy chị hả nha. Rất là xinh giùm em luôn. 800 một dây các chị, sản phẩm là bằng bạc mọi người nha, bảo hành cho các chị 3 năm, yên tâm giùm em. Và cái mẫu dây công khế bên em nó cực kỳ chắc nha mấy chị nha. Đó, rất là chắc chắn cho em luôn mấy chị, 98 99 nè chị gột. Đó, chọn được cái mẫu dây chuyền nào thì comment giùm em luôn, nó quá đẹp chị hả nha. Không những là một chị đặt nha, đặt xong thấy đẹp quá còn đặt giùm bạn bè nữa mấy chị. Tại những cái sản phẩm này rất là đẹp mấy chị nha, rất chi là đẹp giùm em luôn.
Rồi chị nào thích dây chuyền comment dây chuyền giùm em luôn. Mình dùng hàng của Ngọc Trai Song Long 4 năm liền, rất ưng, shop rất uy tín rồi, em cảm ơn chị Phạm Tiên luôn nè. Đó, một cái bình luận của chị Phạm Tiên rất là dễ thương chị nha. Đó, y chang những cái gì mà em suy nghĩ luôn mấy chị nha. Đó, sản phẩm của Ngọc Trai Song Long các chị nha, uy tín chất lượng mấy chị nha, uy tín chất lượng, khách dùng 4 năm rồi. Khách dùng 4 năm mà lên đây vẫn khen hàng đẹp các chị ruột nha. Đó, cho nên là mình còn chần chừ gì nữa mà không chọn cho mình một mẫu mấy chị. Đó, không chọn cho mình một mẫu các chị nha, để đeo làm đẹp cho bản thân mấy chị nha. Rồi, chị nào thích mẫu dây chuyền comment dây chuyền giùm em. Rồi em xin cảm ơn chị Phạm Tiên nha. Rồi em cảm ơn chị gái rất là nhiều luôn nè. Rồi hôm nay còn thiếu cái sản phẩm gì không? Nói đi em giảm giá cho nè. Nói đi em giảm giá chị nha, có thiếu bộ không? Thiếu bộ nói đi em giảm giá bộ cho nha. Bộ 3 bộ 4 nè chị ơi, giảm giá ưu đãi luôn nè chị. Ruột. Chị ruột luôn á. Rồi đây nè chị ạ nha, còn nếu như mình không thích cái dây to quá, em có cái dây nhỏ nhỏ nè chị. Đây, những cái dây này là 500 một dây giùm em chị Tư Nguyễn nè. 500 ngàn đồng sợi chuyền 25, chất liệu là bằng bạc, ý 925 kết hợp với ngọc trai. Dây 20 nè chị, 500 một dây. Hoặc là dây 25 nè, mẫu này cũng 500 một dây giùm em luôn. 500 ngàn đồng một dây giùm em chị ạ nha. Giao hàng tận nơi, tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Đó, 500 một dây giùm em chị đẹp. Rồi chị nào thích dây chuyền comment dây chuyền giùm em nè chị nha. 500 một dây, chất liệu là bằng bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Còn chị nào mà chốt đơn kịp với chị nha, hoặc là không biết comment với chị, mình có thể gọi trực tiếp về số hotline đang ghim dưới màn hình dẫn chốt đơn được nha mọi người nha, 0946800599 mấy chị. Đó, bên em dẫn chốt đơn qua số hội được luôn mọi người nha. Không biết comment gọi điện chốt đơn dẫn được các chị. Dây 21 nè, 500 nè. Rồi dây 49 500, mẫu hình dương miệng nè chị đẹp. Đó, có thích dây chuyền thì comment giùm em nha. Chất liệu là bạc kết hợp với ngọc trai mấy chị. Đó, mình mua ngọc thật mấy chị ạ nha, mình đeo 3 năm 4 năm nó vẫn đẹp bình thường mấy chị. Mua ngọc mũ một giả nó rẻ mấy chị ạ nha, đeo vài bữa nó bị phai hết trơn mấy chị ơi, bị chóc tùm lum hết trơn mấy chị. Đó, nó và nó không có ánh xà cừ, nó không có đẹp bằng ngọc thật mọi người nha. Rồi dây 43 500 giùm em chị ạ nha, dây 48 mấy nè chị. Đây mã 48 giùm em luôn chị ạ nha, có cái nơ nè. Đó, ngọc giọt nước rất là dễ thương luôn. Rồi 500 ngàn đồng sợi dây chuyền, bên em có thích dây chuyền thì comment giùm em mấy chị. Chất liệu sản phẩm bên em là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai chị nha. Rồi còn chị nào thích cái mẫu sản phẩm ngọc trai gì nữa comment bên dưới giùm em mọi người ơi. Đó, rất là nhiều sản phẩm ngọc trai đẹp luôn, mức giá thì quá ưu đãi mấy chị ạ nha. Đó, mức giá thì cực kỳ ưu đãi rồi. Đó, không bàn cãi nữa nha. Rồi còn chị nào chọn được cho mình cái mẫu hoa tai nào chưa nè? Đó, chọn được cho mình cái mẫu hoa tai nào thì comment giùm em mọi người nha. Đó, em chắc hoa tai cho nó đẹp mấy chị. À, em cho chị xem các mẫu bộ giảm giá rồi. Ok chị đẹp luôn nha, em lên bộ giảm giá chị xem luôn nè chị. Em lên bộ giảm giá chị xem luôn nha, bộ 3, bộ 4 nè. Đó, mẫu có vòng tay là bộ 4 chị ạ nha. Mẫu có vòng tay là bộ 4 giùm em luôn, mua hết các mẫu rồi, còn thiếu gì đâu. Bông tai mua hết mấy đôi, giờ còn hoa tai nụ chút dặn. Thì chị mua tiếp hả? Rồi ok chị đẹp nha. Nụ chút dặn mới được hả? Rồi ok chị ạ nha, nào có em thông báo. Nào có em thông báo chị ạ nha. Trời ơi nó đẹp mấy chị. Mẫu 472 hả? Đây này chị được. Đây là một cái sản phẩm bộ 472 bên em. Trời ơi chị có mắt nhìn ghê luôn, bộ đẹp muốn xỉu luôn nè. Rồi đây là một cái sản phẩm bộ 472 bên em, bao gồm một cái kiềng tai ngọc trai, một nhẫn ngọc trai, một dây chuyền và một đôi hoa tai, quá đẹp cho em luôn mọi người nha. Rồi mẫu em đang cầm trên tay là bộ 472 mấy chị. Bộ này bên em có mức giá là 2.550.000 đồng. 2.550.000 đồng các chị nha. Ngày hôm nay em giảm còn nhiêu mấy chị? 2.000.000 đồng. Đó, em giảm trực tiếp tại livestream ngày hôm nay chỉ còn có 2.000.000 thôi. Có dòng tai ngọc xám cao cấp không em? Vòng tay xám cao cấp hả? Rồi chị đợi em xíu chị nha, để em kiếm có không chị ruột. Rồi bộ 472 giùm em chị nha, 2.550.000 đồng một bộ mấy chị ruột ơi. 2.550.000 đồng một bộ 472 giùm em luôn. Bông chút đẩy ngọc trai trắng hồng. Đây bộ 472 các chị, 2.550.000 giảm còn 2.000.000. Mẫu này nè chị nào ngón tay to đeo lên nó ôm nó đẹp lắm mấy chị.
Đây, cái mặt của nó to mấy chị nha, nó ôm luôn cái ngón tay của mình mấy chị. Đó, sẽ không có thấy cái ngón tay của mình nó to mấy chị nha, mình nhìn mình thấy cái mặt nhẵn phờ. Đúng không? Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Đặng đã chia sẻ cho em nè, cảm ơn chị ruột luôn. Rồi xem like nhớ chia sẻ like giùm em các chị gái. Đó, nhờ có bao nhiêu mọi người chia sẻ like giúp em mọi người nha. Để cho bạn bè người thân của mình cùng vào thấy được cái like này mua hàng với mức giá ưu đãi các chị. Rồi bộ 472 giùm em luôn, 2.550.000 giảm còn 2.000.000 mới chưa, mỗi ngày đeo đẹp lắm, đeo thử chị xem nha. Mỗi ngày đẹp lắm, đeo thử chị xem nha, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị. Giao hàng tận nơi tận nhà giùm em luôn mấy chị ơi. Đây hôm nay mua bộ 4 là cực kỳ đẹp cho em luôn mấy chị ạ nha. Một mức giá giảm chưa từng có mấy chị ơi, chưa từng có mọi người nha, 6 năm nay mới giảm một lần luôn mấy chị nha, hơn 6 năm mấy chị ạ nha. Rồi bộ 472 giùm em luôn này chị ruột nha, 2.550.000 đồng em giảm luôn, còn có 2.000.000 thôi mấy chị, 2.000.000 đồng có luôn bộ 4 mấy chị ơi. Mua cái kiềng tay lẻ nó hơn 1.500.000 rồi nha. Đó, hôm nay lấy bộ 472 nó có 2.000.000 rồi mấy chị, quá đẹp giùm em luôn. Bảo hành 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi chị nào chốt bộ 472 comment giùm em nha, 472 cái chị đẹp như mê luôn mọi người nha. Đó, cực kỳ sang cho em luôn bộ 472. Rồi ok chị Thục Quyên nè, lấy bộ 472 lên số điện thoại giùm em luôn chị ơi. Rồi em thấy số điện thoại chị đẹp luôn rồi, sang quá chị ơi. Đây nhìn chiếc nhẫn nè mấy chị, đó. Mẫu này 50, 60, 70, 80kg đều đeo được hết cho em nha. Dạ nhận hàng chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha chị. Nhẫn hàng chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em luôn. Nhẫn nè mấy chị, đây kiềng tay các chị ruột ơi. Đó, 2.550.000 đồng một bộ giùm em luôn, em giảm còn có 2.000.000 thôi các chị. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em, quá sang luôn các chị ruột ơi nha. Có chị nào ở đây muốn làm đẹp không nè, có muốn mình đẹp hơn không các chị? Đó, đôi khi mấy chị nha, mình phải đặt câu hỏi gì sao cho bản thân mình các chị nha. Đó, mình phải đặt câu hỏi gì sao cho bản thân mình mấy chị nha. Tại sao mình chưa đẹp? Đó, tại sao mình chưa sang, chưa xinh mấy chị ạ nha. Đó, mình ra đường mình không có tự tin như người ta các chị, tại vì mình đang thiếu nè. Đó, mình đang thiếu những cái sản phẩm trang sức ngọc trai nè các chị. Ngọc trai còn được mệnh danh là nữ hoàng trang sức các chị ạ nha. Thì các chị đeo lên nó sẽ rất là đẹp nha. Nó sẽ rất là đẹp mấy chị ạ nha, nó tôn da mấy chị, nó tôn da mọi người nha, sáng da mà đeo rất là sang luôn. Bộ này chị 55kg đeo được không em ạ? Dạ đeo được chị ạ nha. Đó, mẫu này từ 50kg đến 80kg đều đeo được hết cho em luôn. Mẫu này rất là sang luôn nha. Và cái mẫu này em có đủ size luôn nha mấy chị nha. Từ đi 48 tới size 60 em đều có size mấy chị. Rồi kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai rất là đẹp giùm em luôn, 2.550.000 đồng một bộ các chị ạ nha. 2.550.000 giảm còn 2.000.000. Chỉ có 2.000.000 đồng thôi các chị ơi, mình sẽ được một cái sản phẩm nó đẹp như thế này mấy chị. Đó, rất là sang giùm em luôn. Rồi 2.000.000 đồng mỗi em đang đeo, 2.000.000 đồng mỗi em đang đeo chị ạ nha. Làm cách nào đo được size hả? Rồi ok chị ạ nha, em quay cam sang hướng dẫn chị đo ni chị đẹp nha. Chị Thục Quyên dần ơi, đó mình xem mình đo ni giúp em luôn nha chị ạ nha. Đây mình xem mình đo ni giúp em luôn mấy chị. Chị nào có cái thước dây may đồ mấy chị nha, quấn quanh cổ tay đo cổ tay giùm em. Còn nếu như mà chị nào mà có cái thước học sinh mấy chị, mình đo như thế này giúp em nha. Đây mình lấy cái thước học sinh các chị gái nha, mình đặt lòng trong cái nhẫn mấy chị, hoặc là cái kiềng nè. Đây mình đo ngang giùm em chị gái nha, gọi là đo đường kính mấy chị ruột nha. Đó, gọi là mình đo đường kính mọi người nha. Đây các chị gái nha, dụ như chiếc nhẫn nè. Đó, đây là chị gái nha, chiếc nhẫn này mấy chị, mình đo lòng trong như này mấy chị gái nha. Nhẫn em đang cầm là 1.7 mấy chị. Đó, 1.7 mấy chị gái nha. Ngày nào cũng muốn xem. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Vân nha. Đó là chị Văn Phương nè, em cảm ơn chị Phương Dân nha. Biết sao không mấy chị, sản phẩm đẹp mấy chị ơi. Sản phẩm nó đẹp mấy chị, đúng không? Sản phẩm quá đẹp mấy chị ạ nha, quá hấp dẫn mấy chị ơi. Cho nên là mọi người phải sở hữu một món nha, một bộ mấy chị, ít nhất là phải một bộ mấy chị ạ nha. Rồi bộ 472 giùm em luôn chị ạ nha. Mình đo lòng trong cái nhẫn như đó chị, cái kiềng cũng vậy luôn. Đây nè chị đẹp nha. Đó, mình đo lọt lòng trong giùm em mấy chị ạ nha, cái kiềng và cái nhẫn nè. Kìa em đang cầm là 5.6 mấy chị ơi, 5.6 nè mọi người nha. Đây mình đo lòng trong bên đây các chị nha, cái vạch số 0 nó nằm ở trong cái kiềng này đo ngang qua mấy chị. Đây kìa em đang cầm là 5.6 mọi người nha. Đó, mình cứ đo size y chang như các em chỉ là bên em sẽ làm size chuẩn cho mình nha. Rồi chị nào muốn đẹp hơn, muốn tự tin hơn mấy chị cả nha, chọn cho mình một cái bộ sản phẩm ngọc trai các chị, ở nhà vẫn đẹp nha mọi người nha.
Đừng có nghĩ là à, tôi làm nội trợ tôi không cần phải đẹp mấy chị ơi. Cái suy nghĩ là sai rồi nha. Thời đại công nghệ 4.0 mấy chị ơi. Đó, mình làm nội trợ mình vẫn phải đẹp mấy chị ạ nha. Có chị nào thường thường ngày vô TikTok, Zalo các kiểu mấy chị. Đó, xong mấy chị ạ nha. Đó, mình còn phải chụp ảnh đăng nữa đúng không mấy chị. Đây, có những cái sản phẩm này kèm theo là đẹp lung linh cho em luôn nha. Đó. Rồi, ok, chị Kim Ngọc hứa là chị đặt bộ 472 chút xíu chị Donny hả. Rồi, ok, chị đẹp nha. Rồi, 472 giùm em luôn nha chị ạ nha. Kiền nhẫn dây chuyền hoa tai nè. Đó, ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị ạ nha. Tầm 8 giờ hơn bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị nha. Cứ từ từ đo đi chị nha. Có chuỗi cổ không em? Rồi, em chào chị Quốc Anh Lê luôn. Dạ, em có chuỗi cổ ngọc trai chị ạ nha. Em có chuỗi cổ ngọc trai luôn nha chị đẹp nha. Em lên chuỗi ngọc cho mình luôn nè chị. Rồi, chuỗi cổ ngọc trai bên em là 1 triệu chuỗi cổ thường. Em có hai loại, chuỗi thường và chuỗi đẹp. Chuỗi thường và chuỗi đẹp chị ạ nha. Đây, em có chuỗi cổ ngọc trai bình thường nè. Đây là chị ạ nha. Đây là mẫu chuỗi cổ ngọc trai thường bên em luôn. Ngọc trai thường là sao mấy chị? Nó là dạng hình oval. Trên viên ngọc trai của nó sẽ có vân hoặc là vết tì của ngọc trai như thế này. Đó, vân hoặc là tì vết của ngọc trai như thế này các chị nha. Vân hoặc là tì vết của ngọc trai như thế này các chị ạ nha. Đó, chuỗi cổ ngọc trai bên em giá là 1.400.000, đang giảm còn 1.100.000 nha chị nha. 1.100.000 một sợi giùm em luôn. 1.100.000 đồng một sợi nha chị đẹp nha. Em có màu này là màu hồng ánh tím nè. Đây, đó, viên ngọc trai nó sẽ có vân và tì vết như thế này nè chị. Em quay cận cảnh cho mấy chị xem luôn nè. Đây, hồng ánh tím chị ạ nha. Rồi, đây là màu xám giùm em luôn nè chị. Đó, 1.100.000 một sợi giùm em luôn. Còn cái này là trắng ánh hồng chị nha. Ngọc trai Akuya màu trắng ánh hồng. Còn đây là màu ánh cam nè chị nha. 1.100.000 một sợi giùm em. Cái mẫu này là tứ quý nhưng mà hạt đó là hạt ngọc to nhỏ chị nha. Ngọc từ nhỏ tới to. Đây, ngọc từ nhỏ tới to nó như thế này nè mấy chị. Rồi, 1.100.000 một sợi giùm em chị ạ nha. 1.100.000 một sợi giùm em luôn, rất là đẹp nè chị. Đây, để em đeo thử cho chị xem. Đây là mẫu chuỗi ngọc thường nha. Mẫu chuỗi ngọc thường bên em là 1.100.000 một sợi. Còn nếu như mà chị nào thích đeo ngọc đẹp thì em có ngọc đẹp cho mọi người nha. Ngọc đẹp là 2.500.000 một dây. Đây là chị ạ nha, chuỗi cổ nè chị. Đó, 1.400.000 em giảm cho mình, còn 1.100.000 tại livestream ngày hôm nay luôn. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai Akuya màu trắng ánh hồng, rất là đẹp giùm em luôn. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc, Kiên Giang các chị nha. Rồi, chuỗi cổ em đang đeo là 1.100.000 một sợi các chị. Đây, 1.100.000 đồng một cái chuỗi cổ ngọc trai. Đó, ngọc trai 8 ly, dây 4 tấc rưỡi. Chia sẻ like giùm em các chị rồi coi. Xem like các chị nhớ chia sẻ like giùm em rồi. Con chào cô đồng hạnh giới luôn nè. Chia sẻ like giùm em mọi người nha. Rồi, chuỗi cổ em đang đeo 1.100.000 giùm em. Chuỗi tay em đang đeo là 500 mấy chị ơi. Chị nào thích đeo chuỗi tay này comment cho em luôn nè mấy chị. 500.000 đồng cái chuỗi tay ngọc trai mọi người nha. Ngọc 8 ly, hơn 8 ly mấy chị. Đó, đủ ni đủ size cho các chị được luôn. Hoa tay nụ em đang đeo là 400 luôn các chị ơi. Đó, tổng bộ này các chị mua lẻ mấy chị ơi nha, sẽ là 2.000.000. Còn nếu như mà chị nào lấy cả bộ em giảm còn 1.500.000 nha. Chuỗi cổ, chuỗi tay, hoa tay nụ ba món là 1.500.000 giùm em. Cả bộ ngọc trai 1.500.000 đồng nha. 1.500.000 một bộ giùm em. Đây là bộ chuỗi ngọc thường chị ơi nha. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mình xem một cái bộ chuỗi ngọc đẹp bên em nè chị. Đây là bộ chuỗi ngọc đẹp bên em chị ạ nha. Đây, ngọc đẹp giùm em luôn mấy chị ơi. Bộ chuỗi ngọc trai em đang cầm trên tay là bộ chuỗi ngọc trai Akuya màu trắng hồng. Ngọc tròn, đều, đẹp, sáng và bóng cho em luôn. Đây chị ơi, rất là xinh giùm em luôn. Đó, bộ này bên em là bộ ngọc đẹp nha. Comment là bộ ngọc đẹp giùm em luôn. Rồi, ok, em chúc lên cho chị Phú Gia Trần là bộ em đang đeo. Bộ em đang đeo là 1.500.000 đồng, ok chị ruột nha. Rồi, em xin chúc đơn cho chị Phú Gia Trần nè. Bộ em đang đeo là 1.500.000 một bộ giùm em luôn. Nhẫn dây chuyền hoa tai ngọc trai chị Phú Gia Trần. Rồi, còn chị nào thích mẫu này nữa comment giùm em nha. 1.500.000 đồng một bộ giùm em luôn. Chuỗi tai, chuỗi cổ, hoa tai. Đó, ba món 1.500.000 giùm em các chị. Rồi, đây nè mấy chị gái nha. Thôi, cái bộ ngọc này nó đẹp hơn nè mấy chị ơi. Ngọc đẹp hơn mọi người nha. Tròn, đều, đẹp, sáng và bóng hơn. Nó sẽ không ít vân vỡ tì vết mấy chị nha, ít vân vỡ tì vết mấy chị ạ nha. Và cái mẫu sản phẩm em đang cầm trên tay với mức giá là 4.600.000 đồng các chị. Chuỗi cổ là 2.500.000, chuỗi tay 1.500.000, hoa tay là 600. Tổng bộ này bên em bán là 1.600.000 đồng, ủa lộn, 4.600.000 đồng. 4.600.000 đồng cho một mẫu chuỗi cổ ngọc đẹp như này các chị, 4.600.000 giùm em luôn.
Đó, chị nào thích mẫu này thì comment giùm em. Khi các chị lấy cái bộ ngọc đẹp mấy chị gái nha. Khi các chị lấy cái mẫu ngọc đẹp mấy chị gái nha thì em tặng luôn cho mình cái hộp nhung như thế này mấy chị nha. Em tặng luôn cho mình cái hộp nhung như thế này mấy chị gái nha. Chuỗi cổ, chuỗi tay và lụa ngọc trai. Đó, 4.600.000 đồng tặng luôn cái hộp này cho mình. Khi các chị đeo cái hộp này mấy chị gái nha, mình có thể làm quà cũng được, mình để dành cũng được, mấy chị mình cắt ngọc trai cũng được mọi người nha. Rồi em quay cam sao chưa, quay cận cảnh cho mấy chị xem luôn nè. Em còn có bộ ánh cam nữa nè mấy chị. Đây bộ ánh cam mấy chị ạ nha, nó đẹp lung linh cho em luôn. Đó, đây là bộ chuỗi ngọc đẹp mấy chị ạ nha, 4.600.000 giùm em một bộ. 4.600.000 đồng một bộ giùm em. Rồi chị nào thích mẫu này comment cho em luôn. Đây 4.600.000 mấy chị ruột nha. Em quay cam sao quay cận cảnh cho mọi người xem luôn các chị. 4.600.000 đồng bộ chuỗi ngọc trai bên em, rất là đẹp nha. Đẹp quá rồi, em chào chị Kim Mai Hoa luôn nè, bao đẹp luôn chị ạ nha. Sản phẩm của ngọc trai Song Long Quốc bên em là bao đẹp luôn mấy chị. Bên em bán hàng hơn 10 năm nay các chị nha, có uy tín, có chất lượng sản phẩm là luôn luôn đứng đầu các chị. Đó, chị nào mà may mắn lắm rồi mới được sở hữu hàng của ngọc trai Song Long mọi người nha. Đây là chị đẹp nha. Đó, cái chuỗi cổ này chị nhìn nè. Đó, viên ngọc trai nó tròn đều chị nha. Tròn đều đẹp giùm em luôn nè chị. Đó, rất là sang giùm em luôn chị nha. Mẫu này bên em là 4.600.000 một bộ. Chuỗi cổ 2.500.000, chuỗi tay 1.500.000, hoa tay 600. Nghe chị nha. Đó, ánh cam nữa nè. Đây ánh cam nè chị ạ nha, thích màu nào comment màu đó em luôn, chuỗi ngọc đẹp mấy chị ơi. Đó, viên ngọc nó tròn đều mọi người nhớ, ít vân ít tì vết, nó không giống như cộng hồi nãy đúng không. Đó, rồi 4.600.000 một bộ, chị thích bộ nào comment giùm em mấy chị ạ. Chị Quốc Anh Lê nè, bộ chuỗi ngọc trai mấy chị ạ nha, em có hai mẫu loại thường và loại đẹp. Đó, loại thường và loại đẹp mấy chị ạ nha. Loại thường thì nó chỉ có 1.100.000 thôi mấy chị, loại thường thì là 1.100.000 nha. Đó, còn chị nào thích loại đẹp, đó, chị nào thích bộ đẹp thì là 4.600.000 giùm em luôn. Rồi ok, em chúc chị Kim Hoa nè, chị Kim Hoa chị bộ đẹp đúng không? Rồi ok chị gãi luôn, chị bộ đẹp 4.600.000 nè, em chúc cho chị Kim Mai Hoa nè. Rồi cho em xin số hỏi chúc đơn luôn chị gãi nha. Quá xuất sắc giùm em luôn mọi người nha. Rồi còn chị nào yêu thích cái mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì nữa comment bên dưới giùm em mấy chị ruột ơi nha, rất là đẹp giùm em luôn. Nhẫn dây chuyền hoa tai bộ 3 bộ 4 chủ cổ chưa tay ngọc trai mấy chị. Hôm nay em giảm giá tất cả các sản phẩm cho mình nè. Đó, bộ 3 bộ 4 nè các chị ơi, có thích mẫu nào không, có đam mê cái mẫu sản phẩm bộ ngọc trai nào không comment bên dưới cho em nha. Chị mới ăn cơm xong, giờ vào coi em like, chúc em bán được nhiều nhé. Rồi ok, em cảm ơn chị Đặng Hoài luôn nè. Rồi cảm ơn chị gái luôn nha. Đó, nhận được hết sản phẩm cho chị gái. Nhận được hết sản phẩm bên em gỡ hàng cho mình chưa nè. Hôm bữa còn một đơn này nhận được chưa? Đó, chưa nhận được, báo em gọi điện shipper vô tá giao hàng cho mình nha. Đó, em báo thì bao luôn mấy chị ơi, nhanh gọn lẹ luôn mấy chị. Đó, chị nào muốn nhận được hàng nhanh gọn lẹ thì comment em báo vô tá giao sớm cho mình nha mấy chị ruột nha. Chị nào mà đặt hàng rồi mà đang đợi chờ trong ngóng mấy chị nha. Đó, đợi từ bữa giờ mà chưa có hàng mấy chị. Gọi cho em một nhắn, cho em một tin nhắn là có hàng liền ngay và luôn mấy chị nha. Đó, bên em điều hàng cho mấy chị sớm nhất có thể mấy chị. Rồi em xin chào tất cả các chị gái đang có mặt trong khung giờ live của em luôn nha. Rồi chị nào yêu thích cái mẫu mã sản phẩm ngọc trai gì đó comment giùm em mọi người nha. Rất là đẹp giùm em luôn mấy chị gái ơi. Rồi em lên bộ giảm giá cho mấy chị tham khảo mẫu nha. Đó, em lên bộ giảm giá chị tham khảo mẫu nha. Chị nào chọn được bộ chuỗi thì comment bộ chuỗi cho em nha mấy chị. Chọn được bộ chuỗi cho mình thì comment giùm em luôn mọi người nha. Rất là xinh giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi tiếp theo chị nào không thích chuỗi cổ, em có chuỗi không thích chuỗi cổ bình thường, có chuỗi cổ đẹp 2.000.000 nữa mấy chị. Đây là mẫu chuỗi cổ tứ quý bên em mọi người nha. Mẫu này là 2.000.000 một dây này, ngọc trai tròn
ngọc chai 10 ly mấy chị cả nha. Đây ngọc 10 ly giùm em luôn mấy chị. Bảo hành 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước thanh toán luôn. Mẫu này là ngọc 10 ly cho em mấy chị ơi. Đây cái túi quý 2 triệu mấy chị nha, ngọc 10 ly nè mấy chị. Túi quý 2 triệu ngọc 10 ly ai chốt comment. Túi quý 2 triệu ngọc 10 ly ai chốt comment giùm em nha, rất là xinh luôn mấy chị. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Đó, đẹp, sang, xinh, xịn, sò giùm em luôn nha. Rồi đây em có chuỗi tay đôi mấy chị nha. Chuỗi tay đôi bên em là 91 triệu 1. Một dòng là 500, hai dòng là 1 triệu mấy chị. Một dòng 500, hai dòng là 1 triệu giùm em mọi người nha. Rồi chị nào thích chuỗi tay đôi comment chuỗi tay đôi giùm em mấy chị gái ơi. Giao hàng tặng nơi tặng nhà được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn mấy chị. Rồi chuỗi tay đôi bên em quá sang luôn mọi người nha, mẫu nào em thấy nó cũng đẹp hết trơn mấy chị ruột. Đó, chị nào mà không chọn được cho mình một cái mẫu nào thì thực sự rất là tiếc nha. Rồi 500.000 đồng một cái chuỗi tay ngọc trai xanh đen mấy chị ạ nha. Đây chuỗi tay ngọc trai nè mấy chị ơi, 500 một vòng. Chị nào thích chuỗi tay comment giùm em, đây là chuỗi tay xanh đen mấy chị ạ nha. Đó, xanh đen giùm em luôn. Rồi chuỗi tay em có đủ màu luôn mấy chị ạ nha. Đây, màu tím, màu xám nè, màu cam, màu trắng nhưng mà hồng ánh tím mấy chị. 500 một cái vòng tay chuỗi ngọc bên em. 500.000 đồng một cái chuỗi tay ngọc trai bên em mấy chị. Chị nào thích chuỗi tay comment chuỗi tay giùm em. Chị nào thích chuỗi tay comment chuỗi tay giùm em mấy chị ạ nha. Em có chuỗi tay ngọc giọt đó nè. 500 một vòng, em có giọt trắng và giọt cam nè. 500 một vòng giùm em luôn nha, chuỗi tay ngọc trai. Rất là xinh mấy chị. Bảo hành sản phẩm cho các chị gái là 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán nha. Rồi tiếp theo em cho các chị gái xem một cái mẫu sản phẩm cực kỳ xuất sắc mấy chị gái nha. Hồi nãy em lên đúng một bộ 4 cho chị kia, còn mấy bộ 4 này cũng đang được giảm giá nên mấy chị em lên một lượt mẫu cho mấy chị tham khảo nha. Em lên một lượt cho các chị tham khảo nha. Đó, bộ 4 thì em giảm giá tất mấy chị. Còn bộ 3 thì chỉ có 1-2 mẫu được giảm giá thôi mọi người nha. Đó, cho nên là chị nào thích mẫu nào thì comment giùm em. Rồi đây em có bộ 470 mấy chị. Đây là một bộ 470 hoa tay khóa cài bên em ngọc trai trắng anh hồng 2.550.000 đồng. Bộ này điểm nhấn của nó mấy chị ấy nha, đá sáng lắm mấy chị ơi. Nha, mẫu này mấy chị đeo lên là lấp la lấp lánh cho em luôn mọi người nha, long lanh cho em luôn mấy chị. Rồi bộ em đang cầm trên tay là bộ 470 mấy chị ấy nha, 2.550.000 đồng các chị ruột ơi. 2.550.000 đồng giùm em luôn. Hôm nay em giảm chơi lớn cho mấy chị ấy luôn, còn có 2 triệu mấy chị ơi. Nha, chỉ có 2 triệu đồng thôi mấy chị ơi, rất là đẹp giùm em luôn. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai Akuya màu trắng ánh hồng mấy chị. Akuya trắng ánh hồng mọi người nha. Rồi 470 giùm em luôn mấy chị ơi. 470 kèm số hỏi cho em mấy chị. Đây ngọc Akuya màu trắng ánh hồng rất là đẹp cho em luôn. Rồi 470 kèm số điện thoại em chút đơn. 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu các chị nha. Đó, chị nào muốn đẹp, muốn sang, muốn xinh thì hãy chọn cho mình một mẫu nha mọi người nha. Hôm nay mấy chị không chọn, ngày mai coi chừng nó hết chương trình nha mấy chị nha. Hết chương trình giảm bộ 4 là tiếc lắm nha mấy chị ơi, em nói thiệt luôn á. Chị nào mà ngày hôm nay mà không chọn được cái mẫu bộ 3, bộ 4 giảm mấy chị nha. Bên em có thể hết chương trình giảm giá bất cứ lúc nào các chị ạ nha. Rồi qua ngày hôm sau là mình rất là tiếc mấy chị. Đó, biết chị hôm qua tôi chốt luôn được rồi. Đó, tôi chần chừ do dự, hôm nay nó nghỉ giảm rồi, tiếc không mấy chị nha. Nghỉ giảm là không bán giá giảm được nha mấy chị ruột nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em bộ 470 các chị. Bộ 470 giùm em luôn, 2.550.000. Hoa tay khóa cài các chị ạ nha. Còn đây là bộ 445 nè các chị. 445 giùm em luôn nha, hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng giùm em luôn. Bộ này bên em là 2.550.000 đồng, bông trúc đẩy ngọc trai trắng ánh hồng. 2.550 giùm em các chị ruột nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em luôn 445 các chị. Giao hàng tặng nơi tặng nhà cho kiểm tra và cho đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn, bộ 445. 445 giùm em luôn nha. Còn đây là một cái sản phẩm mới thiệt với mấy chị ạ nha, em thích cái bộ này lắm luôn á mấy chị. Nha, em rất là thích cái mẫu này mọi người nha, bộ 471 mấy chị. Tại vì cái bộ này em đeo rất là đẹp mấy chị ạ nha. Cái bộ này em đeo rất là đẹp mấy chị. Rồi 471 giùm em luôn, 2.550.000 đồng một bộ bông trúc đẩy ngọc trai trắng ánh hồng giùm em luôn, 471 mấy chị. 2.550.000 đồng, chị nào thích mẫu này comment giùm em. Giao hàng tặng nơi tặng nhà cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán luôn, 471 giùm em nè. Đó. Rồi ok chị Minh Trang nè.
Cho chị vòng tay tím hả chị? Ok chị đẹp nha. Trời ơi cái chuỗi tay ngọc là 500 nè chị. Đó, màu tím tình yêu, màu tím thủy chung cho em luôn chị nha. Rồi ok em chốt đơn cho chị Minh Trang Dạ nè. Rồi chị nào thích bộ này nữa comment giùm em nha. Chuỗi tay 500 một vòng các chị đột. Ai muốn đẹp, muốn thay đổi chút xíu thì comment cho em luôn nha. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long Phú Quốc chị ạ nha. Đây nè chị ơi, chị có biết cách test ngọc chưa chị? Em hướng dẫn cho mình test thử ngọc trai chị ạ nha. Đây, nhận hàng rồi các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, mấy chị mình được test thử ngọc nha mọi người nha. Đây nè mấy chị, ví dụ như cái chuỗi tai chị mua về đúng không? Đó, mình có thể cái gương chị ạ nha, đây mình cà ngọc mấy chị. Mình cà nhẹ lên cái gương sẽ để là một cái lớp bột ngọc trai các chị ạ nha. Đó, sẽ để là một lớp bột ngọc trai trên gương các chị. Khi mà các chị lau qua cái viên ngọc thì nó sẽ không có bị chày mấy chị ạ nha. Đây thấy rõ không mọi người? Đó, thấy rõ không mấy chị ạ nha? Đó, bột ngọc trai này các chị. Đó, khi mà mình lau qua thì cái viên ngọc trai nó không có bị chày mấy chị ạ nha. Đây. Như mọi người nha, mấy chị có thể kiểm tra và test thử mấy chị. Hoặc là mấy chị có thể lấy hai viên ngọc trai mình cà vào nhau như thế này mấy chị ạ nha. Đó. Lấy hai viên ngọc trai mình cà vào nhau nó sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai, à cái này cà nó dễ hơn rồi mấy chị. Đó. Nó sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai các chị ạ nha, mình lau qua nó không có bị chày. Đây là ngọc trai thật giùm em mọi người nha. Hàng mũ hàng nhựa các chị sẽ không làm được những cái vấn đề này. Và bên em có bảo hành cho các chị là 3 năm, là bất kỳ sản phẩm nào cũng được bảo hành 3 năm các chị. Đó là cái quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm bên Ngọc Trai Song Long bên em. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em luôn mọi người nha. Đó vòng tay mấy chị ơi 500 em miễn ship nha. Em làm theo cái ni tay của chị. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình. Đó lấy theo ni tay khách hàng nha. Rồi tiếp theo có mẫu hình hoa hồng mấy chị ấy nha. Đây bộ 457 mẫu hình hoa hồng nè các chị. Các chị gái của em nha, ai yêu thích cái sản phẩm ngọc trai nào comment bên dưới giùm em mọi người nha. Hoặc là muốn tìm hiểu về ngọc trai hoặc là chị đeo cái mẫu nào đẹp thì cứ gì comment em tư vấn cho mấy chị ruột nha. Đó cứ gì comment em tư vấn cho mình nha. Rồi 457 mẫu hình hoa hồng bên em ngọc trai trắng anh hồng rất là sang luôn nè mấy chị. Mẫu hình hoa hồng ngọc trai trắng anh hồng giùm em luôn. Mẫu này bên em có mức giá là 2.550.000 đồng một bộ hoa tay trúc đẩy. Hoa tay trúc đẩy ngọc trai trắng anh hồng giùm em luôn bộ 457 các chị. 2.550.000 đồng một bộ giùm em nha. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn bộ 457 này các chị. Kỳ nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng. Em giảm trực tiếp tại live stream ngày hôm nay còn có 2 triệu thôi các chị ơi. 2 triệu đồng bộ sản phẩm em đang cầm trên tay mấy chị nha, bộ 457 nè. Đó, đẹp xuất sắc cho em luôn nha, mẫu hình hoa hồng mấy chị. Mẫu hình hoa hồng mọi người nha. Rồi đây em có bộ 469 thế này các chị được ơi. Đây bộ này nó sang mấy chị ạ nha, kiểu nó lạ nè mấy chị. Rồi bộ 469 giùm em luôn nè, 2.550.000 đồng một bộ nè. Rồi em xin chào gần 200 chị gái đang xem live của em luôn nè. Chị nào yêu thích cái mẫu mã sản phẩm ngọc trai nào, muốn mua cho mình cái mẫu nào, muốn sở hữu cái sản phẩm nào các chị, comment bên dưới giùm em mọi người nha. Đó, phụ nữ là phái đẹp các chị ạ nha. Trời sanh ra mình đã là phái đẹp rồi mấy chị ơi, cha sanh mẹ đẻ ra phái đẹp rồi mấy chị. Phải luôn luôn làm đẹp cho bản thân mấy chị ạ nha. Rồi 469 giùm em luôn mấy chị ơi. 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu. Sản phẩm bên em là bằng bạc kết hợp với ngọc trai mấy chị, bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Đeo không đen không xỉn màu cũng như là không gây kích đánh da cho mình luôn mấy chị ơi. 469 nè. Kỳ nhẫn dây chuyền hoa tai 2 triệu đồng. Đây bộ 448 mấy chị ạ nha, mẫu này dễ thương lắm mấy chị, mẫu hình hoa mai nè. Ủa lộn, mẫu hình cái nơ mấy chị. Đây cái nơ mọi người nha, nó rất là nhiều cái nơ kết lại với nhau. Rồi bộ 448 bên em 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu nha. Những cái chương trình giảm bộ như này mấy chị ơi 6 năm nay mới có một lần luôn mấy chị. 6 năm nay mới có một lần luôn á mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em. Hai triệu năm trăm năm chục ngàn đồng một bộ giùm em mấy chị ấy nha. 2.550.000 đồng một bộ giùm em mấy chị. Đó, chị nào yêu thích sản phẩm nào thì comment giùm em. Cái mẫu này đơn giản nè, chị nào 50 mấy ký trở về đeo đẹp cho em nè mấy chị ấy nha, 4 mấy 5 mấy ký đeo đẹp nè mấy chị. Đây là một cái sản phẩm bộ 467 bên em, mẫu nhỏ gọn dễ thương nha. 2.550.000 đồng một bộ hoa tay trúc đẩy ngọc trai trắng anh hồng em giảm luôn còn 2 triệu các chị cả nha. Đó, 2 triệu đồng bộ sản phẩm em đang cầm trên tay bộ 467 các chị. Nhẫn bên em là đủ ni đủ size cho các chị đeo vừa luôn nè. Kỳ nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000. Chị nào muốn bự hơn chút xíu thì lấy bộ 461 nè. 461 cái phone của nó bự hơn mấy chị.
2.550.000 đồng mấy chị gái nha, em giảm luôn cho mình còn chỉ có 2.000.000 đồng thôi mấy chị ơi. 2.000.000 đồng một bộ giùm em luôn, rất là xinh cho em luôn nha. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang các chị. Ngọc Trai bên em là Ngọc Trai được nuôi cấy hoàn toàn nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn. Rồi bộ 461 và bộ 467 bên em 2.550.000 đồng một bộ các chị nha. Rồi chị nào thích bộ nào comment giùm em giảm còn có 2.000.000 mấy chị. Em giảm còn có 2.000.000 các chị ạ nha. Còn nếu như mà chị nào không muốn đeo cái kiềng thì mình có thể lấy bộ 3 mấy chị. Bộ 3 thì nó rẻ hơn mọi người nha. Rồi em đeo thử cho mấy chị xem nè, cái bộ này em thích nè mấy chị. Bộ này bạc dày ngọc to đơn giản nè. Đây bộ này em đeo thử bộ này nha. Rồi đây là một cái sản phẩm bộ 461 bên em bông chút đẩy nha các chị ạ. Bông chút đẩy giùm em mọi người nha, 2.550.000 em giảm còn 2.000.000. Trời ơi, mua cái kiềng 1.500.000 nè. Mua cái kiềng 1.500.000 chưa chắc nó dày bằng cái kiềng này nha các chị ruột nha. Cái kiềng tay em bán lẻ là 1.500.000, nó không có dày bằng cái kiềng trong bộ luôn. Đây nè, nhìn chiếc nhẫn người ta nè mấy chị ơi, rất là cứng cáp mấy chị đã nha, nó dày lắm luôn cho em mấy chị. Rồi 2.550.000 giảm luôn còn 2.000.000 các chị ạ nha. Sản phẩm bên em là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai giùm em luôn mọi người nha. Rồi ok, chị đặt bộ 470 hả? Rồi ok chị ruột nha. Rồi bộ 470 em gộp đơn với cái chuỗi tay cho mình luôn nha chị gái nè. Rồi bộ 470 giùm em chị gái nha, 2.550.000 đồng một bộ luôn nè chị, em giảm còn có 2.000.000 à. 2.000.000 đồng cái chị gái ơi, rất là đẹp cho em luôn mọi người. Đó, rất là đẹp giùm em luôn mọi người nha, 2.000.000 đồng một bộ các chị. Rồi chị nào thích bộ comment bộ giùm em nè, em đeo thử cho. Em đeo thử mẫu cho các chị tham khảo nha mọi người nha. Nhận hàng cứ việc kiểm tra và đeo thử giống em với chị nha. Cứ việc kiểm tra và đeo thử giống như em đeo cho mọi người vậy đó. Coi thử cái sản phẩm ngọc trai nó có đẹp hay là không mọi người nha. Coi thử coi nó có đẹp hay là không. Tại sao hiện tại bây giờ chị em phụ nữ của mình lại thích những cái sản phẩm bộ ngọc trai đến như vậy các chị nha. Đa phần bây giờ người ta đeo ra đường mới chị, người ta đeo ngọc trai nhiều lắm. Không biết ở chỗ các chị như thế nào nha. Nói chứ ở Phú Quốc của em mấy chị nha, đeo ngọc trai nhiều lắm mấy chị. Sang lắm mọi người nha. Đó, rất là sang cho em luôn. Và ngọc trai này các chị ạ nha, hầu như là ở Hồ Chí Minh mua rất là nhiều mấy chị. Đó, em bán Hồ Chí Minh rất là nhiều mấy chị ạ nha. Những chị gái ở Hồ Chí Minh ở thành phố mấy chị ạ nha, bình thường người ta ít đeo nữ trang kiểu như là giá trị cao lắm mấy chị. Đó. Nữ trang giá trị cao chưa chắc có đẹp bằng ngọc trai chị ạ nha. Nói thiệt với mọi người luôn mấy chị không? Rất là sáng mấy chị ạ nha, đưa lên cái cọng dây chuyền là nhìn nổi bật luôn mấy chị, bật tông lên liền mấy chị. Rất là sáng cho em mọi người nha, đây chiếc nhẫn đó nè. Đó, em quay cận cảnh cho mấy chị xem, cực kỳ đẹp cho em luôn. Đây kiềng tai nè mấy chị. Đó, 2.000.000 đồng bộ em đang đeo mấy chị ạ nha, bộ 470 các chị. 2.000.000 đồng bộ em đang đeo mấy chị ạ nha. Có dây xuyên hạt không em? Dạ có chị ạ nha. Dây chuyền xuyên hạt bên em là 1.500.000 một dây, có mẫu luôn chị ơi. Rồi bộ 470 em chúc cho chị Minh Trang dạ nè. Còn chị nào lấy mẫu này nữa comment giùm em. Rất là xinh giùm em nha. Bảo hành 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi em lên dây xuyên hạt cho chị xem nè. Dây xuyên hạt bên em là 1.500.000 một dây mấy chị. Nó được làm từ những cái viên ngọc trai tròn như thế này nè. Đây em lấy cái viên ngọc cho mấy chị xem thử luôn nè, cho mấy chị tham khảo luôn nha. Dây chuyền xuyên hạt rất là xinh mấy chị ơi. Đó, em ở nhà cũng đeo dây xuyên hạt mấy chị. Đeo dây xuyên hạt nhìn nó dễ thương mấy chị nha. Rồi dây chuyền xuyên hạt bên em là 1.500.000 một dây chị ạ nha. 1.500.000 đồng một cái sợi dây chuyền xuyên hạt bên em. Rồi em lên mẫu cho các chị tham khảo luôn nè mấy chị ạ nha. Dây xuyên hạt nè mấy chị. Đây dây xuyên hạt thì nó sẽ được làm từ những cái viên ngọc trai tròn như này chị ạ nha. Đây em có xuyên hạt ánh tím nè. Đây cái viên ngọc trai vậy thấy không? Đó, nó tròn đều chị ạ nha. Em chưa có làm gì với cái viên ngọc này hết chị, chưa khoan chưa làm gì hết. Đó, chị nào đặt hàng em mới làm dây xuyên hạt mấy chị ạ nha. Đây, hạt ngọc tầm 10 đến 11 ly mấy chị, những cái viên ngọc trai tròn như này nè. Đó, em sẽ làm dây chuyền xuyên hạt cho mình, đây em có màu trắng nè mấy chị. Đây màu trắng nè cho em mọi người nha. Akuya trắng ánh hồng nè. Đó, màu ánh cam mấy chị ạ nha. Đây, đây là nó thành phẩm mấy chị ạ nha. Khi thành phẩm thì nó sẽ ra được một cái sợi dây chuyền xuyên hạt như này. Đó, rất là đẹp giùm em luôn nha. Em đang cầm trên tay là dây chuyền xuyên hạt tím mấy chị. Xuyên hạt tím mọi người nha. Mẫu này bên em có mức giá là 1.500.000 đồng. Hạt ngọc tầm 10 đến 11 ly xuyên hạt tím giùm em chị gái. Mẫu này đeo dễ thương lắm nha. Dây chuyền xuyên hạt đeo rất là cưng chị gái nha. Mẫu này em cũng có một dây mấy chị gái nha. Ở nhà em cũng đeo mẫu này mấy chị. Đeo rất là dễ thương mọi người nha. Em thích dây xuyên hạt thôi. Đẹp dễ thương.
Và khi các chị đeo một thời gian mình không thích đeo bằng dây bạc mấy chị, mình có thể đổi bằng dây vàng mấy chị ạ nha. Ra tiệm vàng á, mua một cái cọng dây chuyền đánh máy mấy chị ạ nha, mình luồn qua cái dây xi ngọc mình vẫn đeo được cho em luôn. Ngọc trai càng đeo lâu cái viên ngọc càng sáng bóng mấy chị ạ nha. Và nếu như mà hôm nay chị nào chốt trong cái like này của em tặng thêm một cái đôi nụ ngọc trai cùng màu. Nụ ngọc trai chị ạ nha, chị giá 400.000 mấy chị. Em tặng thêm cho cái nụ chị giá 400 mọi người nha. Đó, mình lấy dây chuyền màu nào em tặng nụ màu đó mấy chị nha mọi người. Rồi, chị nào thích mẫu dây chuyền xiên hạt comment giùm em 1.500.000 đồng một dây, 1.500.000 một dây gì á nha. 1.500.000 một dây tặng cho cái nụ ngọc trai đeo gió đẹp mấy chị. Có dây chuyền mà không có hoa tai nó cũng không xinh đúng không mọi người? Đó, có dây chuyền mà có hoa tai này gió đẹp mấy chị á nha. 1.500.000 một dây dây chuyền xiên hạt em đang đeo. Em đang đeo là màu hồng ánh tím mấy chị á nha, ánh tím mấy chị. Là nó chỉ có ánh hơi tím tím thôi chứ không phải là tím rịm nha. Rồi, xiên hạt tím kèm số điện thoại em chúc đơn. Xiên hạt tím chị ạ nha, em đây em có xiên hạt đen cái này mấy chị. Đó, 1.500.000 một dây giùm em luôn, xiên hạt đen. Xiên hạt đen mọi người nha, 1.500.000 một dây giùm em. Đó, chị nào thích dây chuyền xiên hạt thì comment dây xiên hạt giùm em nè chị. Bảo hành sản phẩm cho các chị là 3 năm cho các chị kiểm tra và đeo thử trước khi nhận nha. Rồi, dây chuyền xiên hạt, ai thích dây xiên hạt comment giùm em. Chị Kiều Mơ có lấy dây xiên hạt thì nói em nha chị Kiều Mơ nha. Dây xiên hạt là 1.500.000, còn những cái mẫu dây chuyền bình thường nó sẽ dao động từ 500-800 một dây. 500-800.000 đồng một dây là những cái mẫu dây chuyền bình thường. Còn dây xiên hạt đặc biệt, dây xiên hạt nó là ngọc tròn nha, nó là ngọc tròn mấy chị nha, thì giá thành nó sẽ cao hơn mấy chị. Rồi, có chốt dây chuyền xiên hạt comment giùm em chị nha. Đó, chốt dây xiên hạt thì comment giùm em. 1.500.000 một dây giùm em chị ruột nha. Xiên hạt trắng nè, đây xiên hạt trắng mấy chị, em làm bằng cái viên ngọc trai trắng như này. Đó, tròn đều đẹp chị nha, tròn đều đẹp sáng như bóng luôn, chưa khoan chưa gì hết đó chị. Đó, khách hàng đặt bên em mới làm mọi người nha. Em làm sẵn có một dây hai dây thôi. Đây là xiên hạt tím chị nha, cái hạt hồng ánh tím nè thấy không? Đó, nó hơi tím tím chị nha, còn đây là màu ánh cam nè mấy chị. Đó, rồi chị nào thích xiên hạt thì comment xiên hạt giùm em. Nó được làm bằng những cái viên ngọc trai tròn như này nè. Đó, những cái viên ngọc tròn như này chị ạ nha, đẹp lắm. Đó, hồi chị qua cũng có chị kia mua cọng dây xiên hạt đó mấy chị, đẹp cho em luôn nha. Và nếu như mà chị nào thích rẻ mấy chị ạ nha, em có dây 25 nè. Dây 25 là hạt giọt nước mấy chị, hạt giọt thì nó sẽ rẻ hơn mọi người nha. Rồi, mẫu dây chuyền 25 bên em. Dây chuyền 25 bên em các chị ạ nha, hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu ánh cam trên nè mấy chị. Đây, dây chuyền 25 mọi người nha, mẫu này bên em đang có mức giá là 500 dây mấy chị gái ơi. Đó, mẫu này có 500 thôi, em có màu trắng, màu đen và màu cam. Màu trắng, màu đen và màu cam mấy chị, 500 dây. Rồi, ok, chị ruột Nguyễn Duy nè, chị đặt một xiên hạt tím nhé, ok chị gái nha. Rồi, em chốt chị một cái xiên hạt tím chị ạ nha, em tặng cho chị thêm cái đôi hoa tai nữa, đeo hai món cho nó đẹp nha chị nha. Rồi, ok, em cảm ơn chị gái luôn nè, em chúc đơn luôn nha. Rồi, xiên hạt tím cho chị Nguyễn Duy nè. Còn chị nào thích mẫu này nữa comment cho em, đẹp mấy chị ơi. 1.500.000 đồng em tặng luôn cho cái nụ ngọc trai mấy chị gái nha, nụ ngọc trai cùng màu. Rồi, dây chuyền xiên hạt kèm màu kèm số điện thoại em chúc đơn, mẫu này là 1.500.000 giùm em mấy chị. Đó, 1.500.000 đồng xiên hạt tím nè, xiên hạt tím giùm em luôn nha. Rồi, còn chị nào yêu thích hoa tai, nhẫn, dây chuyền, bộ ngọc trai gì đó, cái gì comment bên dưới cho em nha mấy chị. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc, Kiên Giang. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cái nước mặn hoàn toàn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn. Rồi, dây xiên hạt tím nè. Rồi, còn chị nào thích dây xiên hạt nữa comment cho em luôn nè. Quá đẹp mấy chị ơi, rất là xinh luôn mấy chị. Mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em mọi người nha. Ở đây có chị nào mà chưa biết cách test ngọc trai thì nói em test thử ngọc trai cho mấy chị luôn nè. Mua hàng bên em được bảo hành tặng 3 năm nè các chị. Đó, comment bên dưới giùm em mọi người nha, để được mua hàng với mức giá ưu đãi các chị ạ nha. Và cái khung giờ like giảm giá bên em nó có số lượng nha mấy chị ơi, nó có giới hạn nha mọi người nha. Đó, chị nào mà không nhanh tay đặt hàng mấy chị ạ nha, bên em hết giờ là mình hết được mua với giá ưu đãi đó mọi người. Đó, hết giờ là hết được mua với giá ưu đãi nha mọi người nha. Cho nên là thích mẫu nào rồi comment bên dưới giúp em nha.
Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc, Kiên Giang mọi người nha. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cấy hoàn toàn nước mặn từ đảo Ngọc luôn. Rồi còn chị nào thích dây chuyền nữa comment dây chuyền cho em nha. Dây xiên hạt chị ạ nha. Đó, không có dây xiên hạt lấy dây thường được không? Đây em có dây thường nè mấy chị ạ nha. Tổ đẹp như mơ luôn mấy chị ơi. Đây em có dây chuyền 99 nè mấy chị. Đây là mẫu dây chuyền 99 bên em, mẫu này là 800 một dây cái chị ruột nha. Dây chuyền 99 bên em 800 ngàn đồng sợi dây chuyền 99. Ngọc trai 12 ly giùm em luôn nè. Đó, ngọc trai 12 ly giùm em luôn mấy chị ơi, dây 99 nè. Rồi 800 một dây 99 giùm em luôn. Đó, 800 một dây 98 nè mấy chị. Đây chị nào thích dây chuyền comment dây chuyền giùm em nha. Chất liệu sản phẩm bên em là bằng bạc kết hợp với ngọc trai mấy chị, bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai, được nuôi cấy tại đảo Ngọc Phú Quốc Kiên Giang luôn. Quá nhiều mẫu đẹp mấy chị ạ nha. Hôm nay đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được mấy chị. Còn nếu như mà chị nào muốn sang hơn mọi người nha, sang hơn, đẹp hơn mấy chị ạ nha, mình đeo cả bộ cho em mấy chị. Em có bộ 36677 nè. Bộ này đeo rất là trẻ mấy chị ạ nha, mà còn dễ thương nữa mấy chị. Bộ này là hoa tai khóa cài toàn ten ngọc trai trắng hồng bên em. Hàng ngọc, hàng Song Long đẹp uy tín. Rồi ok em, cảm ơn chị đẹp Nguyễn Hương luôn nè. Đó, cảm ơn chị gái luôn nha. Hàng bên em là đẹp, là uy tín chất lượng trên thị trường hơn 10 năm nay mấy chị. Hàng đẹp uy tín chất lượng trên thị trường hơn 10 năm nay các chị ạ nha. Chị nào mà sở hữu được những cái sản phẩm bên em là cực kỳ may mắn mấy chị. Mình mua được hàng thật với mức giá ưu đãi nha mọi người nha. Chị nào mà sở hữu được sản phẩm bên em là vô cùng may mắn mấy chị gái nha. Rồi đây em có bộ 36677 mấy chị. Bộ này bên em có mức giá là 2.050.000, em giảm còn 1.100.000 thôi nha. Chơi lớn với mấy chị gái luôn, em chơi tớ bến với mọi người luôn nha. Những cái sản phẩm ngày hôm nay nó giảm giá các chị nha, nó còn rất chi là ít mấy chị nha, nó còn rất ít mấy chị nha. Cho nên là chị nào thích mẫu nào thì comment liền cho em để được mua hàng với mức giá ưu đãi nè. Một chiếc nhẫn ngọc trai, một sợi dây chuyền, một đôi hoa tai, 3 món 2.050.000, em giảm luôn cho mình còn 1.100.000 mấy chị gái ơi. Chỉ có 1.100.000 đồng thôi mấy chị, mình sở hữu được 3 món như này. Mua dây chuyền hết 800 rồi, bông tai hết 5-6-700 rồi mấy chị. Lấy cả bộ luôn 3 món có 1.100.000 thôi, quá là lờ luôn mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em mấy chị ruột nha. Bộ 36677 mấy chị, em đeo thử cho mấy chị xem luôn nha. 1.100.000 một bộ giùm em. 2.050.000 em giảm còn 1.100.000, một mức giá chưa từng có luôn nha các chị ruột. Một mức giá chưa từng có nha mọi người nha. Mới có hôm nay mới có luôn á mấy chị gái ơi. Rồi 36677 giùm em luôn, mọi người đeo dễ thương mấy chị. Đó, chị nào trẻ trẻ đeo có duyên lắm luôn á mọi người. Hoặc là mình có thể mua cho con gái của mình vẫn được nha mọi người nha. Đó, rất là xinh cho em luôn, bông toàn ten nè mấy chị. Bông toàn ten, dây chuyền cũng toàn ten luôn. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em luôn mấy chị ơi. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món anh đang đeo 6677 mấy chị. 2.050.000 giảm còn 1.100.000 thôi. Nhẫn bên em có đủ ni nha. Nhẫn bên em là có đủ ni đủ size cho các chị đeo luôn nè. Hoa tai cũng vậy mấy chị ơi, đủ ni. Hoa tai là bông tai chốt cài mấy chị ơi nha, chốt cài giùm em luôn nha. Rồi bộ em đang đeo là bộ 6677 mấy chị. 6677 kèm số điện thoại em chốt đơn luôn, bộ 36677 nha. Rất là xinh luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em, đẹp mấy chị gái nha. Rồi 36677 kèm số điện thoại em chốt đơn. Đó, nhiều khi mấy chị gái nha, mình có một cái cảm nhận mấy chị. Mình ra đường mình thấy người ta đẹp hơn, người ta sang trọng mấy chị gái nha. Đó, nhìn người ta rất là lôi cuốn, cuốn hút mấy chị, thu hút biết bao mỗi ánh nhìn. Còn mình mấy chị gái nha, mình tự ti, mình mặc cảm mấy chị gái nha. Đó, mình không có dám ra đường nhiều. Tối nhà mình chỉ thích làm nội trợ trong nhà đó mấy chị. Nhưng mọi người nha, bỏ suy nghĩ đó giùm em mấy chị. Bây giờ phụ nữ là phải đẹp mấy chị nha. Các chị làm nội trợ, các chị cần phải đẹp hơn mấy chị gái nha. Cần phải đẹp hơn mấy chị, đúng không? Mấy chị thử nghĩ đi mọi người nha. Đó bây giờ mấy chị gái nha, người ta thích nhìn phụ nữ đẹp hay là phụ nữ không đẹp mấy chị, đúng không? Đó, ai cũng thích nhìn phụ nữ đẹp hết trơn mấy chị gái nha. Cho nên là các chị phải luôn luôn làm đẹp cho bản thân mình mấy chị. Phải làm đẹp cho bản thân mình để mọi người nha, để giữ gìn. Đó, giữ gìn nhan sắc mấy chị gái nha, và giữ gìn hạnh phúc gia đình các chị nha. Rồi ok, chúc đơn cho chị Thục Nguyên Dần nè. Rồi ok, chị lấy bộ 36677 chị gái nha. Rồi ok, cảm ơn chị đẹp luôn. Đây nè chị ơi, nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử luôn nha chị nha. Rồi ok, em chúc đơn chị thông minh luôn nè. Rồi ơi, bộ 36677 luôn. Đó, bộ này là bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi 36677 kèm số điện thoại là có đơn giùm em chúc đơn cho hai người đẹp nha. Em cảm ơn hai người đẹp luôn và em xin chúc mừng hai chị gái luôn. Đã mua được một cái mức giá cực kỳ ưu đãi bên em luôn. Từ 6 năm nay mới có một lần luôn mấy chị.
chưa bao giờ hàng bên em mà 2.050.000 mà sale còn 1.100.000 nha mọi người nha. Đó, tại vì sao các chị nha, hiện tại cơ sở Ngọc Trai Song Long Quốc bên em đang có cái chương trình là mở rộng thương hiệu các chị nha. Đó, từ đây mấy chị nha, từ đây về sau mấy chị lướt ở đâu cũng gặp Ngọc Trai Song Long bên em, mấy chị bên em đang mở rộng thương hiệu để giới thiệu cho mọi người. Đó, để giới thiệu cho các chị gái những cái sản phẩm trang sức Ngọc Trai bên em, Ngọc Trai thật, ngọc thật, bạc thật với mức giá tốt nhất cho các chị gái nha. Rồi 36677 kèm số điện thoại em chút đơn, chị nào lấy mẫu này nữa comment cho em nha. Trời ơi đẹp mấy chị ơi, nó đẹp mà nó dễ thương nữa mấy chị. Rồi 36677 kèm số hỏi cho em luôn, rất là xinh mấy chị ruột ơi. Bảo hành cho các chị là 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán nha. Rồi 36677 kèm số điện thoại cho em. Rồi chị nào thích bộ 3 comment bộ 3 cho em mấy chị nha. Đó, hình như hôm nay các chị cái chị gái của em cái bàn phím nó bị hư sao, không ai thấy bấm bàn phím chưa mấy chị? Cái bàn phím của mấy chị nó bị hư hay làm sao mà không ai chào em hết trơn là buồn dễ sợ luôn á. Rồi đây em có bộ 36674 các chị nha. Bộ này bên em là 2.050.000 đồng mấy chị nha, em giảm còn 1.100.000 luôn mấy chị. Đó, em chơi lớn với mọi người luôn nha, bộ này rất là duyên mấy chị nha. Mẫu này rất là duyên cho em luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mấy chị. Không những được kiểm tra ở bên em còn bảo hành cho các chị là 3 năm nữa mọi người nha. Đó, tranh thủ chốt đơn mấy chị nha. Đó, em bảo đảm mấy chị luôn, chị nào mà không chốt đơn được những trong cái live sale này mình rất là tiếc nha mọi người nha, tại vì đang được giảm giá mấy chị. Và cái chương trình giảm giá bên em có thể kết thúc bất cứ lúc nào các chị nha. Nhiều khi hôm nay em bán cái bộ này 1.100.000 nhưng mà ngày mai nó không còn giá này nữa các chị nha mọi người nha. Cho nên là yêu thích sản phẩm này thì comment liền cho em luôn nè. Rồi bộ 36674 nè, bộ này là 2.050.000 em giảm còn 1.100.000 luôn nha. 2.050.000 em chơi lớn mấy chị luôn, em giảm còn 1.100.000 nha, bông khóa cài mấy chị. Hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng giùm em luôn mọi người nha, 1.100.000 một bộ giùm em, rất là xinh mấy chị ơi. Giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn nha. Rồi chị nào thích cái mẫu này thì comment luôn cho em mấy chị, đẹp giùm em luôn nè. Hôm nay đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn nha. Rồi 36674 mấy chị ơi. Đó, bộ này đẹp mấy chị ơi nha, đẹp ngắt ngay cho em luôn, nó dễ thương nữa mấy chị. Hoặc là bộ 3668 là mẫu hình hoa mai nè mấy chị. 2.050.000 đang giảm còn 1.100.000 mấy chị ơi nha. Đây hình hoa mai bên em luôn, thôi nó đẹp mấy chị ơi. Hoa mai không biết là mấy chị hiểu nghĩa như thế nào nha, chứ trong Nam hoa mai rất là may mắn nha mấy chị. Ở trong miền Nam của em mấy chị ạ nha, mẫu hoa mai này rất là may mắn mọi người nha. Đó, hoa mai thì nó chỉ nở khi Tết đến xuân về thôi mấy chị. Bây giờ mình có nguyên một bộ ngọc trai hoa mai luôn nè. Đó, ngày nào cũng đeo hết trơn mấy chị hả nha. Đó không? Đây bộ hoa mai bên em mấy chị ruột nha. Rồi 2.050.000 em giảm còn 1.100.000 luôn nha. Chỉ có 1.100.000 thôi các chị. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn, ba món đang đeo 1.100.000 các chị ơi, rất là sang luôn nha mọi người nha. Đó, sáng sang xinh xịn sò cho em luôn mấy chị. Rồi 1.100.000 một bộ giùm em luôn, giá giảm chưa từng có luôn nha mọi người nha. Đó, hôm nay mà chị nào không chốt đơn là ngày mai chỉ có tiếc thôi mấy chị ơi, thật sự luôn mấy chị nha, tiếc cho em luôn mấy chị. Tại vì sao, hôm nay có những cái sản phẩm nó giá cực kỳ ưu đãi luôn mà mình không tranh thủ cơ hội mấy chị nha. Thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại các chị, cơ hội cũng vậy mọi người nha. Cơ hội nó không có đến nhiều lần các chị nha. Cơ hội được mua hàng giảm giá, cơ hội được mua hàng đẹp, hàng chất lượng với mức giá ưu đãi nha. Rồi bộ này em đang đeo mấy chị nha, 2.050.000 em giảm còn 1.100.000 luôn, rất là xinh luôn nè. Rồi bộ hoa mai mấy chị nha, bộ 668. Ok chị Mai Hoa nè, rồi chị Mai Hoa lấy bộ 74 nè, đây 6674 chị Mai Hoa nha. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng mấy chị ơi, bộ 6674 nè. Đó, 2.050.000 em giảm còn 1.100.000 luôn nha. Ngày hôm nay mấy chị ơi, chị nào mà mua được những cái sản phẩm bộ 3 này với cái mức giá này mấy chị, em xin chúc mừng các chị nha. Em xin chúc mừng các chị được sở hữu những cái sản phẩm ngọc trai đẹp với mức giá ưu đãi nha. Đó, cái chương trình giảm giá này có thể ngừng bất cứ lúc nào các chị. Những chị đẹp mà theo dõi bên em lâu mọi người nha, thật sự mấy chị nghe thấy bên em giảm giá là chốt liền mấy chị, từ bữa tới giờ chốt mà hết hàng để chốt luôn mọi người. Đó, em hết hết 2 mẫu bộ 4 luôn mấy chị, em hết hết 2-3 mẫu bộ 4 luôn mọi người nha, nó còn nhiều mẫu rồi nó hết luôn mấy chị nha. Những cái sản phẩm bên em mấy chị, tại vì khách theo dõi lâu á, nó người ta biết là cái giá này là nó cao mấy chị nha,
hôm nay đang được giảm giá. Còn những chị đẹp nào nè, mớ vào like đó mấy chị. Đó, mớ vào like mấy chị ạ nha. Mình chưa có biết đó mấy chị. Đó, thì em nói cho mọi người biết luôn là giảm giá trong vòng 6 năm nay mới giảm một lần á. Cái đó bằng cái gì vậy chị? Rồi em chào chị Đỗ Chi nha. Dạ, sản phẩm bên em là bằng bạc kết hợp với ngọc trai nha chị. Nha. Đó, xưa giờ chị có nghe về ngọc trai chưa? Đó, ngọc trai mấy chị ạ nha. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cấy tại đảo Ngọc Quốc các chị. Mình nuôi cấy mấy chị nha. Đó, mình nuôi cấy vô một cái con trai mấy chị, một thời gian 1 năm 2 năm mấy chị ạ nha. Nó sẽ cho ra một cái viên ngọc trai nha. Và cái viên ngọc trai nó tùy theo mấy chị ạ nha. Có viên thì nó cho ra ngọc tròn đều đẹp mấy chị ạ nha. Có con trai thì nó cho ra, nói chung là mỗi con trai nó sẽ cho ra một cái viên ngọc đủ kiểu. Và cái chất liệu bên em á, cái chất liệu bên em kèm theo đó là bằng bạc chị ạ nha, bạc ý 925. Mình đeo nó sẽ không đen, không xỉn màu, cũng như là sẽ không gây cái đứng da cho mình luôn. Đây bông khóa cài nè các chị, mẫu rất là sang giùm em luôn. Rồi em có, em đang đeo là bộ 6674 nha, 36674 kèm số điện thoại em chốt đơn. 2.050.000 em đang giảm trực tiếp cho mình luôn, còn 1.100.000 đồng. Cái mức giá giảm từ trước đến nay mới có một lần luôn mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em luôn nha. Bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai nha chị. Ngọc trai là ngọc trai thật 100% ngọc trai nuôi nha mọi người nha. Hàng bên em thì đã được qua kiểm định các chị, em bảo hành cho các chị là 3 năm. Và khi nha, đó, cái giấy kiểm định mấy chị ạ nha, cái giấy kiểm định này chỉ có 30 phút thôi là các chị sẽ nhận được cái giấy kiểm định này rồi. Nhưng mà cái sự kiểm định của bên em mấy chị là bên em bán hàng hơn 10 năm nay các chị ạ nha. Đó, khách hàng đã kiểm định các chị ạ nha, ngọc đeo rất đẹp và bạc đeo rất là sáng, không bị đen, không có đứng da. Đó, đó là cái phản hồi của khách hàng khi sử dụng cái sản phẩm bên em. Rồi chị nào thích mẫu em đang đeo comment giùm em nha, 6674 kèm số điện thoại cho em nha. 6674 kèm số điện thoại cho em mấy chị. 2.050.000 đang giảm còn 1.100.000 luôn. Rồi chị nào thích bộ 3 thì comment bộ 3 giùm em nha. Còn nếu như mà chị nào yêu thích sản phẩm hoa tai thì nói em lên hoa tai mấy chị, để thay đổi bầu không khí, đúng không? Hoa tai nè, nhẫn nè mấy chị ơi, bộ ngọc trai nè, rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rồi đây bộ 36674 và bộ 3668 anh em mấy chị đẹp nha. 2.050.000 đang giảm trực tiếp tại cái like ngày hôm nay, còn 1.100.000 mấy chị. Chất liệu sản phẩm là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Rồi chị nào không muốn comment chốt đơn hoặc là không biết comment chốt đơn, các chị mình gọi trực tiếp về số hotline đang ghim dưới màn hình dẫn chốt đơn được nha. Rồi 3668 giùm em luôn mấy chị ơi. 2.050.000 em giảm luôn còn 1.500.000 mấy chị. Rồi chị nào yêu thích, ủa lộn, giảm luôn còn 1.100.000 nha. Rồi chị nào yêu thích mẫu này thì comment giùm em. Còn cái mẫu này em đang sale 950.000 nè. Đây mấy chị ạ nha, 1.500.000 em giảm sale còn 950.000. 950.000 đồng một cái sản phẩm bộ ngọc trai bên em, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đây em có bộ 3341 các chị, bao gồm một nhẫn nè, một dây chuyền, một hoa tai nè. Đó, 1.500.000 đồng hôm nay em giảm sale còn 950.000 luôn. Đây bông chốt cài mấy chị ạ nha, kiểu nó sang sang giống như kiểu hoàng gia đó. Chị nào mà hôm nay không mua được bộ với mức giá sale là hết cơ hội mấy chị ạ nha. Đó, cơ hội qua đi rồi là hết cơ hội mua hàng với giá rẻ luôn. Đó, công ty sẽ nghỉ sale bất cứ lúc nào, không thông báo trước mấy chị. Rồi đây em có bộ 3378 này mọi người nha. Bộ này 1.500.000 cũng đang giảm còn 950.000 luôn. Đó, bông chúc đẩy ngọc trai trắng anh hồng giùm em luôn nha. 1.500.000 giảm còn 950.000 là hiện tại nè mấy chị ơi. Mà hôm nay mình mua ngay hôm nay là mình lời được 550.000. Mình được rẻ hơn 550.000 cho với giá niêm yết mấy chị nha. Hôm nay mình mua là mình được rẻ mấy chị ạ nha. Rẻ bao nhiêu mấy chị? Đó, 1.500.000 đồng mà giảm còn có 950.000 là mình được giảm 550.000. 550.000 đồng các chị ơi, nghe mọi người nha, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em nha. Lên bộ 4 đi em hả? Rồi ok chị ruột luôn. Đây nè chị ạ nha. Đó, bộ 4 2.550.000 em giảm còn 2.000.000 mấy chị. Em nói rồi, hôm nay mà chị nào không mua là chị có tiếc thôi mọi người nha. Đó, cái chương trình nó có thể ngừng bất cứ lúc nào mấy chị. Rồi đây em có bộ 470 nè chị ơi. Trong tất cả các bộ 4 thì duy nhất chỉ có mình nên cái bộ này là hoa tai khóa cài thôi. Trong tất cả các bộ 4 thì duy nhất chỉ có mình nên cái bộ này là khóa cài thôi nha chị đẹp nha. Bộ 470 nè. Rồi nó đẹp như mê luôn mấy chị. Nó sáng trưng luôn mọi người nha. Mẫu này đá to mấy chị, đẹp lắm, khóa cài nha.
duy nhất mẫu này là khóa cài mấy chị, bộ 470 giùm em. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000, 2.550.000 đồng một bộ các chị, đẹp giùm em luôn nè, bộ khóa cài nha. Chất liệu sản phẩm bên em là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai luôn, rồi bộ 470 đó. Chị nào thích mẫu này comment em đeo thử luôn nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Duy nhất có nên bộ này khóa cài nha. Chị nào xác định mình đeo hoa tai khóa cài là chốt bộ này luôn cho em. 470 kèm số điện thoại em chốt đơn nha. Còn nếu như mà chị nào thích khóa đẩy mấy chị nha, đây khóa đẩy thì nó có nhiều mẫu hơn xíu, mình có sự lựa chọn. Đây em có bộ 461 này, mẫu này đơn giản bạc to. Mẫu này đơn giản bạc dày ngọc to chị nha. Đây rất là đẹp giùm em luôn. Rồi ok em chốt đơn chị ruột Đặng Hoài nè. Rồi bộ 3668 ok chị gái luôn nha. Chị nào mà chốt đơn trong khung giờ like này là em xin chúc mừng mấy chị nha, được mua hàng với mức giá ưu đãi nè. Đó, nó sẽ chương trình giảm giá nó có thể ngừng bất cứ lúc nào các chị nha. Ngừng bất cứ lúc nào mọi người nha. Cho nên là chị nào yêu thích sản phẩm nào rồi là chốt liền cho em. Rồi em chốt cho chị Đặng Hoài bộ 3668 nha. 2.050.000 giảm còn 1.100.000. Chị nào chốt comment giùm em 3668 kèm số hỏi em chốt đơn 1.100.000 các chị nha. 2.050.000 giảm còn 1.100.000. Chương trình có thể ngừng bất cứ lúc nào các chị nha. Cho nên là chị nào đang yêu thích sản phẩm bộ ngọc thì tranh thủ comment giùm em. Rồi đây em có bộ 461 này chị. Chất liệu sản phẩm là bằng bạc kết hợp với ngọc trai, bông chút đẩy này bạc dày lắm mấy chị thấy không? Nhìn như thế này nó mới chị biết bạc dày nữa mấy chị. Em quay rất là cạnh cảnh cho mình luôn á. Rồi 461 này, kiềng tai này chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng một bộ giùm em luôn, bộ 461 các chị. Mẫu này đơn giản mấy chị nha, đơn giản ngọc to. Đơn giản ngọc to đeo rất là sang cho em luôn. Rồi đây em có bộ 472 nè. Trời ơi mẫu này cực kỳ xuất sắc cho em luôn mấy chị. 2.550.000 đồng một bộ giùm em luôn, bộ 472. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng anh hồng mẫu mặt trời mấy chị. Giảm luôn còn 2 triệu nha, chỉ có 2 triệu đồng một bộ thôi mấy chị. Hoa tai chút đẩy sát tai mẫu to như này đeo rất là sang nha. Chiếc nhẫn cái này mấy chị nha, chiếc nhẫn cũng cực kỳ sang cho em luôn mấy chị. Đó, kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai bộ 472. 472 giùm em chị đẹp nha, thích mẫu nào comment giùm em. Rồi hello em chào chị Mỹ Dung luôn nè, em thấy chị đẹp Mỹ Dung luôn nha. Rồi chị Mỹ Dung ơi, có chọn được cho mình cái mẫu sản phẩm nào chưa? Tranh thủ chị ạ nha. Đó, chương trình giảm giá sắp kết thúc rồi chị ơi. Chương trình giảm giá sắp kết thúc rồi nha chị Mỹ Dung nha. Đó, không mua là chị có tiếc nha mấy chị. Không mua là chị có tiếc thôi mọi người nha, nó sắp hết chương trình giảm giá rồi đó. Nha, em thông báo rồi, em thông báo rồi. Đó, nhiều khi mấy chị không mua được, mấy chị đừng có tiếc nha. Đó, trách em tại sao em không thông báo cho chị. Đó, tại sao em không thông báo cho chị lúc đó buồn nữa. Rồi đây bộ 471 mấy chị ạ nha, 2.550.000 đồng một bộ các chị. Hôm nay em giảm luôn cho mình còn 2 triệu nha. Đó, 2 triệu đồng bộ 471 các chị nha. 2 triệu đồng bộ 471, ai chốt comment giùm em 2 triệu đồng. Bông chút đẩy ngọc trai trắng anh hồng sang ơi là sang luôn. Rồi 471 giùm em 2 triệu một bộ này chị. 2 triệu giùm em luôn nha. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai ngọc trai luôn nè mấy chị gái nha. Đây em có bộ 445 nè mấy chị. Đây 445 giùm em chị gái nha. Mẫu này nó hơi bị sang sang mấy chị được nha. Đó nó sang mà nó xì tin nè mấy chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai đây nè chị ấy nha, nó có cái vòng cung đưa lên nè, ở đây nó có dính viên đá nè, nó điểm nhấn chị ấy nha. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000, em giảm luôn cho mình còn 2 triệu mấy chị ấy nha. Em giảm luôn cho mình còn 2 triệu các chị, bộ 445. 445 kèm số điện thoại em chốt đơn 2 triệu đồng một bộ các chị ruột nha. Chỉ có 2 triệu đồng thôi mình sở hữu được một cái sản phẩm bộ 4 món là bạc ý kết hợp với ngọc trai mấy chị. Ngọc trai được mệnh danh là nữ hoàng trang sức mấy chị ạ nha, đeo đẹp và đeo sang cho em luôn. Rồi đây là bộ 444 nè chị. Rồi chị Thanh Trang có chọn được cái mẫu nào comment giùm em chị ạ nha. Em lên sắp hết bộ 4 rồi đó chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai bộ này là 2 triệu đồng một bộ luôn nha chị nha. 2550 em giảm luôn còn 2 triệu mấy chị, mẫu hình hoa ba cánh nè, nhỏ gọn dễ thương nha. 444 giùm em. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai bộ 444, nhớ cái mã giùm em nha mấy chị ruột ơi nha. Một chút xíu mấy chị tả là em không có biết đường cái bộ luôn á. Rồi còn đây là bộ hình cái nơ mấy chị nha, bộ 448 nè. Hình cái nơ mấy chị nha, có rất là nhiều cái nơ kết lại với nhau luôn, mẫu này đơn giản dễ đeo luôn. 2.550.000 đồng một bộ, em giảm còn 2 triệu. Em giảm còn 2 triệu mấy chị nha. Em giảm luôn cho mình còn 2 triệu chị nha. Rồi làm sao biết sai hả? Ok chị Thục Quyên nè.
Đây chị gái nha, em sẽ hướng dẫn cho mình đôi size chị gái nha. Chị lấy 471 đúng không? Ok chị đẹp nha. Rồi bộ 471 cho chị Thục Quyên nè. Đây là chị gái nha, em hướng dẫn cho mình đôi size luôn nè chị. Đó, khi mà các chị đặt hàng bên em ấy chị gái nha, sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình. Đó, họ sẽ lấy ni size của mình mọi người nha. Các chị muốn biết đôi ni rất là dễ mấy chị gái nha, lấy cái thước học sinh nè mấy chị. Đặt lòng trong cái kiềng mấy chị gái nha, mình đo cái ni kiềng nè. Đây mấy chị nha, đo cái ni kiềng mấy chị, kiềng em đang cầm là 5.6. Đây mình đo lòng trong, mình đo ngang qua mấy chị nha. Đó, nhẫn cũng vậy luôn nha. Đo ni mấy chị nha, còn không có cái thước mình lấy cái thước dây á. Cái thước dây mình quấn quanh cái cổ tay của mình cũng được nha mọi người nha. Rồi, kiềng tay nè mấy chị nha, mình đo size nè chị. Đó, đo size chị nha. Rồi đây, hoa tai nhẫn cũng đo ghen vậy luôn mấy chị. Đây, đo ghen vậy luôn giùm em nha, 1.8 nè. Đó, nhẫn em đang cầm là 1.8 hết chị. Nè, mình đặt cái thước mình đo lòng trong là được chị nha. Rồi ok, em chốt đơn cho chị Thục Quyên dần nha. 471 nè chị ơi, 2.550.000 đồng, em giảm còn 2 triệu. Đó, rồi ok, chị Kim Ngọc hứa nè, hoa tai 130, chị Kim Ngọc hứa luôn, tội mẫu đẹp sang trọng luôn mấy chị ơi. Hoa tai chút cài, sát tai, ngọc trai, trắng hồng, bỏ này là 700 một đôi, ok chốt đơn chị hả luôn nha. Các chị đặt hàng bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn vào ngày mai các chị hả nha. Chú ý điện thoại nghe máy xác nhận thông tin giùm em. Rồi 130 giùm em các chị, tranh thủ mọi người nha, sắp hết giờ like rồi mấy chị ơi. Tranh thủ mấy chị hả nha, sắp hết giờ like rồi mấy chị đẹp nha. Rồi bộ 4 giùm em chị hả nha, chị Trang có chọn được mẫu nào không chị đẹp? Đó, rất là nhiều mẫu đẹp nè, đem đeo thử cái bộ này cho mấy chị xem nha. Bảo hành tất cả các sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử luôn. Chị chọn được cái bộ 4 nào chị comment bên dưới giùm em nha. Mua hàng về cứ kiểm tra đeo thử các chị nha. Bảo hành cho các chị 3 năm luôn các chị, yên tâm nha. Bạc bên em là bạc ý 925, đeo không đen cũng như là không gây kích da. Cái sản phẩm bạc này các chị đeo trang vàng 18 vậy đó mấy chị. Vàng 18K mọi người nha. Đó, đeo cũ thì làm sáng đánh bóng lại mấy chị nha, chứ nó không bị đen như những cái sản phẩm mà đồ giả mấy chị nha. Đồ giả đeo đen thui là bỏ luôn đó mấy chị. Rồi đây bộ 471 em chốt đơn cho chị Thục Quyên nè. Còn chị nào lấy mẫu này nữa comment luôn cho em mấy chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai, bộ em đang đeo là 2 triệu đồng. 2550 em giảm còn 2 triệu, bộ này đẹp lắm. Bộ này hồi chiều chị kia cũng mới lấy một bộ nè mấy chị. Đó, sang ơi là sang nha mọi người nha, bông chút đẩy nè. Đây bông chút đẩy giùm em luôn nha mấy chị gái nha. Bảo hành 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán luôn. Bộ ngọc trai quá là sang cho em luôn nè. Rồi 2 triệu đồng bộ em đang đeo, chị nào chốt comment giùm em 471 nha. 471 kèm số điện thoại cho em luôn. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai mấy chị, 2 triệu đồng. 2 triệu đồng bộ 471 em đang đeo. Rồi chị Kim Ngọc hứa này, chốt hoa tai 130 nè, em đeo luôn chị xem nè. Đó, hoa tai 700.000 đồng một đôi giùm em luôn, 130, mẫu này khóa cài. Khóa cài các chị, cài rất là chắc cho em mọi người nha, khóa cài cho em luôn. Rồi hoa tai 130 700.000 đồng một đôi, hoa tai khóa cài cho em luôn. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng, đẹp xuất sắc mấy chị nha. Đó, đeo cứ yên tâm giùm em mấy chị ha, đeo thoải mái cho em luôn mọi người nha. Sản phẩm bên đây là bằng bạc ý 925, đeo không đen không gây cái đứng da. Rồi hoa tai 130, chị nào chốt 130 comment 130 cho em, 130 các chị. Hoa tai 130 kèm số điện thoại cho em luôn, rất là xinh nha. Rồi có chọn được cái bộ 4 nào không comment cho em nha chị đẹp. Đó, chị đang yêu thích cái sản phẩm nó như thế nào, mình muốn lấy cái kiểu đó ra làm sao, mình comment em tư vấn cho. Hoặc là muốn hỏi cái dây chuyền hay sao đây, dây chuyền với chị. Dây chuyền em đang đeo là dài 45cm. Chị nào muốn đeo dài hơn mình có dây 50 với chị nha. Mẫu bên em là đủ kiểu luôn á. Em bảo đảm với chị luôn, ngày hôm nay mà chị nào không mua bộ 3, bộ 4 với chị nha, ngày mai nó hết chương trình giảm giá là mình chỉ có tiếc thôi mấy chị nha mọi người nha. Đó, cái chương trình giảm giá nó sắp kết thúc rồi mấy chị nha, nó có thể ngừng bất cứ lúc nào các chị. Hôm nay mình còn do dự chần chừ đắn đo chưa chốt với chị nha, ngày mai tự nhiên mua cái bộ y gan gì bù thêm 500 mấy chục ngàn. Đó, mua cái bộ y gan gì thì bù thêm 500 mấy chục ngàn mấy chị, rất là uổng nha. Rồi bộ 471 kèm số điện thoại giùm em, bộ này đẹp nè chị, đẹp nha chị nha. Rồi ở đây em còn mấy bộ mấy chị gái nha, em lên note luôn cho các chị tham khảo nè. Đây nè chị gái nha, em có bộ này là bộ 3, bộ 475 nè. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng bộ 475.
Kiên nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng, bộ 475 giảm còn 2 triệu luôn. Em giảm luôn cho mình còn 2 triệu chị ở nha, bộ 475 bông chúc đẩy các chị. Rồi bộ 449 giùm em luôn mọi người nha. Đó, nhiều khi các chị phải hỏi ra tại sao nha, tại sao các chị vẫn chưa đẹp nha, tại sao mình vẫn thấy mình chưa sang, mấy chị mình thấy mình chưa xinh, mình làm nội trợ hoài mấy chị nha, không biết đến khi nào mình mới đẹp như người ta các chị. Thì hôm nay các chị nha, mình gặp em mấy chị đẹp, mình gặp em là một cái cơ hội mấy chị nha, để thay đổi bản thân mấy chị nha, để thay đổi bản thân các chị nha, để đẹp hơn, để sang hơn và tự tin hơn mấy chị. Rồi ok, chị Kim Ngọc hứa nè, bộ 471 ok, chốt đơn cho chị gái luôn nha. Rồi em gặp đơn cho mình luôn chị ruột nha. Đó, tờ cái bộ này có 2 triệu mấy chị, em nói thiệt với mọi người nha, khách mà nhà em mà khách mà theo dõi lâu mấy chị, bộ này mà giảm 2 triệu là chỉ có chốt và chốt thôi mọi người nha. Từ bữa tới giờ là gần hết mẫu luôn rồi đó. Đó, gần hết mẫu luôn rồi đó mọi người nha. Đó, cho nên là chị nào mà không chốt là hết mấy chị gái nha, hết liền mấy chị ơi. Nha. Hết giảm giá và hết hàng luôn mấy chị ruột nha. Rồi ok, em cảm ơn và chúc mừng chị Hồng Phước luôn nè. Chị Trương Hồng Phước chốt bộ 3341 950.000, rất là đẹp giùm em chị ạ nha. Đó, cái bộ này có 950 thôi mấy chị. Ngày thường em bán 1.500.000 nè, hôm nay em giảm còn 950. Hôm nay mà chị nào không mua bộ 3 bộ 4 ngày mai chị có tiếc thôi mọi người nha, em đảm bảo với mọi người luôn. Cái chương trình giảm giá bên em sắp kết thúc rồi mấy chị ơi. Sắp kết thúc rồi nha mọi người nha. Rồi bộ 341 950 giảm còn 950, mẫu này khóa cài nè, đeo sang mấy chị nha. Mẫu này là bộ hoàng gia nhỏ này mấy chị, đeo rất là sang luôn. Đó, đeo rất là sang cho em luôn nha. Rồi 1.500.000 giảm còn 950, ai chốt comment giùm em nè. À, em chốt chị Hồng Phước một bộ nè, còn chị nào lấy nữa comment. Chị nào mà ngày hôm nay không mua là ngày mai chị có tiếc nữa mấy chị, tiếc hùi hụi luôn mọi người nha. Rồi hôm nay tự nhiên mua cái lợn bộ được 550.000, đúng không? Ngày mai mua cái sản phẩm nó y chang như vậy các chị nha, mà nó không được giảm giá nha. Cái chương trình giảm giá bên em nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào các chị. Ngày hôm nay các chị còn được mua hàng với giá giảm. Mình thích mẫu nào mình nhanh tay mình comment mấy chị ạ nha. Đó, đâu ai biết được ngày mai mấy chị, đúng không? Đâu ai biết được ngày mai mấy chị nha. Biết được ngày mai là các chị có rảnh thời gian ngồi đây coi like không? Đó, biết được ngày mai là các chị có thời gian ngồi coi like không nè. Có cái chương trình giảm giá hay là không các chị, đúng không mọi người? Đó, hay là ngày mai lỡ nó cúp điện lấy gì coi, hay máy hết pin lấy gì sao mấy chị. Cho nên là ngay ngày hôm nay nha mọi người nha, chuyện gì đừng để ngày mai mấy chị nha, chuyện gì đừng để ngày mai các chị nha. Hôm nay mình đã ưng mẫu rồi, mình thích sản phẩm rồi, mình đã đủ điều kiện để sở hữu sản phẩm mấy chị nha, thì ngần ngại gì không nhanh tay comment cho em để được sở hữu bộ sản phẩm trang sức ngọc trai mà mình yêu thích với mức giá ưu đãi mấy chị nha. Rồi bộ em đang đeo 341 các chị, dây chuyền nhẫn hoa tai 1.500.000 giảm còn 950.000, 950.000 đồng bộ em đang đeo, ai chốt comment nha, bảo đảm mấy chị luôn 62kg trở về đeo đẹp hết, 62kg trở về đeo đẹp hết cho em nha. Rồi bộ 341 kèm số điện thoại cho em, đẹp nha mấy chị. Hôm nay mà chị nào không đặt hàng là chị có tiếc thôi mọi người nha. Tiếc là sao mấy chị nha, nó hết chương trình giảm giá hoặc hết hàng. Có những sản phẩm nó sắp hết hàng mấy chị nha. Đó, cho nên là chị nào thích mẫu nào thì comment luôn cho em nha. Rồi 3341 kèm số điện thoại em, chốt đơn 341 mấy chị nha, 950.000 đồng một bộ ba món em đang đeo. Bình thường các chị mua một chiếc nhẫn là 500.000, hoa tay chốt cài 500 nữa hai món là 1.000.000 rồi. Hôm nay mình chốt cả bộ với này, mình lờ được cọng dây chuyền mực giảm 50.000 nữa mấy chị, chỉ có 950 thôi nha. Rồi chị nào chốt bộ em đang đeo comment cho em 3341 kèm số điện thoại em, chốt đơn 950.000 bộ em đang đeo, giá rất là 1.500.000, đang giảm còn 950 mấy chị. Bông khóa cài đeo rất là sang cho em luôn, đây hoa tai nè mấy chị, đó cho coi kỹ một lần nữa nè. Rồi 341 kèm số điện thoại giùm em luôn, 950 mấy chị ạ nha, đẹp giùm em luôn mấy chị. Nhẫn bên em là bao dừa luôn nha, nhẫn dây chuyền có size hết cho mấy chị ruột nha. 1.500.000 đang giảm còn 950. Ngày hôm nay chị nào mà không chọn được cho mình một cái bộ sản phẩm là rất là tiếc mấy chị ạ nha. Đó. Rồi ok chị Nguyễn Hương nè, ok em chị đặt bộ 3341 nhé, ok chị gái luôn. Trời ơi, ngày hôm nay mà chị đặt hàng là em xin chúc mừng mấy chị. Chị nào mà đặt hàng trong cái live ngày hôm nay là em xin chúc mừng các chị gái nha, đã được vào cái live stream ngày hôm nay, được mua hàng với mức giá cực kỳ ưu đãi mấy chị, cái giá tốt nhất em đưa ra trên thị trường luôn mọi người nha. Sản phẩm bên em là bằng bạc kết hợp với ngọc trai các chị. Khi đặt nhận hàng bên em có gửi kèm cho các chị cái thẻ bảo hành 3 năm, bảo hành 3 năm các chị nha, một thời gian không phải là quá ngắn để cho mấy chị trải nghiệm một cái sản phẩm mấy chị nha. Rồi 341 kèm số điện thoại cho em luôn.
Còn nếu như mà chị nào không thích chốt cài, mình có bộ chốt đẩy này mới chơi. Bộ chốt đẩy là bộ 3378 nè. Mẫu này đơn giản hơn mấy chị cả nha. Cũng là 1,5 triệu, cũng đang được giảm còn 950.000 đồng luôn mấy chị. Bộ 378 nè. Hạt ngọc trai màu trắng anh hồng giùm em luôn, rất là xinh mấy chị cả nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em mấy chị gộp nha. Rất là đẹp mọi người nha. Ngày hôm nay mà chị nào không đặt hàng đó, không đặt hàng mấy chị nha, ngày mai mà nó không còn chương trình giảm là rất là tiếc mấy chị nha. Rất là tiếc giùm em luôn mọi người nha. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang. Còn các chị đang ngại về vấn đề không biết đây là ngọc trai thật, ngọc trai giả, mấy chị em test thử cho mấy chị xem nè nha. Khi mà nhận hàng các chị á nha, đây mình có thể lấy cái viên ngọc trai này các chị đó, mình cà vào gương mấy chị á nha. Đây em có một cái gương rất là phẳng nha mọi người nha, nhìn kỹ nha. Đó đây em lấy một cái viên ngọc trai các chị á nha, trên ngọc trai trên cọng dây chuyền này em cà vào gương các chị đó. Khi em cà vào gương sẽ để lại một lớp bột ngọc trai các chị á nha, thấy không mọi người? Đó cái là bột ngọc trai các chị á nha, đây là ngọc trai thật mấy chị. Còn nếu như mà các chị mua đúng hàng mũ hàng nhựa mấy chị á nha, nó sẽ không có bột ngọc trai, nó trơn chùi mấy chị nha, nó bóng loáng mấy chị đó, nó không có bột ngọc trai, nó trơn chùi, nó bóng loáng mọi người nha, là các chị mua được hàng giả rồi đó nha, là các chị đã mua được hàng giả rồi đó nha. Rồi ok chị Thục Quyên dần nè, chị Thục Quyên dần lấy bộ 3341 ok, chúc đơn chị đẹp luôn ạ. Rồi 950 mấy chị gọi ơi, chanh tay nhanh tay mà đặt hàng mấy chị ạ nha. Đó số lượng có hạn mấy chị ơi, chúc em gái bán được nhiều sản phẩm. Rồi em cảm ơn chị Lan Trần luôn nè, nói chị Lan Trần chốt bộ 4 rồi, nếu không là cũng chốt nữa à. Đó còn thiếu cái gì không chị, còn thiếu cái gì không để em còn thiếu cái sản phẩm gì em tư vấn cho. Rồi em chúc đơn chị Tiền Nguyễn luôn nè, em cảm ơn và em xin chúc mừng chị Hải luôn đã chốt được bộ 341 với mức giá là 950.000 các chị. Tự nhiên hôm nay mua một cái sản phẩm bộ ngọc trai tự làm đẹp cho bản thân mình, làm đẹp cho chính bản thân mình các chị ạ nha, và được giảm giá nữa mấy chị nha mọi người nha, rất là lờ mấy chị ơi. 3 đến 5 ngày sau là các chị sẽ nhận được hàng nha. Rồi 341 kèm số điện thoại giùm em luôn. Ngày hôm nay không chút đơn mấy chị ạ nha, ai biết được ngày mai mấy chị, không ai biết được ngày mai đâu nha. Nhiều khi chần chừ do dự để ngày mai chốt mấy chị đó, nhiều khi ngày mai điện thoại hết pin đó, nhiều khi ngày mai mấy chị ạ nha, ngày mai nó hết chương trình giảm giá. Hết chương trình giảm giá là những cái sản phẩm này đó là 1,5 triệu mấy chị, chứ nó không còn là 950 nữa nha. Nó là 1,5 triệu, nó không phải là 950 nữa mấy chị. Mình ủ không mọi người, mình tiếc không các chị đó. Cho nên là mấy chị nha, cái chuyện gì mà làm được bữa nay đừng để ngày mai các chị nha. Chuyện gì làm được thì làm luôn mấy chị nha, đừng để ngày mai mấy chị. Hôm nay mình may mắn mình được mua hàng của Ngọc Trai Song Long Phú Quốc với mức giá ưu đãi mấy chị nha, được chốt đơn hàng với mức giá ưu đãi, được sở hữu sản phẩm đẹp, và mình đang có điều kiện để sở hữu sản phẩm đó, thì còn ngần ngại gì mà không comment cho em nha. Chốt bộ nào thì comment, chị nào thích chốt đẩy lấy bộ này nè, bộ này đơn giản chốt đẩy nè mấy chị, 3378 nè. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món là 1,5 triệu em giảm còn 950 nha. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món là 1,5 triệu em giảm còn 950. Chị nào 65-62kg trở lại là đeo được nha, đó trở lại đeo được giùm em. Còn chị nào mà to con hơn lấy hai cái bộ này nè mấy chị. Đó em nói với mọi người rồi, những cái sản phẩm này nó cực kỳ là xuất sắc cho em luôn. Đây bộ 3668 là mẫu hình hoa mai mấy chị ấy nha, hoa mai mấy chị ơi, chút đẩy nè. Đó bộ này là 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu, 1,100,000 đồng các chị ơi, em giảm gần 50% các chị nha. Em giảm gần 50% cho mình các chị ruột ơi. Bộ 3668 nè, 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu luôn. Đây hoa mai mấy chị ấy nha, ở trong Nam của em mấy chị, ở miền Tây của em mọi người nha, hoa mai là một cái loại hoa rất là đẹp đó, chuyên nở ngày Tết mọi người nha, năm nở có một lần mấy chị, nó đem lại cái sự may mắn mấy chị ạ nha. Đó bây giờ em chế luôn nguyên cái bộ sản phẩm hình hoa mai nè cho các chị đeo lên người luôn, may mắn hàng ngày hàng giờ luôn mấy chị nha. Rồi 3668 giùm em luôn mấy chị ạ nha, vừa đẹp mà vừa sang mà vừa may mắn nữa mấy chị cả nha. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em nha, 1,1 triệu mấy chị ơi nha, 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu, giảm gần 50% các chị, 50% là nó không có ít đâu mọi người ơi nha. 3378 có bán bông không? Dạ có chị ạ nha, bông là 500 nha chị ruột, bông tai là 500 giùm em chị ạ nha, 500 đôi đây này chị, em có chút cài chút đẩy luôn, cái bông là 500 chị ạ nha, đây chút cài nè chị, 103 nè đó, chút đẩy 103 chị ạ nha. Đó có mẫu chút cài mẫu chút đẩy 500 một đôi chị ruột nha, hoa tai là 500, lấy nguyên bộ 950 đó, 950 được 3 món, mua 1 món là 500 đúng không.
Em nói rồi, hôm nay cái sản phẩm của nó đâu phải là 950 một bộ mấy chị, nó là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu các chị. Nhưng mà mình mua một món đó, nó tới 500 lận, mua một món tới 500 chị cả nha. Đây cái mẫu này với mẫu này là y chang nhau nè chị, 103 là khóa cài nè, còn này là khóa đẩy, chị thích cái nào cũng được nha. 500 đôi, 500 đôi giùm em nha chị da hăng nè, 500.000 đồng một đôi hoa tai. Chốt comment cho em xin số hỏi. Hello, em chào chị ruột Thị Thanh Lò luôn nè. Đây cái mẫu này là 103, chốt cài và chốt đẩy đó, hoa tai trong bộ 3378 này chị ruột nè, chốt cài nè, cái này là chốt đẩy này chị đó, hoa tai là 500, chốt hoa tai comment cho em nha đó, chốt hoa tai comment giùm em. Một đôi hoa tai là 500.000 đồng chị nha, còn lấy nguyên bộ là 950, cái nào lờ không mấy chị, em nói thiệt với mọi người đó. Một đôi hoa tai là 500.000 đồng, cả bộ 950 nha đó. Chốt mẫu nào comment giùm em. Rồi ok, em chốt đơn cho chị Phú Gia Trần nè, thời ở bộ 36678, ok chị ruột luôn. Rồi bộ 36678 giùm em chị ạ nha, 2,5 triệu giảm còn 1,1 triệu. Rồi chốt đơn chị đẹp luôn, giao cho chị buổi sáng nha em, ok chị gái nha. Tại bưu tá nó giao hàng bên em ấy chị, bên em là khách hàng VIP của bên bưu tá mấy chị ấy nha, nó gặp hàng của Ngọc Trai Song Long là chạy liền mấy chị gái ơi nha. Gỡ hàng xuyên suốt gần 10 năm nay các chị, gặp chữ Ngọc Trai Song Long là khách VIP đó, khách hàng VIP đấy mấy chị. Chị không lấy đâu. Em chào chị Mỹ Dung, chị Mỹ Dung comment gì em không hiểu luôn chị Mỹ Dung ơi. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em mọi người nha, rất là đẹp giùm em luôn mấy chị gái ơi. Đó, giao hàng tận nơi tận nhà nha. Ok chị Kim Xuân Khuất nè, đặt hoa tai 1,103 nè. Rồi 1,03 là 500 một đôi giùm em chị ấy nha. 500 một đôi bông khóa cài nè, 103 nè chị nha, 103 là giống hoa tai của bộ 3378 đó mấy chị, nó giống hoa tai của bộ mấy chị nha. Nhưng mà cái này là khóa cài, còn cái kia là khóa đẩy, đem đeo thử cho mọi người xem. Rồi em đeo luôn cái bộ này nha, nãy chị kia chốt rồi mấy chị, được cái em nhiệt tình lắm mấy chị nha. Mấy chị chốt đơn là bình thường em sẽ đeo thử cho mấy chị đó, em đeo thử cho mọi người xem để cho mấy chị, bình thường mấy chị chốt đơn là em sẽ đeo thử mấy chị nha, để cho mấy chị thấy nó đẹp nó sang như thế nào đó, cho các chị chờ đợi mấy chị nha, nói chờ đợi hàng tới mấy chị đúng không. Rồi đây bộ ba này chị nha, 3668 nè đó, có 1,1 triệu mấy chị ơi, hoa mai đẹp lắm nha, hoa mai đẹp lắm mọi người nha, rất là sang cho em luôn. Đây hoa mai chị đẹp nha. Rồi nhẫn dây chuyền hoa tai bộ này 1,1 triệu, ai chốt comment 1,100.000 đồng một bộ các chị gái nha. Rồi em cảm ơn các chị gái rất là nhiều luôn nè, đã luôn luôn tin tưởng và sử dụng trang sức của Ngọc Trai Song Long Quốc nha. Chúc các chị có một buổi tối xem live thật là nhiều niềm vui mấy chị, ấm áp bên gia đình, bạn bè, người thân nha. Và chọn cho mình được những cái mẫu sản phẩm trang sức mà mình yêu thích nhất mấy chị ạ nha. Trời ơi cái bộ nó đẹp mấy chị ơi, hoa mai nè mấy chị, 3668 nè. Đó cái mẫu này nhiêu mấy chị, 2,050.000 giảm còn 1,100.000 đồng, em giảm gần 50% giá trị sản phẩm đó. Một đôi hoa tai lẻ mấy chị mua là hết 500 rồi, 567, 500, 600, 700 tùy mẫu đó. Một chiếc nhẫn mấy chị cả nha, một cái sợi dây chuyền là từ 500 tới 800 tùy mẫu mấy chị. Trong khi đó lấy cả bộ như này luôn có 1,1 triệu mà, nó quá rẻ mấy chị ơi nha. Rồi 3668 kèm số điện thoại em chút đơn nè, 1,1 triệu một bộ các chị nha, 1,100.000 đồng. Rồi chị nào thích bộ 3, bộ 4 gì đó comment cho em mấy chị cả nha, đẹp lắm mấy chị nha. Mua bộ 4 thì còn lờ hơn nữa mấy chị. Nó cái kiềng tay lẻ em bán là hết 1,5 triệu rồi, nguyên bộ 4 có 2 triệu à. Đó quá lờ luôn mấy chị ạ nha. Mà đổi lại cái chị được gì mấy chị, cái chị đẹp hơn đó, cái chị sang ngon, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó sang hơn mấy chị, nhìn cái chị trẻ trung hơn nha. Và mình rất là tự tin mấy chị ạ nha. Đó rất là tự tin mấy chị. Nhiều khi có những chị nói là em ơi chị, hồi đó giờ chị không biết Ngọc Trai đâu, nhờ có em đó, nhờ có em tư vấn cho chị mà ngày hôm nay chị đẹp hơn, chị sang hơn, chị tự tin hơn. Nhiều khi mình đeo những cái sản phẩm trang sức mấy chị mà cái số nguyên làm mình không ai biết hết trơn mọi người nha. Đó mình làm mình ghi sự chú ý mấy chị nha, đó mọi ánh nhìn về mình mấy chị. Đó mình đeo một cái sản phẩm rất là lạ và nó sẽ rất là đẹp nha, rất lạ rất là đẹp mấy chị nha. Ngọc Trai này chỉ có ở Phú Quốc thôi nha,
đi qua Phú Quốc mua mới có ngọc trai này mấy chị ạ nha. Đó, còn nếu như mà chị nào mà mua những cái hàng trang mạng mấy chị nha, với mức giá rẻ đó mọi người, mua hàng trên online mấy chị nha, đừng bao giờ ham rẻ mấy chị, hàng rẻ là hàng kém chất lượng mấy chị nha. Đó, đối với ngọc trai thì hàng rẻ nó không phải là ngọc thật đâu. Rồi, dây với bông đang đeo nhiều, em chào chị Vân Nguyễn nha. Dây với bông hả chị? Chị Ruột ơi, cái sản phẩm này ba món em đang bán có 1.1 triệu rồi chị nha. Ba món em đang bán có 1.1 triệu chị ạ nha. Dây chuyền là 900, bông tai là 500, hai món là 1.4 triệu nha chị đẹp nha. Tại vì cái bộ này nó tới 2.550.000 lận chị, mình mua lẻ nó giá cao lắm. Hiện tại em đang giảm có 1.1 triệu rồi chị, lấy nguyên bộ đi chị ạ nha. Đem quay cam sao cho mình xem là chị Vân Nguyễn nha. Đây nè chị, đó, cái bông tai với cái dây chuyền chị ạ nha, mình mua hai món có nghĩa là mình mua sản phẩm lẻ. Mình mua lẻ thì em sẽ lấy giá gốc em chia làm 3 nha. Em lấy giá gốc em chia ra nha chị đẹp nha. Còn nếu như mình mua nguyên bộ em đang sale có 1.1 triệu nè chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn. Một cái đôi hoa tai, một cái đôi hoa tai bên em bán từ 500, 600, 700 một đôi. Dây chuyền là 800. Đó, còn chiếc nhẫn thì bình thường bên em bán 500, 900 mấy chị. 3668 mà chị không thương cái đôi bông đó, chị không thương đít đẩy đổi bông đít cài. À, chị lấy bộ 3668 đổi bông đít cài hả chị? Rồi lên số hỏi em đi chị gái nha. Lên số hỏi em đi chị. Đó, cái vấn đề này dễ lắm chị gái nha. Có gì bên em sẽ hỏi lại quản lý chị gái nha. Nếu như được thì em sẽ đổi cho chị. Cái mẫu bộ này đổi chút cài là cái mẫu này nè. Là cái mẫu này nè chị gái nha. Nó là mẫu khóa cài nè. Khóa cài là mẫu này, còn khóa đẩy là cái bông trong bộ. Đó. Rồi lên số hỏi em chị gái nha. Nếu như được thì bên em sẽ gọi chút đơn. Đó, còn không được thì bên em báo chị là không được nghe chị Mỹ Dung nha. Cái bông này là cái bông này nè mấy chị. Chút đẩy thì lúc nào nó cũng phải nhỏ hơn chút cài rồi. Đây. Đó, hai mẫu giống nhau này, chút đẩy thì nó sẽ nhỏ hơn chút cài. Chút cài là 104 đó. Nghe chị gái nha. Rồi lên số hỏi em chị Ruột nha. Lên số hỏi em hỏi là quản lý, nếu được em bán cho chị luôn nha. Rồi 1.1 triệu giùm em mấy chị Ruột nha. 1.1 triệu giùm em bộ 3668 mấy chị Ruột nha. Mình lấy cả bộ đi, giá ưu đãi mấy chị, tại vì cái này tới 2.050.000 lận. Bây giờ mình chia ra mình mua lẻ nó rất là đắt mấy chị. Đó, ba món cộng lại là 2.050.000. Nhưng hôm nay các chị lấy cả bộ, em giảm cho mấy chị gần 50%. Cái này là em tài trợ thêm cho mấy chị đó. Em tài trợ hết gần 50% giá trị sản phẩm rồi. Đó, còn bao nhiêu là quyền quyết định của các chị. À, các chị có muốn sở hữu bộ này không? Nó đang giảm giá cho mình. Cái giá quá ưu đãi rồi. Nó để cho mình đẹp, nó cho mình xinh, nó cho mình sang, nó cho mình biết về ngọc trai nha. Đó, nó đang cho mình biết về ngọc trai đó mấy chị. Là ngọc trai nó như thế nào. Đó, cơ hội mấy chị Ruột ơi, cơ hội để sở hữu những cái sản phẩm trang sức ngọc trai đẹp với mức giá ưu đãi nha. Rồi 1.1 triệu một cái sản phẩm bộ 3668 em đang cầm trên tay. Đó. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em luôn, hoa mai nè mấy chị. Còn mấy lấy bộ này nè chị Ruột ơi, bộ này khóa cài nè. Đó. Bộ này khóa cài nè chị ạ nha. Đây rất là xinh luôn nè chị. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng chị ạ nha. Rất là đẹp giùm em luôn. Đây khóa cài nè, 36674. Rồi ok, em chúc đơn chị Ruột Đặng Hoài nè, chị đặt bộ đó hỏi cho chị khóa cài. Ok chị ạ nha, 3668 đây nè chị. Đó, mình đổi khóa cài là mình đổi rơi 104 vô mấy chị, đó là khóa cài nè. Rồi ok chị ạ nha. Đó, ngày mai em hỏi quản lý của em. Đó được thì bên em gửi chút đơn cho mình luôn. Đâu mắc mát gì đâu mấy chị, đúng không? Mình thương thì mình cứ nói mấy chị nha. Mình thương cái sản phẩm nào mình cứ nói mấy chị nha. Được thì em giải quyết cho mình luôn. Đây khóa cài mấy chị ạ nha. Đó, khóa cài nó sẽ như thế này nha. Bỏ cái bông chút đẩy thế bông chút cài vô, nó y chang mẫu đó mấy chị. Nó y chang mẫu đó mọi người nha. Rồi chị Mỹ Dung có lấy thì comment cho em xin số hỏi chị Mỹ Dung nha. Đó, có thích thì comment số điện thoại cho em luôn. Hello, em chào chị Ruột Mai Quỳnh luôn nè. Em thấy chị gái nha, trời quá đẹp luôn mấy chị ơi. Em nói rồi, ngay ngày hôm nay ngay gala live này, các chị nào mà bỏ qua những cái sản phẩm đang được giảm giá các chị nha, ngày mai các chị hối hận không còn kịp đâu nha mọi người nha. Hôm nay cái mẫu này nó có giá bị lớn nè, có 1.1 triệu 950 một bộ các chị. Mình không chọn mấy chị nha, ngày mai nó sẽ quay về giá gốc đó. Có ai biết được ngày mai không mọi người nha. Mình cứ suy nghĩ vậy mấy chị. Mình cứ suy nghĩ là à, bữa nay mình không mua, ngày mai nó sẽ quay về giá gốc mấy chị. Mình suy nghĩ vậy đó chị nha, để mình có động lực mình chốt đơn mấy chị nha mọi người nha. Ví dụ như hôm nay mình không mua, ngày mai nó quay về giá gốc rồi làm sao mấy chị, đúng không mọi người? Cái chương trình giảm giá này nó sẽ ngừng bất cứ lúc nào các chị nha. Đó, không, em không phải là người quyết định mấy chị nha, cấp trên quyết định mọi người nha. Cho nên là đó, em khuyến khích các chị nha, thích mẫu nào chốt liền cho em. Đây, đổi hoa tai khóa cà lại sẽ như thế này nè chị Ruột.
Đó, rất là đẹp giùm em luôn nha. Đổi đôi bông cũng giá đó hả em? Đúng rồi chị ruột, chứ không để lấy giá hơn. Dạ nha, đổi đôi bông có nghĩa là khách không thích chút đẩy. Trong cái trường hợp của chị không thích mẫu chút đẩy đó, mình đổi có hoa tai chút cài thì đổi hoa tai thì đổi thôi mà, đâu phải là bỏ đâu, đúng không? Đâu phải là thêm vô đâu, thêm vô mới thêm tiền chị ruột nha. Cái này em hỏi quản lý lại, nếu như được thì em đổi cho chị nha chị gái nha. Ở có 1,1 triệu thôi mấy chị ơi, tranh thủ nha mọi người. Rồi ok chị Minh Trang, dạ nè, em chú chị Minh Trang, dạ bộ 3668 nha. Đó, rất là xinh giùm em luôn mấy chị ơi nha. Khóa cài nó sẽ như thế này nha, còn chị nào thích khóa đẩy nó sẽ như thế này mấy chị. Bộ này là bộ khóa đẩy nha, bộ này là bộ khóa đẩy mấy chị nha. Khóa đẩy thì nó dễ thương rồi mấy chị, đây đó dễ thương mấy chị nha, tại vì bình thường chút đẩy nó nhỏ hơn chút cài. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em nha. 3668 mấy chị ơi, 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu. Em đã tài trợ cho mấy chị hết gần 50% rồi nha. Đó cho nên là phải quyết định liền mấy chị ạ nha. Đó, chuyện gì đừng để ngày mai mấy chị ạ nha. Ngày hôm nay mình xem like ở đây, ngày hôm nay mình đang thích cái sản phẩm này, ngày hôm nay mình đang có điều kiện để sở hữu nó các chị. Đó cho nên là quyết định liền giùm em mọi người nha. Phải mạnh mẽ lên mấy chị ạ nha. Mình làm đẹp cho chính bản thân mình mấy chị nha. Mình phải làm đẹp cho chính bản thân mình mấy chị ạ nha. Mấy chị đẹp, mấy chị chụp hình Facebook cũng đẹp nè, đăng lên cũng đẹp mấy chị, đúng không? Đó, quay TikTok cũng đẹp luôn, đúng không mấy chị ạ nha? Zalo gì các kiểu mấy chị. Đừng nói phụ nữ không chơi nha, không có là mọi người nha. Em thấy đăng hình tá lả hột dền luôn mấy chị. Đó, đăng nhiều lắm mấy chị ạ nha, giống như em vậy nè. Đó, em cũng người thích sống ảo mấy chị ạ nha. Đó. Đẹp mấy chị nha. Rồi, chị nào thích những cái sản phẩm này comment giùm em luôn. 3668 nè. Đó, rồi chị Mỹ Dung có chốt thì comment giùm em nha. Nãy chị Đặng Hoài lấy một bộ đổi chút cài đó. Nãy chị Đặng Hoài lấy một bộ đổi chút cài đó, mai em hỏi quản lý nè. Đó, được em đổi luôn cho mấy chị. Thấy không? Người ta quyết định mua hàng rất là mau mắn mấy chị ạ nha. Đó, muốn làm đẹp thì phải nhanh gọn lẹ mấy chị ạ nha. Đúng không mấy chị? Đó, cơ hội mấy chị ơi, cơ hội mua hàng với giá ưu đãi mọi người nha. Rồi, cơ hội luôn chị ruột ơi. Ai chốt comment giùm em. Rồi em lên bộ khác nha mọi người nha. Em qua bộ này nha mấy chị. 3668 nè. 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu. 2,050,000 giảm còn 1,1 triệu mấy chị. Mẫu hoa mai nè. Đó, hoa mai mọi người nha. Đây em có bộ cánh sen nữa nè mấy chị. Đây mọi người nha, bộ cánh sen nè mấy chị ạ nha. Bộ này hình như nó còn có 2-3 bộ hết hàng mấy chị. Bộ này sắp hết rồi mọi người nha. Em nhớ không lầm là 5 bộ trở lại, nó không có nhiều mấy chị. Đó, bộ này sắp hết hàng mấy chị ạ nha. Bộ này đẹp lắm. Hoa tai là hoa tai chút đẩy giùm em luôn mọi người nha. Bộ 3346 nè. Đây mấy chị ạ nha, mẫu hình hoa sen, cánh sen mấy chị. Cánh sen mọi người nha. Sáng lắm mấy chị ơi, sang lắm mấy chị ơi. Đây bên trong có đính đá Mỹ nè mấy chị thấy không? Bên trong có đính đá Mỹ tôn cái viên ngọc trai mấy chị ạ nha. Ngọc trai là ngọc trai thật 100% ngọc trai nuôi cấy tại Phú Quốc nha mọi người nha. Chị nào không biết cách ngọc thì nói em hướng dẫn cho test ngọc trai nè mấy chị. Nhận hàng được bảo hành 3 năm có gửi kèm thẻ bảo hành đàng hoàng hẳn hoi cho mấy chị nha. Kiểm tra ok rồi mới phải thanh toán tiền cho bên em luôn. Đây bộ 3346 nè các chị. Nhẫn dây chuyền hoa tai 3 món là 1,5 triệu. Giảm luôn cho mấy chị còn 950,000. Đây còn nếu như mà chị nào không biết cách ngọc mấy chị ạ nha, em hướng dẫn cho mọi người cách ngọc nè. Đó, các chị có thể lấy hai viên ngọc trai mình cài lại với nhau mấy chị ạ nha. Em lấy luôn hai cái đôi hoa tai cho nó dễ nha mấy chị. Đây mình lấy hai viên ngọc trai mình cài lại với nhau, cài nhẹ thôi. Thương hoa tiết ngọc mấy chị, đó. Nó sẽ cho ra một cái lớp bột ngọc trai mấy chị thấy không? Đây là bột ngọc trai mấy chị, đính lên hoa tai nè. Đây hai bên đều có mấy chị ạ nha. Đó, khi mà mình lao qua thì cái viên ngọc của mình nó không có bị chảy mấy chị. Đó, không bị chảy mọi người nha. Đó, đây là ngọc trai thật mấy chị ạ nha. Còn nếu như mà chị nào không thích cà bằng viên ngọc, mình cà bầu gương cũng được mấy chị. Đây cái gương của em nó rất là phẳng rồi mấy chị ạ nha. Đó, mình cà ngọc mấy chị ạ nha, mình test thử mấy chị. Đây, nó sẽ để lại một cái lớp bột ngọc trai trên gương mấy chị ạ nha. Đây nè mấy chị. Đó là ngọc trai thật mấy chị ạ nha. Còn nếu như mà chị nào lỡ có mua trúng hàng mũ hàng nhựa, mấy chị cà thử giùm em có ra bột không mọi người. Mấy chị cà thử giùm em coi nó có ra bột không mấy chị cả nha. Đó, đây là em khuyến khích mấy chị luôn. Chị nào mà hiện tại đang mua hàng giả nè. Đang mua hàng giả nè mấy chị. Đó, đang mua hàng rẻ đó mọi người nha. Dạ, đang mua hàng rẻ mấy chị ạ nha. Đem đi cà thử giùm em có nó cà được có giống em không mấy chị. Rồi ok chị Mỹ Dung nha, lấy bộ 3668 mẫu này đổi khóa cài nha. Rồi ok em chúc đơn chị Kiều Loan nha. Kiều Loan lấy mẫu này bộ 3668 nha. Mẫu này là không có đổi nha chị được nha. Hồi nãy chị Mỹ Dung là có yêu cầu, chị nào có yêu cầu em mới ghi nha, còn những chị nào không có yêu cầu em chốt cái mẫu này bình thường nha mấy chị. Rồi ok em chúc đơn cho chị Mỹ Dung nè. Chị Mỹ Dung nha, 3668 đổi khóa cài chị Mỹ Dung.
đó, mai em hỏi lại quản lý nha, nếu như được thì bên em sẽ alo cho chị. Rồi em cảm ơn chị Mỹ Dung và chị Kiều Loan nha, chị Nguyễn Thị Kiều Loan luôn nè, bộ 3668 luôn nè. Đó, ok chị gái luôn nha. 2.050.000 em giảm còn 1.100.000 các chị. Rồi ok, em cảm ơn và em xin chúc mừng mấy chị luôn. Em xin chúc mừng các chị ruột của em đã được mua hàng với mức giá cực kỳ ưu đãi mấy chị nha mọi người nha. Rồi 3668 giùm em luôn mấy chị ơi, rất là đẹp cho em luôn mấy chị. Hoa mai nha, hoa mai mấy chị nha. Rồi chị nào thích mẫu này nữa comment luôn cho em nha. Đó, tranh thủ đem thôi hết hàng mới chị, hết hàng hoặc là hết chương trình khuyến mãi mấy chị. Đó, nó có thể hết chương trình khuyến mãi ngay bất cứ lúc nào. Ngay bất cứ lúc nào mấy chị. Rồi còn bộ cánh sen nè, có ai thích không? Cánh sen ai chốt thì comment luôn nha. 3346 mấy chị, mẫu cánh sen bên em nè, 3346 mọi người nha. Bảo hành cho các chị là 3 năm cho kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn nha. Đây 3346 các chị ở cánh sen mấy chị. Em nói cho mọi người nghe nè, chiếc nhẫn của nó nè mấy chị. Đó, chiếc nhẫn của nó mọi người nha, nó bằng gấp 2 chiếc nhẫn bình thường mấy chị nha. Dày lắm mấy chị nha. Đó, nó dày lắm nha mọi người nha. Hàng bên em bảo hành cho các chị 3 năm nha, bạc đeo không đen nha mấy chị nha. Cái bạc này các chị đeo giống như vàng 18 vậy đó mấy chị. Đó, đeo không đen cũng như là không có gây cái đứng da mấy chị nha. Bộ này em đang giảm còn 950 các chị nha. Bộ này em đang giảm còn 950 nha. Rồi ok, em chốt đơn cho chị Thục Quyên luôn nè. Chị Thục Quyên lấy bộ 3668 nè, bộ hoa mai nha. Rồi ok, em chúc đơn chị Thục Quyên nè, chị Thục Quyên nè, em cảm ơn và em xin chúc mừng các chị. Đó, những cái điều gì làm được trong ngày hôm nay thì chớ để ngày mai mấy chị. Chuyện gì đừng để ngày mai các chị nha, đối với em là vậy mấy chị. Tại vì hôm nay em chỉ biết hôm nay thôi mọi người nha. Em cố gắng làm những việc mà cho cái ngày hôm nay tốt đẹp nhất mấy chị nha. Còn ngày mai em chưa biết như thế nào mấy chị. Cho nên là ví dụ như mà hôm nay em có thể làm đẹp được, hôm nay em có điều kiện, em có khả năng mua được những cái sản phẩm này em thích. Đó, em yêu thích mấy chị nha, em liền làm mấy chị nha. Đó, tại vì ngày mai mình đâu biết như thế nào đâu mấy chị nha. Nhiều khi ngày mai muốn mua hàng mấy chị, đó điện thoại cúp điện, điện thoại hết pin nha, hoặc là kiếm hoài kiếm không được cái like đó, hoặc là nó hết chương trình giảm giá rồi tự nhiên ngày hôm qua mua có 1.100.000, hôm nay nó bán 2.000.000 ngán quá chị, đúng không? Cho nên là đó, cho nên là ngày hôm nay đó, thích sản phẩm nào có điều kiện hốt luôn cho em mấy chị nha. Rồi ok, em thấy số điện thoại và địa chỉ của chị Thục Quyên luôn nha. Ok chị đẹp luôn nha. Mai bên em tầm khoảng hơn 8 giờ sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình chị nha. Mai bên em tầm khoảng hơn 8 giờ sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình. Nhớ chú điện thoại, ngày mai em xác nhận lần nữa em gửi hàng đi luôn. Rồi ok chị đọc. Chị đặt bộ 368. Rồi ok chị Kiều Loan nha, em chốt đơn cho chị rồi chị Kiều Loan ơi. Đó, chị đặt bộ 3668 em chốt đơn chị rồi nha chị Kiều Loan nha, yên tâm em chị nha. Đó, 3668 em chốt đơn chị rồi chị nha, 368 nè chị. Đó, bộ 4 nào đẹp đẹp không em, chị 60kg tòi, chị 60kg là bằng em nè chị gồ nha, 60kg là bằng em nè chị Nguyễn Duy nha. À, chị thích đeo khóa cài là khóa đẩy nè, rồi em lên bộ 4 chị xem. Bộ 4 là bằng em chị nha, 60kg, em đeo đẹp là chị đeo đẹp đó. Em đeo đẹp là chị đeo đẹp đó. Đây bộ đẹp đúng không? Đây bộ đẹp có bộ 472 nè. Đây, bộ 472 mấy chị ạ nha. Bộ này bên em là 2.550.000 đồng. Hôm nay chơi lớn với mấy chị gái luôn rồi. Em giảm luôn cho mấy chị còn 2 triệu thôi nha. Có, nó có thêm cái kiền mấy chị. Nha mọi người nha, nó có thêm cái kiền mấy chị ạ nha. Đây bộ 472 các chị. 472 giùm em nha, mẫu này có thêm cái kiền mọi người nha. 2.550.000 đồng, em giảm luôn còn 2 triệu mấy chị nha. 2 triệu đồng một bộ đó mọi người nha. Bộ 4 này đẹp nè. Đó, sang chị ạ nha, 60kg nè, em đeo như nào chị đeo đẹp y chang luôn á. Đây, nhẫn dây chuyền hoa tai, kiền nhẫn dây chuyền hoa tai, 2.550.000 đồng, bao đẹp luôn mấy chị nha. Bộ này còn được gọi là bộ mặt trời nữa mấy chị. Nó có cái ti ti ra này mấy chị thấy không? Đó, nhận hàng cứ việc kiểm tra test ngọc giùm em nha. Nhận hàng cứ việc kiểm tra test thử ngọc trai giùm em mấy chị. Đúng ngọc trai. Có dòng đôi không em? Có chị Tuấn Hưng ơi. Dòng đôi em có dòng cổ, dòng tai, chị thích dòng nào? Dòng đôi em có dòng cổ, dòng tai chị nha. Dòng tai là 1 triệu giảm còn 900 thôi. Dòng cổ là 2.500.000 nha chị ruột. Dòng cổ là 2.500.000 giùm em, dòng tay là 900, chị lấy cái nào? Đó, lấy cổ hay lấy tay comment cho em nha. Rồi bộ 472 chị ruột nha, thời đẹp chị ơi, 2.550.000 giảm còn 2 triệu nè. Em lên một lượt cho chị tham khảo mẫu nha, rồi xong mình chọn mẫu nha chị gái. Rồi đây bộ 471 cái này chị. Trời ơi cái mẫu này nó còn sang mấy chị á nha. Cái mẫu này nó có bo tròn mấy chị, nó tròn tròn, nó bo tròn luôn mọi người nha, nó không có tia tia ra mấy chị. Nó không có tia tia ra mọi người nha. Rồi bộ 471 nè,
Kiềng bên em là có đủ ni đủ size cho mấy chị cả nha. Cái kiềng nó cứng ngắc luôn mấy chị ơi, bạc nó dày dữ lắm mấy chị nha. Rồi 2.550.000 đồng giảm còn 2.000.000, 2.550.000 đồng giảm còn 2.000.000 chị cả nha. Đây 60kg đeo vừa đeo đẹp luôn, 50 trở lên là đeo đẹp hết cho em mấy chị nha. 50kg trở lên là đeo đẹp hết cho em luôn, 4 mé cũng được luôn mấy chị đó, 48kg trở lên cũng được luôn nha. Rồi đây em có bộ 470 đi, 470 là chốt cài nha. Duy nhất cái bộ này là chốt cài nè chị. Bạc dày, ngọc to, sáng long lanh, lóng lánh cho em luôn. Trời ơi cái bộ nó đẹp mấy chị ơi. Đó cái kiềng tay nè, nó dày cầm muốn nổi luôn mấy chị. Kiềng tay mấy chị ở nha, mẫu này đính đá to nè, sáng lắm, sáng lung linh cho em luôn mấy chị. Rồi kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai, bộ này là 2.000.000 một bộ mấy chị ở nha. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2550 giảm còn 2.000.000, 2550 giảm còn 2.000.000 chị ạ nha, rất là đẹp giùm em luôn. Rồi ok chị Nguyễn Di đặt bộ 472, ok em chốt đơn chị ạ nha. Xem dòng cổ ok chị gột luôn, rồi em lên dòng cổ luôn nè mấy chị. Chuỗi cổ ngọc trai bên em chị ạ nha, hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng hồng cho em luôn. Em lên dòng cổ chị xem luôn nè, đó rất là đẹp nha. Đây em có chuỗi cổ đôi nè chị, đẹp luôn. 2.500.000 một dây giùm em chị ạ nha, 2.500.000 đồng. Chuỗi cổ đôi bên em chiều dài nó là chuỗi cổ bên trong là 55cm, vòng ngoài là 65cm chị gái nha. Rồi 2.500.000 một dây giùm em chị gái đó, 2.500.000 một dây giùm em luôn, rất là sang luôn nè chị. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai tầm 8-9 ly giùm em nha. Đó chuỗi cổ đôi 2.500.000 một dây. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng hồng giùm em luôn mấy chị ạ nha. Dòng trong em đang đeo là 55cm, dòng ngoài là 65cm nha chị. Chuỗi cổ này là giá 2.500.000 một vòng, rất là sang cho em luôn. Đó, đẹp giùm em chị ạ nha. Một vòng á là nó hết 1.000.000, một vòng là 1.400.000, hai vòng là 2.800.000 đúng không? Đó, nhưng mà hôm nay chị mua hai vòng nó chỉ có 2.500.000 thôi nha, 2.500.000 giùm em chị ruột nha. Rồi vòng cổ đôi chị ạ nha, hai vòng. Đó. Vòng cổ đôi này chị gái nha, 2.500.000 giùm em, chốt lên số hội cho em nha. Hạt ngọc là 8 ly chị gái nha, dây bên trong là dài 55cm, dòng ngoài là dài 65cm chị gái nha. Chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký chị gái nha? Em 60 cân nè, em đeo như thế này nè. Nếu như mà chị to con hơn em nữa đó thì vẫn đeo đẹp nha chị gái nha, còn nhỏ con hơn thì đeo ngắn lợn xíu mấy chị, cho nó ngắn lợn xíu mọi người nha. Rồi mỗi em đang đeo mấy chị gái nha, vòng cổ đôi 2.500.000 đồng mấy chị gái nha, miễn phí ship toàn quốc. Nhận hàng cho kiểm tra hàng, em cho test thử ngọc trai luôn và em bảo hành cho các chị 3 năm nha mọi người nha. Có gửi kèm thẻ bảo hành mấy chị. 2.500.000 đồng chuỗi cổ hai vòng em đang đeo. Đó, 2.500.000 chị cả nha. 2.500.000 đồng mỗi chuỗi cổ ngọc trai em đang đeo chị cả nha. Rất là xinh giùm em luôn nè chị. Đó, chuỗi đôi. Chuỗi tay đôi là 900 chị cả nha. 1.000.000 em giảm còn 900 thôi. Đây nè mấy chị. Một vòng em bán là 500, hai vòng là 1.000.000 chị cả nha. Đây chuỗi tay đôi em vẫn làm theo đi tay khách hàng nha. Về cái chuỗi tay thì em làm theo tay khách hàng mấy chị. Cái tay các chị to thì em lấy cái dòng to, cái tay mấy chị nhỏ thì em lấy cái dòng nhỏ nha mọi người nha. Đây chuỗi đôi chị ạ nha. Hai cái hạt nó đều nhau, nó có một cái móc khóa nên nó sẽ không chạy đâu được hết nha. Rồi chuỗi tay hay là chuỗi cổ thì comment luôn cho em chị Tuấn Hân nha. Chuỗi tay là 900, chuỗi cổ là 2.500.000. Đó. Dây dài 55-65, dài 55-65 giùm em. Rồi chốt đơn lên số hội giùm em luôn nha. Còn đây là chuỗi cổ một vòng nè chị. Nếu như mình mua chuỗi cổ một vòng em khuyến khích các chị lấy cả bộ nha. Thích chuỗi cổ một vòng em khuyến khích mấy chị lấy cả bộ. Cả bộ nó đang giảm giá mọi người nha. Cả bộ đang giảm giá mấy chị. Chuỗi cổ, chuỗi tai, hoa tai. Chuỗi cổ, chuỗi tai, hoa tai ba món đang giảm sale trực tiếp ngày hôm nay. Còn có 1.500.000 thôi mấy chị. Đây em có chuỗi cổ nè chị ạ nha. Chuỗi cổ ngọc trai em đeo là chuỗi cổ ngọc trai Akuya màu trắng hồng. Mẫu này bên em 1.400.000 một sợi chị nha. Đó, chuỗi cổ là 1.400.000 đồng. Có bộ nào 75kg đeo vừa không em? Dạ có chị ruột ơi, chị thích đeo bộ 3 hay bộ 4 chị ấy? Chị thích đeo bộ cốt kiềng hay là bộ không cốt kiềng nha chị Phương Phạm nha. 75kg em vẫn có size mà nha. 75kg em lựa cho chị đúng bộ 75kg, bộ to, bộ đẹp, bộ dày nha. Đó, chị Phương Phạm mình thích đeo bộ bộ 3 hay bộ 4 gì chị? Bộ có kiền hay là không có kiền comment cho em nha. Rồi chuỗi cổ em đang đeo là 1.400.000 chị ạ nha. Nụ là 400 nè. Chuỗi cổ 1.400.000, nụ là 400, chuỗi tai là 500. Tổng đơn 2.000.000 ba món.
Nếu như mà chị chốt 3 món này em lấy cả bộ chị 1 triệu rưỡi thôi nha. Một bộ 3 món em đang sale là 1 triệu rưỡi luôn nè chị. 1 triệu rưỡi giùm em. Rồi ok, chị Kim Xuân Quốc lấy một cái chuỗi cổ đôi. Ok, chốt đơn chị đẹp nha. 2 triệu rưỡi một sợi giùm em. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị, tư vấn đi size kỹ hơn cho mình chị ạ nha. Đó, mình to hơn, mình cao hơn mấy chị ạ nha. Mình to con bên em sẽ làm size dài cho mình mấy chị nha. Bên em bán hàng rất là có tâm mấy chị ạ nha. Làm theo size khách hàng mấy chị, chứ không phải là một cái người mà to tròn mà làm cục ngủng ở trên nè, đeo giống ai chứ mấy chị. Lúc nào bên em bán hàng cũng rất là có tâm mọi người nha. Cho nên là bên em bán hơn 10 năm nay các chị. Không tin các chị có thể theo dõi trang live giùm em. Bấm theo dõi trang giùm em các chị ạ nha. Chạm vào màn hình nó nhảy lên cái chữ theo dõi mấy chị. Bấm theo dõi trang giùm em. Để ngày nào bên em phát live các chị cũng nhận được thông báo hết. Bên em live từ 8 giờ tới 10 giờ mấy chị ạ nha. Ngày nào cũng vậy mấy chị. Xuyên suốt hơn 6 năm nay rồi. Và bán tại cửa hàng đó là hơn 10 năm các chị nha. Rồi em chốt chữ cổ đôi cho chị Kim Xuân Khuất nè. 2 triệu rưỡi chị ạ nha. Mai có nhân viên gọi điện tư vấn đi size cho mình nha. Đó, ok chị đẹp nha, bộ 4 em lên luôn, bộ 4 cho chị xem nha. Rồi chị Tấn Hưng có chốt chữ cổ comment giùm em. Đó, một cái chữ cổ là 2 triệu rưỡi. Còn nếu như mà lấy cả bộ dưới này nè là 1 triệu rưỡi nha. Đó, có một sợi thôi. Rồi em lên bộ 4 cho chị tham khảo cho chị nha. 75 con đúng không? Đây nè chị, bộ này đẹp nè. Đó, em sẽ lựa từ bộ đơn giản cho tới bộ cầu kỳ nha chị đẹp nha. Đây, nếu như mà chị thích bộ đơn giản chị lấy bộ này. Bộ này bạc dày, ngọc to. Bạc dày ngọc to chị á nha, 2.550.000 giảm còn 2 triệu. Nếu như em nhớ không lầm là chị đã có từng theo dõi bộ cái sản phẩm bên em rồi. Đó, mình biết rồi đó chị á nha. Trong vòng 6 năm nay bên em chưa bao giờ giảm cái bộ với mức giá 2 triệu mấy chị. Em bán 2.550 thôi mấy chị á nha. Nhưng mà ngay hôm nay mấy chị á nha, bên em đang có một cái chương trình mở rộng thương hiệu. Đó, cho nên là mới giảm giá đó mấy chị. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em nha, 461 nha chị. Kiền nhẫn dây chuyền hoa tai, cái bộ này bạc dày, cái chuyền cái bảng nó cũng dày nữa chị, cho nên là rất là dễ đeo. Hoặc là bộ này nè chị, bộ nãy chị Kim mới chốt á, bộ 472 á. Đây. Đó, chị nào yêu thích sản phẩm nào tranh thủ chốt đơn trong hôm nay mấy chị nha, biết sao mọi người nha. Cái chương trình khuyến mãi mấy chị nó có thể ngừng bất cứ lúc nào nha. Em là mấy chị gái nha, em chỉ là một nhân viên bán hàng đó mấy chị. Em không biết là nó sẽ ngừng lúc nào mấy chị. Cho nên là ngay hôm nay. Đó, hôm nay mấy chị nha, mình yêu thích sản phẩm nào mình đặt hàng liền mấy chị, để được mua hàng với mức giá ưu đãi mọi người nha. Đó, cái sản phẩm làm đẹp mình không có chờ được mấy chị. Làm đẹp là phải làm đẹp ngay và luôn mấy chị nha, không chờ được mấy chị. Cơ hội đến rồi nè. Đó, cơ hội đến mấy chị nha, được mua sản phẩm đẹp, hàng chất lượng với mức giá ưu đãi mấy chị nha. Rồi đây là bộ 472 này chị, biết sao tư vấn bộ này không? Cái bộ này chị ạ nha, cái chiếc nhẫn của nó là cái bảng nó to chị ạ nha. Cái ngón tay của mình tròn á chị, thì khi mà mình đeo vô nè, nó sẽ gom hết cái ngón tay của mình vô chị ạ nha. Nó sẽ không thấy cái phần thịt to đi chị, cái bảng nó bự này nhìn nó sang chị ạ nha. Đó, cái bảng nó bự nhìn nó sang. Đây bộ 472. Đó. Cái bông tai nó cũng to đó chị, đính lên tay rất là sang luôn, chiếc nhẫn này cũng vậy nè. Đó, cái nhẫn nó to chị ạ nha, ở bên nó có viền đá nè, nó sẽ ôm. Nó sẽ ôm sát vô cái tay của mình chị ạ nha. Đó, tôm ngọc nha chị, ngọc to luôn á. Cái mẫu này chị ạ nha, cái mẫu này cái nhẫn sẽ to hơn cái này. Vòng to hả chị, vòng to thì cái vòng này chị ạ nha. Nói chung là cái vòng nào nó cũng to hết trơn á chị. Em làm theo size 75kg mà nha. Đó, vòng to chị ạ nha, thì cái vòng này nó to nhất luôn rồi đó. Nghe chị nha, 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu đây nè chị. Đó, 75kg chứ cái tay nó cũng như em à. Cái tay phụ nữ mình có một kiểu mấy chị. Tại vì mình to con mấy chị nha, mình to là to toàn thân chứ phải to cái tay không đâu mấy chị, đúng không? Đây, đeo rất là xinh cho em luôn mấy chị gái nha. Đó, ngọc trai Akuya màu trắng ánh hồng nè. Đó, rất là đẹp luôn. Hoặc là cái kiềng 461 nè. 2 triệu đồng một bộ các chị gái nha. Bộ có kiềng nè các chị. 2.550 giảm còn 2 triệu đây nè chị gái nha. Đó, bên em đâu còn bộ nào to hơn nữa đâu chị ấy. Đây bộ 461 giùm em chị ạ nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em luôn nha. Đó, kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai. Rồi ok chị đẹp Nguyễn Hương nè. Chị bộ 472 nhé em, chị thích mẫu to. Rồi ok chị đẹp luôn nha. Đây nè chị, mẫu to là 472 nè. Đó, kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng giảm còn 2 triệu mấy chị.
Đây này chị Ngã nha, em đeo thử cái mẫu này cho mình coi gì đẹp nha. Đó, 75kg là nó tròn toàn thân mấy chị, chứ đâu phải có tròn cái cổ với cái tay không đâu mấy chị Ngã nha. Cái ngực của em là 60 cân rồi mấy chị, em cũng tương đối với mấy chị rồi đó. Mấy chị nhìn đi, to là to hết thân mấy chị Ngã nha, chứ phải co cái cổ không đâu mấy chị. Cái sản phẩm này đeo vừa rồi. Em lấy cái cọng dây chuyền cho chị dài hơn nha. Cọng dây chuyền thì em sẽ lấy cho chị dài hơn, tại vì nó sẽ cân xứng với cổ của mình. Đó. Ở bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Em tư vấn cho khách hàng hơn 10 năm nay mấy chị ạ nha, bao chuẩn luôn mấy chị. Đó, ví dụ như là mấy chị gặp một đứa nhân viên mới thì nhiều khi nó không biết đường mấy chị, nó tư vấn nhiều khi không đúng mấy chị ạ nha, còn mấy chị gặp em là khỏi luôn nha. Em bán hàng gần chục năm nay mấy chị nha, em bán hàng gần chục năm nay mấy chị nha, khách nào cũng gặp qua hết rồi nha, từ khách ở cửa hàng cho tới khách trên live luôn mọi người nha, khách nào cũng gặp qua hết trơn mấy chị. Đó, cho nên là em tư vấn sản phẩm mấy chị cứ việc yên tâm giùm em mọi người nha. Đó, bộ sản phẩm nào mà em đưa ra sẽ rất là phù hợp mấy chị. Đó, có chị nào mà bốn mấy năm mươi, bốn chị bốn mấy ký mà em đưa bộ này không mấy chị? Không có mọi người nha. Đó, bốn mấy ký mà đưa bộ này nó chất lắm mấy chị, đúng không? Cho nên là tùy theo cái dốc người mình sẽ đưa ra một cái bộ sản phẩm cho nó phù hợp mấy chị. Đó, rồi 472 giùm em chị ruột nha, 2550 em giảm còn 2 triệu mấy chị, 2 triệu thôi, 2 triệu đồng bộ sản phẩm đang đeo. Rồi ok chị Kim Hoa, chị Kim Mai Hoa nè, bộ 461 nè. Đó ok chị gái luôn nha, 2 triệu đồng cho chị Kim Mai Hoa. Rồi chị Minh Trang dạ cũng lấy bộ 461, ok chị đẹp luôn nha. Rồi em chúc đơn cho hai chị gái luôn nha, em xin chúc mừng hai chị ruột luôn. Đó, ngày hôm nay mình được mua cái đơn hàng tại cái livestream ngày hôm nay là mình mua hàng với mức giá cực kỳ rẻ nha chị nha. 6 năm nay mới giảm một lần luôn mấy chị, hơn 6 năm nay bán hàng livestream mấy chị nha. Mới lần đầu tiên bộ 4 giảm còn 2 triệu nha. Rồi bộ 472 giùm em chị ạ nha. Chị nào chốt bộ này comment giùm em 472 mấy chị. 2 triệu đồng một bộ 472. Kiền tay là bằng bạc mấy chị ạ nha. Ra tiệm bạc mua cái kiền này không gớt giá 1 triệu hơn mấy chị nha mọi người nha. Bảo đảm mấy chị ạ luôn. Đó. Kiền tay nè, nhẫn nè, dây chuyền hoa tai mấy chị 2 triệu đồng. Chất liệu là bằng bạc kết hợp với ngọc trai, đeo không đen và không gây kích ứng da. Nhận hàng mở ra xem cứ việc kiểm tra đeo thoải mái giùm em nha. Mở ra xem hàng kiểm tra đeo thoải mái giùm em các chị. Rồi em lên luôn bộ 461 nè, em lên luôn bộ 461 cho các chị xem nè, 2550 mấy chị, em giảm còn 2 triệu thôi. Đó, ngay ngày hôm nay các chị ạ nha, mình ưng ý sản phẩm nào mình chốt liền cho em mấy chị. Tại vì cái chương trình khuyến mãi bên em nó sắp hết mấy chị ạ nha, nó sắp hết rồi mấy chị ơi, khuyến mãi bộ á nha. Đó, hết khuyến mãi bộ mấy chị ạ nha, cho nên là hôm nay mà mình đặt hàng mấy chị ạ nha, mình thích sản phẩm nào mình đặt hàng liền mấy chị. Đó, mình thích sản phẩm nào, mình ưng ý sản phẩm nào, đó, mình có điều kiện để sở hữu nó các chị nha, mình đặt hàng liền luôn cho em. Đó, để được mua hàng với mức giá ưu đãi nha. Rồi 461 bên em 2.550.000 mấy chị, em giảm luôn còn 2 triệu nè. Mẫu này đơn giản ngọc to mấy chị nha. Mẫu này đơn giản ngọc to nha, chị nào thích đơn giản ngọc to lấy bộ này nè. Ngọc to mấy chị nha. Kiền nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000. Đó, rất là đẹp giùm em chị nha. Đây kiền là có đủ ni tai mấy chị nha, 75kg thì cái tai nó tròn hơn, làm kiền bự hơn một chút. Đó, còn ngón tay này chị thấy không, cái mẫu này nó bự nè. Đó, cái mặt nhẫn nó bự mấy chị, và cái ngọc nó cũng bự nè, nó sẽ ôm hết cái ngón tay của mình nha. Rồi hoa tai này chị nha, bộ em đang đeo từ 50-80kg đều đeo được hết mấy chị, 50-80kg mọi người nha. Rồi mẫu em đang đeo mấy chị nha, 2 triệu đồng bộ 461 kèm số điện thoại em chốt đơn, rất là đẹp mấy chị nha. Đó, có ai biết được ngày mai không mấy chị? Không ai biết được ngày mai như thế nào các chị nha, cho nên là ngay ngày hôm nay mình có thể làm đẹp được, mình đang có điều kiện để làm đẹp, mình đang có điều kiện để sở hữu cái sản phẩm ngọc trai như thế này, mình đang rất là thích nó mấy chị nha. Thì còn chần chừ gì nữa mà không đặt hàng để sở hữu được sản phẩm này nha các chị nha. Đó, cách lâu ngày với chị nha, mình phải hỏi tại sao, tại sao mình thấy người ta đẹp quá mà mình chưa đẹp, tại sao mình thấy người ta sang mấy chị nha, người ta lộng lẫy, người ta lung linh mà mình không được như vậy các chị. Mình phải đặt ra câu hỏi tại sao mấy chị nha, tại vì sao mấy chị, mình chưa có đầu tư cho bản thân mình mấy chị. Hãy đầu tư cho bản thân mình, phải làm đẹp chính mình mấy chị nha. Lúc trước em cũng như các chị thôi, 3 năm về trước em ngồi đây mấy chị nha, em cũng như các chị thôi, em không bao giờ đầu tư cho bản thân em cái gì chứ mấy chị, em chỉ lo cho gia đình thôi mọi người nha. Đó, nhưng bây giờ em thay đổi chút xíu mấy chị nha, em đầu tư cho bản thân của mình. Đó, đầu tư mấy chị nha, nó thật sự mấy chị, nó không có tốn kém nhiều mấy chị nha, nhưng mà cảm thấy rất là hạnh phúc mấy chị nha, được cái sự quan tâm, đó, được cái sự quan tâm của cái người mình thương nhất mọi người nha. Đó,
mấy chị thử một lần đi đó, mấy chị đẹp hơn, xinh hơn, dễ thương hơn đó, mấy chị sẽ nhận được cái sự yêu thương nhiều hơn mấy chị. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em mọi người nha, rồi nó đẹp mấy chị nhã nha đó. Còn chị nào mà không tin mấy chị nha, coi lại cái like của em 3 năm 4 năm về trước mấy chị, thật sự mọi người nha, em không dám mở lên em coi lại được mấy chị nha đó, nhìn rất là mắc cười luôn mấy chị nha, nhìn rất là mắc cười mấy chị nha, không dám tự tin mà ngồi nói chuyện chỗ này đâu, đa phần là em chỉ like cam sao thôi, em không quay cam trước mấy chị nha, em chỉ like cam sao thôi, em không có like cam trước mấy chị nha. em rất là mặc cảm mấy chị nha, em rất là tự ti mấy chị đó, tại vì mình không có đầu tư cho mình gì hết trơn mấy chị đó, không có xài cái gì luôn mọi người nha đó, phấn cũng không biết sức luôn mấy chị đó. Nhưng mà bây giờ khác rồi mọi người nha, em đầu tư cho em rồi mấy chị ơi, em đầu tư rồi, em chịu đầu tư rồi mấy chị. Có bộ 4 nhỏ nhất không em à? Chị Ngô thì thừa, bữa trước bộ 4 mà chị mất tiêu nè. Rồi ok chị ơi nha, có luôn nè chị ơi, bộ 4 nhỏ nhất nè chị. Đây bộ 4 6 7 nè chị ơi nha, mẫu này chị ưng luôn nè. Rồi bộ 4 nhỏ nhất nè chị ơi nha, bộ 4 6 7 bên em 2.550.000 đồng, giảm còn 2 triệu chị Ngô ơi. 2 triệu đồng chị ơi nha, thích bộ nhỏ có bộ nhỏ, thích bộ to có bộ to mấy chị nha. Mà được cái mỗi lần chị comment lên là chị xóa mất tiêu rồi, ngộ thiệt luôn á. Chị ơi, em nói chị gái nghe nè, chị cứ để lại bình luận đi. Tất cả các bình luận trên một cái ca like là bên em ẩn hết mấy chị, không ai thấy cái chị đâu. Chỉ có Ngọc Trai Song Long Phú Quốc bên em mới thấy cái chị thôi, mới thấy được cái bình luận của mọi người thôi. Còn bao nhiêu thì bên em like xong bên em ẩn hết mấy chị. Lúc trước là bên em like xong rồi xóa like luôn mọi người nha. Bây giờ bên em muốn giữ lại cái like, em sẽ ẩn comment của khách hàng. Cho nên là chị cứ gì comment mua hàng thoải mái nha chị ơi, không có gì hết trơn á. Ôi, mỗi cái comment của chị là chị xóa mất tiêu rồi, kiếm đường đọc mà cũng không ra luôn á. Đây bộ 448 á chị, hai bộ này nhỏ nhất nè. 2.550.000 đồng, em giảm còn 2 triệu mấy chị nha. Đó em giảm luôn còn 2 triệu mấy chị. Đầu tư cho mình một chút xíu mấy chị nha, mình làm nội trợ cũng phải đẹp các chị nha. Nội trợ cũng phải đẹp các chị nha, phụ nữ đẹp là phụ nữ thành công mấy chị ơi. Đó. Phụ nữ đẹp mấy chị nha, mình đẹp mấy chị, mình tự tin nè. Đúng không? Mình tự tin mấy chị nha. Bây giờ mình đi ăn với ông xã mình tự tin không mấy chị? Tự tin mọi người nha. Đó ông xã mình thấy vợ mình đẹp cũng rất là tự tin. À dắt vợ theo. Đó gặp gỡ bạn bè mấy chị. Đúng không mọi người nha? Chứ bây giờ đó mình không có đầu tư cho bản thân mấy chị nha. Chồng mình muốn dắt mình đi đâu cũng không dám mấy chị. Đó. Nó ở nhà lo nội trợ không mà không dám dắt mình đâu cho mấy chị, phải đầu tư mấy chị nha. Phải đẹp ngay từ bây giờ các chị nha. Đó. Mình đẹp là mình giữ gìn hạnh phúc của chính mình đó mấy chị. Rồi chị ruột ơi, có chọn được cái bộ nào comment giùm em chị ạ nha. Kiền nhẫn dây chuyền hoa tai này, bộ nhỏ nhất nè chị ơi, bộ 448 nè, cái nơ nè. Đó hoặc là bộ 467 nè, kiểu này đơn giản nè chị, 2 triệu một bộ. 2 triệu một bộ nha chị. Chị Ngô chị thừa nè. Chị Ngừa nè. Chị sót cầm em mất tiêu, em quên tên chị mất tiêu luôn rồi. Em quên mất tiêu luôn rồi. Rồi chị nào thích bộ 4 comment giùm em, chị Phương Phạm ơi, chọn được bộ 4 cho chị Phương Phạm ơi. Đó. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em chị nha. Lúc trước em có bộ 3.5 triệu chị, bộ 3.5 triệu nó bự lắm luôn mà bây giờ bộ 3.5 triệu em hết hàng rồi. Bộ 3.5 triệu nó bự chị nha, mà bây giờ bộ 3.5 triệu em hết hàng rồi. Đó. Rồi chị nào thích bộ 4 comment giùm em, bộ này cũng nhỏ nè chị. Bộ này cũng nhỏ nè chị nha, bộ 444 nè. Hoa tai của nó ngọc có chút xíu xíu rồi, để em đo thử đi. Em đo thử của nó mấy ly mấy chị nha. À các chị ơi, sớm giờ các chị có chia sẻ like giùm em không vợ? Đây nè chị ơi, ngọc có 6 ly hơn xíu rồi chị, 6 ly 3 à. Đó, bộ này ngọc nhỏ nè chị hả nha. Ngọc nhỏ luôn cho em nè chị ơi, cái mặt dây chuyền mới có 9 ly hơn rồi, chưa được 10 ly nữa. Đây nè chị hả nha, chiếc nhẫn có 8 ly 8 à. Đó, kiền tay chị hả nha, 11 ly 6. Bộ này cũng nhỏ nè chị. Rồi, 2.550.000 em giảm luôn còn 2 triệu cái chị hả nha. Mấy chị thấy không, em đo ly là em đo bằng thước máy mấy chị. Đó, nhiều chị khách em mắc cừu lắm, mấy chị nói là cái gì chị nhìn. Chị nhìn chị thấy nó không được 8 ly ơi, chị nhìn chị thấy nó không được 10 ly ơi. Mấy chị nhìn sao bằng em đo ly. Đây em làm hàng cho các chị, em lấy thước em đo đàng hoàng mấy chị. Em bán hàng cho mọi người cũng lấy thước em đo đàng hoàng mấy chị nha. Đó cái thước có đo bằng máy mấy chị. Chứ mấy chị nhìn sao ra nha. Nhìn nó không ra kỹ đâu, nó không ra chính xác đâu, phải đo mới chính xác mấy chị. Rồi chọn được mẫu nào comment giùm em chị ạ nha. Song Long bán hàng đẹp, chị mua hàng bên em mấy năm nay rồi. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Hương luôn nè. Thật sự mấy chị nha, khách bên em mua mấy chị, mua rất là nhiều mấy chị nha, em bán lâu rồi mấy chị. Đó, về cái chất lượng sản phẩm thì các chị cứ việc yên tâm giùm em. Rồi còn chọn được bộ 4 nào nữa không, không ăn qua mẫu mấy chị nha. Bộ 4 bên em.
Đó, chị nào mà ngày hôm nay mà không mua được cho mình cái bộ 4 nào mấy chị nha. Nhiều khi ngày mai nó hết chương trình giảm giá là coi như hết mấy chị ơi. Đó, hết được mua hàng với giá ưu đãi nha. Rồi bộ 4, 4, 5 nè mấy chị, sang trọng lịch sự cho em luôn. Mẫu này đeo nó lạ mắt mấy chị nha. Mẫu này đeo lạ mắt nha mọi người nha. Cái mẫu này thì tầm khoảng 70kg trở về đeo đẹp em á. Tại vì cái mẫu này cái dây chuyền nó hơi nhỏ mấy chị. Cái mặt dây chuyền nó hơi nhỏ, chị nào mà bự con quá đeo không thấy mặt dây chuyền. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em mọi người nha. 4, 4, 5, 2, 5, 50, giảm còn 2 triệu đồng. 2 triệu đồng một bộ các chị ạ nha, em qua mẫu nha. Đó, không thích bộ nữa em qua mẫu khác mấy chị ạ nha. Bên em có nhiều mẫu lắm mấy chị. Ủa nãy cái bộ này em lên chưa ta, em lên rồi mà ta. Nãy để bộ này vô. Rồi bộ 3, 6, 6, 7, 4 mấy chị ơi, 2.050.000 giảm còn 1.1 triệu. Đó, giảm còn 1.1 triệu mấy chị ạ nha. Rồi để thay đổi bầu không khí em lên mẫu bông tai mấy chị ơi. Em lên bông tai cho mấy chị tham khảo nha. Để thay đổi bầu không khí em lên bông tai cho mọi người tham khảo nè, em có nhiều mẫu bông tai lắm. Bông tai nhẫn dây chuyền bộ ngọc trai. Đó, em có bộ 950 nè, thôi là sẵn là lên luôn bộ 950 nè, ai có mua cho con gái, cho em gái, cho cháu gái gì cũng được mấy chị. Đây em có bộ 36689 mấy chị ơi, bộ này là 950 một bộ. 36689 950.000 đồng một bộ, bông chúc đẩy ngọc trai trắng ánh hồng toàn ten nha. Chị thích bộ lớn hơn hả chị? Dạ không có chị ạ nha. Bộ lớn hơn là 3.500.000 một bộ hả chị? Đó, khi nào có hàng thông báo chị ạ nha. Bộ lớn hơn là 3.500.000 một bộ, khi nào có hàng thông báo nha chị ạ nha. Đó, bây giờ thì bên em chỉ có bộ 2.550.000 giảm còn 2 triệu thôi. Còn lớn hơn nữa là không có chị ạ nha. Lớn hơn nữa là 3.500.000 một bộ, khi nào có hàng thông báo nha chị. Rồi đây em có bộ 668 chị ạ nha, 6688 mấy chị. Đó, rất là đẹp giùm em luôn. 950.000 đồng một bộ giùm em chị ạ nha. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương nè. Đó, có chị nào muốn mua cho em gái con gái của mình đó mấy chị ạ nha. Mấy mẫu này nhỏ mấy chị ơi, tầm khoảng hai mấy tuổi trở về đeo được nha. Hai mấy tuổi trở về đeo được mấy chị. Đây, 66878 nữa nè. Đó, mẫu hình trái tim bên em mấy chị ạ nha. Tầm khoảng hai mấy tuổi trở về đeo được mấy chị. Rất là đẹp giùm em luôn. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. 6678 là mẫu trái tim này mấy chị. Chất liệu sản phẩm bên em là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Rồi đây là bộ 36687 bên em luôn, mẫu chiếc lá rất là dễ thương mấy chị. Rồi 950 một bộ giùm em nha, 6687 nè. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. 6687 giùm em chị ạ nha, 950 mẫu chiếc lá nè. Đây em có bộ này là bộ hình hoa ba cánh mấy chị ạ nha, ba cánh giùm em luôn nè. Rồi 950 một bộ giùm em luôn, hoa ba cánh mấy chị nha. Giao hàng tận nơi tận nhà cho mấy chị ruột luôn, cho kiểm tra và cho đeo thử luôn nha. Rồi 950.000 đồng một bộ các chị. Đó, đây bộ mặt trời nè. Trời ơi, có bộ đẹp mấy chị ạ nha, đẹp lung linh luôn á. Nó đẹp lung linh cho em luôn mọi người nha, 950 một bộ giùm em. Rồi chị nào thích bộ sản phẩm thì comment giùm em, không em lên mẫu khác nha. Em có bông tai, nhẫn, dây chuyền, rất là nhiều mẫu sản phẩm đẹp mấy chị nha. Rồi 950.000 đồng một bộ giùm em luôn mấy chị. Đây bộ 36675 nè, bộ này là 2.050.000 mấy chị nha. 2.050.000 đồng một bộ giùm em. 36675 2.050.000. Hôm nay nó chỉ có 3 mẫu được giảm giá thôi nha mọi người nha. Cái chương trình ngày hôm nay chỉ có 3 mẫu được giảm giá thôi. Còn mấy cái sản phẩm này nó sẽ là giá 2.050.000 một bộ. Đó, nếu như cái chị thích sản phẩm kia nó đang giảm giá mà mình không chốt, ngày mai hoặc là hết chương trình mấy chị ạ nha. Nha, em không biết hết chương trình là ngay thời điểm nào mấy chị. Đó, nó sẽ không còn được giảm nữa, nó sẽ là 2.050.000 mấy chị. Nha mọi người nha. Hiện tại đang giảm giá 3 mẫu nha. Hiện tại đang giảm giá 3 mẫu mấy chị. Đó, chị nào thích thì comment liền cho em nha, cơ hội không đến nhiều lần mấy chị ơi. Đó, yêu thích sản phẩm nào comment giùm em. Rồi đây em có bộ 3 nè mấy chị nha, bộ 3465. Bộ 3465 mẫu hình hoa ba cánh, mẫu này dễ thương mấy chị nha. Đó, 2.050.000 một bộ mấy chị. 2.050.000 đồng một bộ. Đây bộ 3370 nữa nè. Đó, bộ này khóa cài nè mấy chị, 2.050.000 một bộ giùm em. 2.050.000 đồng một bộ giùm em nha. Rồi chị nào thích bộ comment bộ mấy chị. Đó, thích bộ comment bộ giùm em nha. Không thích bộ thì nói lên sản phẩm lẻ mấy chị ơi. 60 phút nữa em kết thúc like mấy chị đẹp nha. Em còn 60 phút nữa thôi là em kết thúc like mấy chị. Chị nào chọn được cho mình những cái sản phẩm nào thì tranh thủ chút đô nha mọi người nha. Đó, chuyện gì đừng để ngày mai mấy chị ruột ơi. Hôm nay mình có thể làm được, mình có thể làm được thì mình làm luôn trong hôm nay mấy chị ruột nha. Đây bộ hoàng gia nè mấy chị, 2.050.000 một bộ giùm em. 2.050.000 đồng bộ ba hoàng gia ngọc trai vàng.
2.050.000 đồng một bộ, bộ ba hoàng gia ngọc trai vàng mấy chị, 2.050.000 một bộ nha. Bông khóa cài ngọc trai màu vàng, em có màu trắng anh hồng luôn, đẹp lắm. Bộ hoàng gia các chị ạ nha, sang lung linh cho em luôn. Rồi, chị nào thích bộ ba nào comment giùm em luôn nha. 331 này mẫu này 1.500.000. 331 mẫu này 1.500.000, mẫu hình kêu quạt. Đó, rất là xinh luôn mấy chị ơi. Đó, không phải là một mẫu hai mẫu đâu, bên em có rất là nhiều mẫu mấy chị. Đây em có bộ 3669 đây nè. Bộ 3669, bộ ba mặt trời nè, 2.050.000. 2.050.000 đồng một bộ nè. 3376 nữa nè. 2.050.000 đồng một bộ các chị. Đó, rất là nhiều mẫu mấy chị ở nha. Mà tại sao hôm nay em lại tập trung mấy cái mẫu đó em bán cho mọi người? Là những cái sản phẩm nó đang được giảm giá, mấy chị mua mấy chị lờ, mấy chị ngỡ ra. Đó, em á, lúc nào cũng muốn cái gì mà ưu đãi nhất dành cho các chị hết trơn á. Đây em có rất là nhiều mẫu mấy chị. Rồi, 2.050.000 đồng một bộ giùm em nha. 2.050.000 đồng một bộ các chị. Rồi đây em có bộ 3371 và bộ 36676 nữa nè. Đó, những cái sản phẩm cực kỳ đẹp mấy chị ạ nha. 2.050.000 đồng một bộ giùm em luôn. 3371 nè. Đó, 36676 nữa nè. 2.050.000 đồng một bộ giùm em. Rồi, chị nào yêu thích sản phẩm ngọc trai nào đó comment cho em nha. Em qua mẫu mấy chị ruột nha. Rồi, 2.050.000 đồng một bộ giùm em chị ạ nha. Rất là xinh luôn mấy chị. Nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Rồi em qua mẫu nha. Em qua bộ 3 mấy chị ạ nha. Em lên mẫu khác nha mọi người. Chị đặt bộ 3376 nhé. Hôm nay nhận hàng ai cũng khen đẹp rồi. Ok chị Ngọc hứa nè. Đây chị ạ nha, 3376 bên em, 2.050.000 giùm em chị ạ nha. 2.050.000 đồng bộ hoa tai chúc cài. Cho chị coi bộ 4 chai vàng. Đây này chị ạ nha, bộ 4 chai vàng chị ạ nha, là bộ 472. Bộ 472 ngọc trai màu vàng chị ạ nha, 2.050.000 giảm còn 2.000.000 mấy chị. Đó, bộ này là bộ to chị ạ nha, không phải là bộ nhỏ nhất nha. Có mẫu bông đơn giản không em cho chị xem? Dạ có chị ạ nha, em có mẫu bông đơn giản chị dẹp nha. Rồi đây bộ 472 giùm em luôn nè chị ơi, 2.550.000 em giảm còn 2.000.000. 2.000.000 đồng giùm em chị ạ nha, 2.000.000 đồng giùm em luôn bộ 472. Nhẫn dây chuyền hoa tai bộ này là bao đẹp chị ạ nha. Em thấy mình cũng đâu có nhỏ con đâu, mình xem mình thích mẫu nhỏ chị ruột. Em nhớ mình cũng hình như 50 kg, hơn 50 kg hay sao á. Em nhớ là em có bán hàng cho mình rồi, em nhớ là em có Zalo của mình luôn rồi. Đây nè chị ạ nha, đeo cái màu này thì ngọc màu vàng là ngọc sao si. Ngọc màu vàng người ta gọi là ngọc sao si các chị. Ngọc hiếm mọi người nha. Ngọc hiếm mấy chị. Trên Lam có đúng hai bộ ngọc màu vàng thôi. Không có hai bộ nắng ngọc vàng mấy chị, còn bấy nhiêu nắng ngọc trắng thôi mấy chị ạ nha. Đó, chị nào có màu trắng rồi thì mua cho mình một cái bộ màu ngọc vàng nè. Đây mấy chị ạ nha. Rồi bộ 472 em đang đeo ngọc trai màu vàng, ngọc sao si mấy chị. Ngọc sao si, ngọc trai vàng mọi người nha. Rồi 2.550.000 giảm còn 2.000.000. 2.550 giảm còn 2.000.000 chị ạ nha. Đây rất là xinh luôn. Em lên bộ 4 xong em lên hoa tai cho mình nha chị kia. Chị Kim Xuân nha. Rồi hoa tai này chị ạ nha, bông chúc đẩy sát tai ngọc trai màu vàng chị ạ nha. Đây ngọc trai màu vàng mấy chị. 2.550.000 đồng một bộ, em giảm còn 2.000.000. 2.000.000 đồng mấy chị ạ nha, chỉ có 2.000.000 thôi. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử chị ạ nha. Bộ này từ 50 kg trở lên đeo rất là đẹp mấy chị. Đó, giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán mấy chị ạ nha. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán giùm em nha. Rồi thích mẫu này comment giùm em chị ruột nha. Đó, bữa em nhớ chị chốt bộ 4 xong rồi cái xong cái chị mất tiêu luôn. Đó, kiếm gần chết luôn, em nhắn tin Zalo chị cũng không trả lời luôn. Đó, em gọi điện chị cũng không nghe máy luôn, em biết mà. Em bán hàng chị một lần rồi. Đó, sản phẩm anh em chị có mua rồi đó chị. Chị biết sản phẩm rồi đó nha. Có thích sản phẩm này thì lên số điện thoại luôn cho em nha. Nói chung là các chị mua một lần mấy chị ạ nha, ít nhất là một lần các chị thì em sẽ có ấn tượng mấy chị ạ nha. Tại vì em mấy chị ạ nha là người trực tiếp đóng hàng, gỡ hàng đi cho các chị. Và em cũng là người trực tiếp điều những cái đơn hàng bưu tá ra cho mọi người. Đó,
cho nên các chị mua hàng bên em một lần thôi em đã nhớ rồi mấy chị nha, có một cái ấn tượng mấy chị đó, cho nên là mấy chị cứ yên tâm đi, khách quen nhìn nó biết hết trơn mọi người nha. Đó, khách hàng thân thiết bên em nè, những chị nào là khách hàng thân thiết bên em mấy chị cầm em một cái một lần nhớ liền mấy chị nha, đôi khi số điện thoại nào đẹp đẹp em còn nhớ luôn á mấy chị. Rồi thích bộ này lên số điện thoại em chị nha, hôm bữa là lên số điện thoại chốt bộ kia rồi đó, rồi xong có mất tiêu mất tích luôn rồi đó, hôm nay có lấy bộ màu hộp vàng này cho em xin số điện thoại nha. Rồi em lên bộ bông đơn giản cho chị gái xem luôn nè. Rất là đẹp giùm em luôn nha. Rồi bây giờ em lên bông tai ngọc trai mấy chị gái nha. Còn chị Ruột ơi có thích cái bộ cái mẫu mẫu bộ 4 thì comment cho em nha. Đó, em biết là chị đang thích cái bộ 4 nào rồi. Hay là lấy bộ 4 mà 3341 nè, bộ này hôm nay giảm còn 950 nhưng mà nó không có cái kiền. Đó, 3341 giảm còn 950 thì chị không có cái kiền nha. Cái kiền tam đang bán là 1,5 triệu á. Cái kiền tam đang bán là 1,5 triệu chị nha. Bộ này em bữa chị đặt nè. Đó. Gỡ dây chuyền cho chị chưa? Dạ em gỡ rồi chị bà Bảy ơi. Chị bà Bảy ơi em gỡ hàng rồi. Chị mua bên em 3 lần rồi. Đúng rồi, bởi vì cho nên là em nhớ mà. Em nhớ là em có nói chuyện Zalo với mình luôn đó chị. Rồi có lấy bộ vàng comment cho em nha. Đó. Có lấy bộ vàng comment cho em chị gã nha. Đó, có lấy bộ vàng thì comment cho em luôn. Còn hôm bữa là chị mua, chị đặt cái bộ này với kiền tay này chị. Cái bộ này hôm nay em giảm còn 950 nha. Bộ 3 hôm nay em giảm còn 950 chị gã nha. 341 này 950. 341 950 chị gã nha. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn, 950 giùm em. Đó, thích bộ này comment cho em 341 nè chị, 950 nha, cái kiền là 1,5 triệu. Đó, hôm bữa giảm sâu quá chị không chịu mua, đúng không? Đó, chốt đơn rồi xóa mất tiêu cái comment không biết đường luôn. Rồi chị Ngừa Ngô có chốt bộ 4 comment cho em nha. Đó, chốt bộ 4 comment cho em luôn, bộ 4 hôm nay còn có 2 triệu rồi chị. Chỉ còn có 2 triệu thôi chị ạ nha. Đó, hôm nay chốt đơn là còn được giá 2 triệu. Ngày mai lên chốt đơn chưa chắc còn giá 2 triệu. Tại vì bên em cũng không biết ngày mai có giảm không nữa mấy chị. Cho nên là thích mẫu nào rồi chọn mẫu liền cho em nha. Đó. Còn đơn của chị bà Bảy em gửi rồi nha. Nhớ canh điện thoại chị gái nha. Bu tá điện nghe giùm em là được rồi. Đó, có số điện thoại, có thông tin, địa chỉ hết rồi em gửi luôn nha. Bu tá gọi điện nhớ nghe máy giùm em nha. Hôm bữa là mua được giá giảm đó. Không nhận hàng là tiếc dữ lắm luôn nha. Hôm nay là hết chương trình giảm rồi đó. Nha chị bà Bảy nha. Em nhớ chị đặt cái gì luôn mà. Rồi chị nào thích mẫu nào comment giùm em mọi người nha. À, chị đặt bộ 472 ngọc trắng ok chị đẹp luôn nha. Đây 472 có hai màu nè chị, màu trắng và màu vàng này, ok chốt đơn chị gái luôn nè. Hôm nay chị mua giá nó có hàng còn có 2 triệu rồi chị. Đó. Hôm nay 2.550 em giảm còn 2 triệu. 2.550 em giảm còn 2 triệu, em chốt đơn cho chị Phú Gia nha. Em chốt đơn cho chị Phú Gia nè. Rồi còn chị nào lấy cái mẫu này nữa thì comment giùm em nha. Đó, rất là xinh luôn mấy chị, 2 triệu đồng một bộ giùm em 472. Chị Ngừa Ngô này chị đeo mẫu này đẹp nè chị. Mình cũng đâu có nhỏ con quá đâu, mình lấy cái bộ nhỏ xíu xíu đúng không? Đó, vừa mình lấy cái bộ này nè chị, hổng gà mua ngọc trắng rồi, hôm nay mình đổi đi. Mình đổi ngọc vàng đi. Bốn năm tám vòng tay chặt đổi vòng lớn cho mình. Rồi ok chị Lộc Phượng này, chị nhận hàng chưa chị Ruột ơi? Chị nhận hàng thanh toán chưa chị? Để em biết đường em, để em biết đường em làm chị hả nha. Ví dụ như mà cái vòng tay chặt đó chị có thể nhận hàng xong đó, rồi bên em sẽ bưu tá sẽ gửi cái kiền tay về bên em đổi size lớn hơn cho chị đó. Chị nhận hàng chưa chị gái? Rồi ok ni kiền 57 nhận 1.7 ok em chốt đơn cho chị Phú Gia nè, 2 triệu đồng bộ 472 ngọc màu trắng ok chị gái nha. Rồi chị nào chốt mẫu này nữa comment giùm em nha, 472 giùm em mấy chị. 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu đồng. 2.550 giảm còn 2 triệu mấy chị ơi. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em nha, rất là đẹp mà cũng như rất là xinh nha mấy chị nha. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi mã sản phẩm kèm số điện thoại em chốt đơn. Đó, ai thích mẫu này comment giùm em. 472 nha. Em qua mẫu được chưa mấy chị Ruột ơi? Đó. Cho chị coi bộ 470. À chị Mến Nguyễn đúng rồi chị ơi. Thích bộ khóa cài là chỉ có 470 thôi chị ơi, trong tất cả các bộ 4 bên em luôn. Cái bộ này nó đẹp muốn xỉu luôn á chị, em nói thiệt luôn á. Đá của nó nè, đá long lanh lóng lánh là nó là chốt cài nè chị. Hôm nay nó còn đang được giảm nè. Hôm nay nó còn đang được giảm có chị 2 triệu đồng.
nha. Hôm nay còn đang được giảm mấy chị ơi nha, chốt liền cho em mấy chị ơi, để nó hết chương trình giảm là chết liền luôn á. Bữa chị quên xin cặp tích nhựa silicon, năm ngoái mua hai bộ nụ mà mất cái đó, giờ đeo nó bị tuột ra hả? À nên chị hả nha, cái nụ ơi xíu chị bóp lại nha. Ai kêu bữa không nói, nói là bên anh cho rồi, tưởng đâu có gì silicon cho hết nha. Hôm bữa chị không chịu nói là bên em cho rồi. Rồi 470 giùm em chị cả nha, 2.550.000 đồng một bộ này chị Mến Nguyễn nè. Ê chị ơi, cái bộ này đẹp lắm chị ơi, nó long lanh nha. Nó long lanh cho em chị cả nha, nó đẹp dữ lắm luôn á chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai, cái kiềng cầm muốn nổi luôn. Cầm muốn nổi luôn mấy chị, nó gỉ xuống không mọi người nha, bạc nặng lắm nha. Bạc nó dày mấy chị, cái kiềng nó dày mọi người nha. Rồi 2.550.000 em giảm còn 2.000.000 bộ này. 2.000.000 đồng giùm em. 2.000.000 đồng giùm em chị cả nha, để em đeo thử cho. Đó. Hôm bữa tư vấn cái bộ này phá cài rồi nè, không chịu đâu. Bộ này đẹp chị nha. Các chị mua hàng bên em rồi về mà đeo thử ha. Ai mà chê quay lại đây mắng vốn em mấy chị, em nói thiệt với mọi người luôn á. Cái sản phẩm nó đẹp lung linh kiểu này là không chê vào đâu được nha. Không chê vào đâu được các chị nha, cái câu này là của khách nói không phải em nói mấy chị. Cái câu này là của chị khách nói chứ không phải em nói đâu mọi người. Đó, hàng ngọc trai song long chuẩn không chê vào đâu được. Đó, đẹp quá không chê vào đâu được các chị. Nhận hàng cứ gì kiểm tra đeo thử giùm em mấy chị. Hàng tới em cho mình đeo thử hết mọi người nha. Rồi 2.550.000 đồng bộ này em giảm còn 2.000.000, bộ này khó cài này chị, nó phù hợp với mình luôn á chị gái nha. Bộ này là từ bốn mấy 50, 60, 70 ký đều đeo được hết cho em nha, em có đủ đi size luôn. Cái bộ này là hôm bữa nha, khách đến cửa hàng em mua luôn á mấy chị, đẹp lắm. Hỏi chị ơi chị mua, nói em ơi em lựa cho chị một cái bộ bông khóa cài nha, bông khóa cài nha chị, về quê ăn cưới đó. Ở từ trước tới giờ chị ở bên ở quê chị đeo vàng nhiều quá rồi, bây giờ mình đi Phú Quốc phải có cái gì thay đổi chút xíu em đó. Em lựa chị một cái mẫu chút cài đi, chị đi ăn cưới đây, lấy luôn cái bộ này mấy chị, vừa đeo lên là ưng ý, thanh toán tiền luôn mọi người nha. Tại vì sao mấy chị nha, cái bộ này nó quá đẹp mấy chị, nó lung linh luôn mọi người nha. Đây cái đá nó to mấy chị đó, chiếc vòng lớn chị đeo vừa không vừa chị ruột ơi. Cái kiềng này nè chị, cái size ở trên like á là cái size để cho em đeo, em đeo kiềng 54, phải để kiềng 54, 55 cho em đeo mấy chị. Còn khi mà mấy chị chốt đơn á là em lấy những cái sản phẩm ở kho mấy chị nha. Đó, em gửi hàng đi cho mọi người. Thì cái sản phẩm bên em nó sẽ có ni từ 48 nè, 48, 49, 50, 52, 54 tới ni 60. Đó, cho các chị làm theo ni tay của khách hàng, chứ không phải là lấy cái sản phẩm em đang đeo mà gửi cho các chị nha. Những cái sản phẩm ở trên like là làm theo cái ni tay của em. Đó, để em like cho mọi người, em đeo cho nó phù hợp cho các chị xem thôi. Còn khi mà gửi hàng là bên em làm theo size tay của khách hàng, size nhũng, size dòng là làm theo tay khách hàng mấy chị. Chứ lấy cái size của em sao mấy chị đeo vừa, đúng không? Đó, khách lợi hàng cửa hàng mua cũng vậy mấy chị nha, lấy size của khách hàng chứ không phải lấy size của em. Rồi chị Mến Nguyễn lấy bộ này lên số hội cho em nha, hôm nay em giảm còn có 2.000.000 rồi chị. Đó, nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em nha. Còn nếu như mà chị sợ cái kiềng không vừa, chị lấy cái thước dây may đồ á, chị quấn quanh cái cổ tay giùm em, đo giùm em được bao nhiêu cm. Đó, bên em sẽ làm cái kiềng tay y chang cái cổ tay của chị, là chị sẽ đeo vừa vậy nha. Rồi bên em bán hàng hơn 10 năm nay mấy chị, cái kinh nghiệm này bên em có thừa nha. Khẳng định với mấy chị luôn, cái kinh nghiệm này bên em có thừa mấy chị. Tùy theo cái chiều cao cân nặng là bên em đã lấy được size tay cho khách hàng rồi nha. Rồi chị Mến Nguyễn chốt bộ này lên số hội em 2.000.000 đồng mấy chị. 2.550.000 đồng em giảm còn 2.000.000. Nhận hàng cứ việc kiểm tra đeo thử giùm em, đeo vừa thì nhận, không vừa cứ gửi lại em làm lại mấy chị nha. Đó. Rồi 470 kèm số điện thoại cho em luôn, 2.550.000 giảm còn 2.000.000 nha mọi người nha. Đó, không ai biết được ngày mai đâu mấy chị. Hôm nay các chị có thể làm được, mình có điều kiện mình làm được, mình muốn mình đẹp, mình muốn được sở hữu ngọc trai. Đó mà đang có điều kiện các chị nha, mình cứ việc làm theo ý thích mấy chị. Đó, mình làm theo ý thích các chị nha. Mình thích mấy chị, những cái vấn đề mà phụ nữ thích mấy chị nha. Khi mình làm những cái việc mà mình thích mấy chị, mình cảm thấy rất là hạnh phúc mọi người nha. Thì mình hạnh phúc và mình vui lúc nào mình cũng trẻ đúng không mấy chị? Mình trẻ hay lúc nào mình cũng đẹp mọi người nha. Đó ha, cho nên là tranh thủ giùm em luôn, đang thích sản phẩm này, đang mê sản phẩm này, có điều kiện để sở hữu sản phẩm này. Đó, chốt đơn về cho em nha. Rồi 470 kèm số điện thoại em chốt đơn các chị, 470 giùm em. Rồi ok chị Mến Nguyễn nè. Ok chị gái nha, em gửi cho chị một bộ luôn, thể có 2.000.000 chưa, đẹp lắm nha mọi người nha.
cái uy tín ở đây là các chị mua được sản phẩm thật nha, bạc thật, ngọc trai thật. Rồi em quay cam xong test thử ngọc cho mọi người luôn nè. Cái này là cái cách em chỉ cho mọi người, em hướng dẫn cho các chị để biết cái, cho các chị biết là test thử ngọc trai nó như thế nào. Các chị mua của em cũng được, không mua của em cũng được. Em muốn cho các chị biết phân biệt ngọc thật, ngọc giả, để khi sau này mình có mua sản phẩm mình không có bị nhầm mấy chị nha. Đó, cái này là em chia sẻ kinh nghiệm thôi. Em biết cái gì thì em cho các chị biết cái đó nha mọi người nha, về trang sức nè. Rồi ok, em chúc cho chị Thục Quyên luôn nè. Đó, chị Thục Quyên lấy bộ 470 gửi địa chỉ cũ. Ok chị đẹp nha. Đó, giới thiệu bạn bè, người thân thêm giùm em mấy chị, chia sẻ like giùm em. Rồi ok chị Ngô Thị Thò. Rồi chúc bộ 470 lên số hội em. Chị đây bộ này đẹp, em nói thiệt luôn á. Chứ tự nhiên đi kiếm bộ nhỏ nhất làm chi. Đó, tướng em với tướng chị nó ngang ngang nhau mà. Em đeo đẹp là chị đeo đẹp nha. Rồi lên số điện thoại em chúc đơn luôn chị ruột nha. Lên số hội em luôn, quá dễ thương mấy chị. Đó, rồi chúc mừng các chị gái luôn. Hôm nay chúc được bộ 4 với giá 2 triệu. Thật sự mấy chị nha, cái giá 6 năm mới giảm một lần. Rồi bây giờ em sẽ quay cam sang test ngọc cho mọi người nha. Sớm giờ em test trên dưới chắc hơn 5 lần mấy chị nha. Nhưng mà hôm nay em test nữa mấy chị gái nha. Tại vì sao? Có những chị khách mới vào chưa có biết phân biệt ngọc trai. Đôi khi lướt lướt trên mạng mấy chị nha. Đó, thấy ngọc rẻ quá mua mấy chị. Về nhựa không à nha, sử dụng được lần hai lần là xong luôn rồi đó. Rồi bây giờ em test thử ngọc trai cho mọi người nè. Đây ví dụ như các chị mua cái đôi bông đi. Ví dụ như mọi người nha, lấy cái này cho mau mấy chị. Đây, khi các chị mua cái đôi bông nè, mình lấy hai viên ngọc trai mình cà với nhau mấy chị nha. Đây là cách test ngọc nhanh nhất mấy chị nha, mình cà với nhau nè. Nó sẽ cho ra một cái lớp bột ngọc trai, các chị thấy không? Đó, mình lao qua mấy chị ơi, cứ lao qua giùm em. Đó, nó sẽ không có bị chảy. Đây là cách test ngọc thứ nhất các chị nha. Cách test ngọc thứ hai, các chị có thể cà vào gương. Đây em lấy cái gương em cà cho mấy chị luôn nè. Chuẩn bị sẵn luôn cho mọi người á. Đây chị gái nha. Đó, khi mà mình mua cái sản phẩm bên em các chị nha, muốn biết nó là ngọc thật hay ngọc giả, mua của ai cũng được mấy chị nha. Test thử ngọc giùm em mấy chị nha. Đó, mình lấy cái cọng dây nè. Ví dụ như ở đây em đang lấy cọng dây chuyền mấy chị, cà vào gương nè. Đó, thấy không? Nó sẽ để lại một lớp bột ngọc trai trên gương. Cái gương của em rất là sạch nha mọi người nha. Đây, cà vào gương các chị nha, nó sẽ để lại một lớp bột ngọc trai trên gương. Đây mọi người nha. Đó, cho nên là các chị cứ việc yên tâm giùm em mấy chị nha, nhận hàng cứ test ngọc em. Mấy chị có cái hàng mũ mà nó ra bột chứ mấy chị? Có cái hàng mũ, hàng nhựa mà nó ra bột chứ mọi người nha? Không có mấy chị ơi. Nha, hàng nhựa là nó không có bột ngọc trai. Cái này để em hướng dẫn cho mọi người. Đó, để cho các chị biết thêm về cái cách test ngọc trai. Rồi chị Ngô thì chị Thị Ngừa Ngô nè, cho em xin số hội chút đơn chị gái nha. Rồi lên số hội chị gái ơi, lên số hội cho em luôn. Đó, lên số hội giùm em chị gái nha, để em chút đơn cho mình luôn chị đẹp nha. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi, còn chị nào thắc mắc về ngọc trai nữa thì cứ gì comment cho em. Khi các chị mua sản phẩm bên em thì bên em có bảo hành cho mình là 3 năm chị ạ nha. Đây, bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm các chị. Trong mỗi hộp hàng bên em đều gửi kèm cái thẻ bảo hành là 3 năm cho mọi người luôn. Rồi, chị nào thích bộ này comment giùm em nha. 470 kèm số hỏi một chút đơn. Nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em. Đúng mẫu đúng như trên like mới phải nhận hàng, có thể bảo hành thì nhận hàng giùm em nha mọi người nha. Đây cả bộ 4 món như này. 470 ok chị Trang dạ nè. Em chốt thêm cho chị Trang dạ bộ 472 hả? Rồi ok chị gái luôn nha. Rất là sang giùm em mọi người nha, em lên bộ 472 cho các chị xem nè. Bộ em đang đeo là bộ 470 nha các chị. Bộ em đang đeo là bộ 470 khóa cài nha mọi người nha. Đẹp lắm. Cái mẫu này đá nó to mấy chị nha, cho nên nó rất là sáng nha mọi người nha. Rồi mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em chị gái nha. Rồi các chị mua ngọc trai các chị nha, nhớ là phải biết phân biệt ngọc trai các chị để mua được hàng thật, hàng chất lượng mọi người nha. Cơ sở ngọc trai Song Long Phú Quốc bên em thì đã bán hàng hơn 10 năm nay các chị. Đó, bán hàng hơn 10 năm nay các chị nha. Cái chất lượng và cái uy tín thì nó sẽ luôn luôn đứng đầu các chị. Rồi còn chị nào yêu thích sản phẩm nào nữa cứ gì comment bên dưới giùm em. Đó, 470. Rồi 470 giùm em luôn nha. Rồi chị Trang dạ lấy được thêm bộ 472 nè. Đây 472 là khóa đẩy mấy chị. Đây 472 là khóa đẩy mọi người nha. Tội mẫu này cực kỳ sang luôn mấy chị. Hạt ngọc trai quá là hạt ngọc trai màu trắng hồng giùm em luôn. Đó, bảo hành cho các chị là 3 năm nha. Nhận hàng cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán luôn. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Chia sẻ like giùm em mọi người nha. Bộ 472 giùm em. Rồi ok, em chúc đơn cho chị Nguyễn Di nè.
Rồi chị Nguyễn Di lấy bộ 472, ok chị gái luôn. Trời ơi cái bộ này nó đẹp mấy chị ạ nha. Cái chị nào mà to mấy chị ạ nha, cái ngón tay mình to mấy chị, mình làm lụng vất vả vanh năm ngày tháng mấy chị ạ nha. Đó cái ngón tay của mình to mấy chị, đeo chiếc nhẫn này vô nè, nó ôm cái ngón tay mấy chị ạ nha, không còn thấy cái ngón tay nó to nó thô mấy chị. Mà chị thấy ngón tay mình nó dịu dàng là nó đẹp hơn mọi người nha, có điểm nhấn rồi nha. Rồi em đeo thử cái bộ này cho các chị xem nha. 2.550.000 đồng hôm nay em giảm luôn cho mấy chị ạ nha, còn 2 triệu nữa mấy chị. Chỉ có 2 triệu đồng sở hữu được một cái bộ sản phẩm ngọc trai như này. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc nha mọi người nha. Ngọc trai Song Long Phú Quốc các chị ạ nha. Chất lượng tạo nên thương hiệu mấy chị, bên em bán hơn 10 năm nay mọi người nha. Từ ở cửa hàng cho tới trên live luôn là hơn 10 năm nay các chị. Đó, chất lượng tạo nên thương hiệu mấy chị ạ nha. Khi nói đến ngọc trai Song Long Phú Quốc là ai cũng biết mấy trơn mấy chị. Đó. Thấy bên này nó bán hàng quá nhiều nè. Đó, không bé này bán xong rồi tới con bé kia bán đúng không? Đây, rất là xinh giùm em luôn mọi người nha. Rồi 472 giùm em luôn mấy chị. 2.550.000 đồng một bộ, em giảm còn 2 triệu nha. Rồi bộ 472. Có chị nào thích bộ này không mấy chị? Đây, kiềng nè, nhẫn dây chuyền hoa tai nè. Rồi chị Ngừa Ngô, hình như mình chưa cho em xin số điện thoại đúng không chị Ngừa Ngô? Đó, nếu như mình ngại nhắn tin số điện thoại trên live chị rồi. Mình ngại nhắn tin số điện thoại trên live á, mình alo cho em nha. Đó, mình mua hàng bên em 3 năm rồi, mình biết số điện thoại bên em rồi. Em cũng có các bạn Zalo với mình rồi. Nếu như mà chị có thiện chí mua hàng chị á nha. Đó, mà mình không muốn để lại số điện thoại trên live. Đó, chị có thể alo cho bên em hoặc là nhắn tin cho bên em giờ này cũng được chị á nha. Đó, bên em sẽ có nhân viên chốt đơn cho chị. Chứ chị đặt hàng mà chị mất tiêu hoài, em kiếm chị hoài chị gái ơi. Đó, buồn dễ sợ luôn á. Rồi, chị nào thích mẫu này thì comment giùm em mọi người nha. Rồi, đây em có một cái sản phẩm em đang đeo mọi người nha. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai. Đó, 2.550.000 đồng, em giảm còn 2 triệu, bộ 472. Rồi, chị nào chốt bộ này comment giùm em nha. Bình thường em bán là 2.550.000, tại cái livestream ngày hôm nay em giảm cho mấy chị chơi lớn luôn, còn 2 triệu thôi. Chỉ có 2 triệu đồng cái bộ này thôi các chị, đẹp giùm em nha mọi người nha. Rồi chị nào thích comment giùm em luôn, 472 mấy chị ơi, 2 triệu đồng. 2 triệu đồng bộ 472, ai chốt comment giùm em. Hôm nay đặt hàng 3 đến 5 ngày sau là nhận được sản phẩm giùm em luôn, 472 mấy chị. 472 kèm số hỏi em chút đơn nha. Rồi còn ai muốn em lên cái sản phẩm gì nữa nói em nha mọi người nha. Đây hôm nay là bộ 4 với bộ 3 là siêu giảm giá nha mấy chị. Bộ 4 với bộ 3 là siêu giảm giá nha mọi người nha. Rồi 2.550.000 đồng, chị nào thích đơn giản hơn lấy bộ 471 này chị. 471 có đơn giản hơn nha. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng, giảm còn 2 triệu. Đó, 471 nha. Rồi em qua mẫu bông tai nha mọi người nha. Có chị nào thích bông tai thì comment cho em. Đó, em lên bông tai cho cái chị kiểu sao ta, thay đổi mấy chị nha, thay đổi không khí mấy chị. Thay đổi không khí mọi người nha. Hay trước khi lên bông tai em lên lại một số bộ 3 cho các chị nè. Đây bộ 3 ngày hôm nay nó giảm sâu quá mấy chị ơi, giảm gần 50% các chị. Đây em có bộ 3668 mấy chị ơi, mẫu này là mẫu hình hoa mai nha. Hoa mai bên em mấy chị ở nha, ngọc trai trắng ánh hồng luôn. Bộ này bên em đang có mức giá là 2.050.000, giảm còn 1.100.000 nha. 1.100.000 đồng đó mấy chị, được 3 món rồi nè. Nhẫn dây chuyền hoa tai 1.100.000 một bộ. Nhẫn dây chuyền hoa tai 1.100.000 một bộ 668 nè. Mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em chị ạ nha. Rồi đây em có bộ 3341 mấy chị. 3341 bộ 3378 chị ạ nha. 1.500.000 đồng đang giảm còn 950.000 luôn. Đây mấy chị ơi, quá xuất sắc giùm em luôn mọi người nha. Ngày hôm nay chị nào mà mua được hàng bên em tại cái livestream này rất là ưu đãi mấy chị. Đang có một cái chương trình giảm giá siêu ưu đãi mọi người nha. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang nha. Rồi bây giờ em lên hoa tai cho các chị tham khảo mẫu nè. Hoa tai nhà bên em là bao đẹp luôn mọi người nha. Em có hoa tai 130 chút cài bên em ngọc trai trắng ánh hồng. Mẫu này là 700 một đôi mấy chị ạ. Hoa tai bên em 700 một đôi 130. 700 một đôi 130 bên em ngọc trai trắng ánh hồng mấy chị, 700 một đôi. Còn cái mẫu đẹp đẹp này mấy chị ạ nha, thấy đẹp không mấy chị? Mấy chị thấy mẫu này đẹp không? Đây là mẫu bông tuyết bên em mọi người nha, ngọc trai tròn mấy chị. Ngọc tròn tầm 10 đến 11 ly. 10 đến 11 ly mấy chị ạ nha. Mẫu này bên em là 3 triệu một đôi mấy chị, học hồng ánh tím. 3 triệu một đôi mọi người nha, cái ngọc nó tròn xoe mấy chị nha, rất là sang cho em luôn. Còn nếu như mà chị nào mua được cặp ngọc tròn xe này mà ngọc nhựa mấy chị, ngọc nhựa nó bán nha tại thị trường có trăm mấy chục ngàn đôi. Đó, còn cái này là ngọc trai thiệt mấy chị ạ nha, 3 triệu một đôi đó mấy chị. Tại vì ngọc Akoya mấy chị ạ nha,
ngọc chai Akoya nó chỉ cho ra viên ngọc tầm khoảng ta 6 cho đến 8 ly thôi, là cái size chuẩn mấy chị, cái size trung bình á. Còn những cái size mà nó to hơn mấy chị á nha, đó thì nó sẽ có giá thành cao hơn mấy chị, đó là ngọc chai. Còn nếu như mấy chị ngọc nhựa, mấy chị nha, ngọc nhựa người ta đổ khuôn mấy chị, có những cái cọng chuỗi mấy chị nha, nó bự to chà bá luôn, nó có mấy chục ngàn mấy chị, cả trăm ngàn là cùng mấy chị nha, đó là hàng nhựa mấy chị nha, hàng nhựa đeo nó cho bong chóc hết trơn mọi người nha. Rồi đây em có đôi 105 mấy chị, mẫu này là 500 một đôi chút cài bên em, ngọc trai trắng anh hồng 105 mấy chị nha. Bên ngoài nó có viền đá là bên trong đính ngọc trai rất là sang luôn. Hoa tai bên em, chị nào thích hoa tai comment hoa tai cho em nha. 105 kèm sơn hội cho em luôn, 500 một đôi 105 các chị. Rồi 101 giùm em các chị nha, mẫu này cũng là 500 một đôi luôn nè, 101. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng anh hồng giùm em, bông khóa cài. Cái khóa của bên em mấy chị, từ cái bạc cho tới cái ngọc cho tới cái khóa luôn mọi người nha, bên em làm rất là cẩn thận mấy chị, rất là dày dặn mấy chị nha. Đó chứ không phải như mà hàng ngoài chợ mà lỏng lè lỏng ép mấy chị nha, đeo bữa với hai là xong mấy chị. Đó sản phẩm nhà em là bao cho mọi người luôn nha, mở hàng ra xem được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em 101 mấy chị. Rồi em có hai tay 147 nè, 147 bên em ngọc trai trắng anh hồng mấy chị nha, mẫu này bên em là 500 một đôi, 500 một đôi giùm em luôn mấy chị. Chị nào thích hoa tai comment hoa tai cho em nha. Đó, nhận hàng được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Rồi tranh thủ chút đơn mấy chị nha, bên em còn khoảng hơn 30 phút nữa bên em kết thúc like mấy chị nha, tranh thủ mọi người nha. Rồi 171 chút cài bên em ngọc trai trắng anh hồng luôn, mẫu này 500 một đôi, thợ mẫu này nó đẹp mấy chị, rất là sang nha mọi người nha. Mẫu này đính đá mấy chị, nó đính đá đẹp mấy chị nha, đá to mấy chị, sáng lắm, đeo lên tay cực kỳ sang cho em nha. Rồi 171 nha, 500 một đôi, chất liệu là bằng bạc kết hợp với ngọc trai. Sản phẩm bên em là bạc kết hợp với ngọc trai cho nên các chị đeo cứ việc yên tâm giùm em. Đeo không đen cũng như là nó sẽ không gây kích ứng da cho mấy chị nha. Càng đeo càng đẹp càng sang cho em thôi. Rồi có hoa tai 113 mấy chị, mẫu này giống hoa tai trong bộ 4 á. Cái mẫu này là 500.000 đồng một đôi chị á nha, 500.000 đồng một đôi giùm em mấy chị ruột nha. Giao hàng tận nơi tận nhà được kiểm tra và được đeo thử luôn, 116 nè mấy chị. Đó, 600 một đôi mấy chị ruột ơi, 600 một đôi giùm em mọi người nha. Đây 116 giùm em. Giao hàng tận nơi tận nhà được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán luôn. Đó, rất là xinh giùm em chị ạ nha. Rồi 206 nè mấy chị, 117 mấy chị ạ nha. Đó, 500.000 đồng một đôi giùm em luôn. 500 một đôi giùm em luôn chị ạ nha. Rồi mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em luôn mấy chị, quá dễ thương nha. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang mọi người nha. Ngọc trai bên em là ngọc trai được nuôi cấy hoàn toàn nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc luôn. Rồi 500.000 đồng một cái đôi hoa tai bên em mấy chị. Ai thích hoa tai cứ gì comment cho em nè, 108 nè mấy chị. Đó, 104 nữa nè. Trời ơi 500 đôi mấy chị ơi. Đó rất là xinh cho em luôn nè. 108 và 104 nha. 500 một đôi bên em ngọc trai trắng anh hồng, 500 một đôi, 108 và 104. Rồi 103, 112 này các chị, rồi rất là nhiều mẫu hoa tai mấy chị nha. Cơ sở ngọc trai Song Long Phú Quốc bên em đã cho ra đời hơn 10.000 mẫu mã sản phẩm trang sức ngọc trai đẹp nha mấy chị. Hơn 10.000 mẫu mã sản phẩm mấy chị nha, một con số không phải lớn đâu. Đó, đưa ra thị trường hơn 10 năm nay khách hàng nào cũng chuộng hết mấy chị. Rồi 112, 103, 124 luôn. Đó, 500 một đôi giùm em mấy chị. 500 một đôi giùm em luôn chị nha. Bảo hành 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán mấy chị. Rồi cái này là đôi mông bao nhiêu ta? Rồi 151 nè, 500 một đôi nè, 189 thế này mấy chị. 500.000 đồng một đôi giùm em luôn nha. Giao hàng tận nơi tận nhà được kiểm tra và được đeo thử sản phẩm trước khi thanh toán mấy chị. Rồi 500.000 đồng giùm em luôn, chị nào chốt comment. Đó, 500 một đôi nha. Bên em là cơ sở ngọc trai Song Long đang ở Phú Quốc Kiên Giang mọi người nha. Rồi 151 hoa tai 89 luôn mấy chị gái nha. Đó, ai thích mẫu này thì comment giùm em, rất là xinh luôn nè. 107 là 700 nè mấy chị. Đó, 107 là 700.000 đồng. 178 là 500.000 đồng mấy chị gái nha. Rồi em lên mẫu toàn ten nè mấy chị. Đó, đây là những cái mẫu sát tay thôi. Còn mẫu toàn ten mấy chị gái nha, em nói rồi tới 10.000 mẫu mã sản phẩm ngọc trai đẹp mấy chị. Bán từ xưa đến nay mọi người nha. Rồi bây giờ em lên toàn ten nè mấy chị.
Đây em có hoa tai 119, chúc ngày toàn ten bên em, ngọc trai trắng anh hồng mọi người nha, 700 đôi 119, 700 đôi 119 chị ạ nha. Rồi ok chị Gia Trần nè. Đó, chị Gia Trần lấy cái hoa tai cái gì 107 nè, ok chị ạ nha, cái này là 700 đôi em luôn. Mẫu này sang lắm mấy chị ơi. Cái mẫu này đính đá, nó full đá luôn mấy chị. Em đeo thử cho mọi người nha. Em đeo thử cái mẫu này mấy chị ạ nha, đợi em xíu nha. Em đeo thử cái mẫu này cho các chị tham khảo này, nó đẹp muốn xỉu luôn mọi người nha. Đó, nó phải đẹp bình thường mấy chị. Full đá luôn nha. Những cái mẫu này rất là dễ đeo mấy chị. Hoặc là các chị nào mà muốn mua làm quà mấy chị nha. Mình muốn tặng quà cho một cái ngày lễ gì đó, cho mẹ, cho chị gì đó mấy chị. Đó, một cái ngày nào rất là quan trọng mấy chị nha. Nhưng mà thật sự là bây giờ là không biết tặng cái món gì, thì em gợi ý cho mấy chị nhỏ nha. Mình mua ngọc trai tặng đi mấy chị nha. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng ánh hồng giùm em chị ạ nha. Rồi 107 giùm em luôn. 107 giùm em luôn mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em mọi người nha. 107 giùm em luôn mấy chị. Đó, đẹp giùm em luôn nha. Giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán chị nha. Trời ơi, mẫu này 700 nha. 445 bao nhiêu hả? Rồi em chào chị Trang Hà luôn nha. Dạ, 445 bên em đang giảm chị nha. 2.550.000 em giảm trực tiếp tại livestream ngày hôm nay còn 2 triệu. Chỉ có trong ca live này mới có giá 2 triệu nha. Em tắt live rồi nó là 2.550.000. Rồi em lên mẫu bộ 4 cho chị xem nha. Còn chị nào đang quan tâm tới những cái sản phẩm hoa tai toàn ten bên em, comment bên dưới em lên mẫu với chị. Sớm giờ em lên sát tay em chưa lên toàn ten. Đó, ai thích toàn ten comment bên dưới em lên tiếp toàn ten với chị. Quan tâm tới sản phẩm nào em lên sản phẩm đó trước mọi người nha. Rồi 107 chút đơn đây này chị ạ nha, bộ 445 này chị. Bộ này bên em 2.550.000 đồng. Tại live ngày hôm nay em giảm cho mấy chị còn 2 triệu đồng mấy chị ạ nha. Bộ 445 bên em là một cái mẫu sản phẩm ngọc trai rất là đẹp luôn. Hạt ngọc trai của nó là hạt ngọc trai màu trắng hồng, kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai. 2.550.000 đồng một bộ giùm em nha, 445 các chị. Giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán chị nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em mọi người nha, rất là xinh mấy chị. Đó, mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em luôn mọi người nha. Rồi ai thích mẫu này comment giùm em, đẹp quá mấy chị ơi, 445 nè. 2.550.000 đồng em giảm trực tiếp tại livestream ngày hôm nay còn 2 triệu mấy chị. 2 triệu đồng giùm em mọi người nha. Hôm trước chị hỏi vòng tay ngọc đen chị muốn rồi, em chào chị Nhung Mỹ luôn nha. Mình gọi trực tiếp về số điện thoại em đang ghim dưới màn hình luôn đi chị. Gọi trực tiếp về số điện thoại em đang ghim dưới màn hình chị ạ nha. Có nhân viên tư vấn trực tiếp cho mình nha chị ruột. Có nhân viên tư vấn trực tiếp luôn cho mình chị ạ nha. Rồi bộ 445 giùm em chị ruột ơi, 2.550.000 đồng. Chị nào không biết comment gọi điện chốt đơn cũng nhận được nha các chị gái nha. Chị nào có biết comment mình có thể gọi điện trực tiếp chốt đơn cũng được luôn. Bộ 445 này chị. Ngày đường em bán là 2.550.000 các chị ạ nha. Cái like này em giảm còn 2 triệu mấy chị nha. Cái like này em giảm còn 2 triệu các chị ạ nha. Chị nào thích mẫu này chốt liền cho em mấy chị. Mình phải tranh thủ cơ hội mấy chị ạ nha. Đó, mấy chị biết rồi đó, thời gian qua đi nó sẽ không bao giờ trở lại đúng không mọi người nha. Cái cơ hội của mình mua được cái hàng giá rẻ là hàng đẹp với giá rẻ mấy chị nha, đâu phải có hoài đâu mấy chị, đúng không? Không có một cái cơ sở của công ty mà sale hàng rẻ cho mình hoài đúng không các chị. Đó, cho nên là hôm nay có cơ hội mua được hàng rẻ nè. Đó, hàng đẹp với giá ưu đãi mấy chị nha, tranh thủ chốt liền cho em nha. Tranh thủ chút liền cho em mọi người nha. Rồi bộ 445 các chị. Bộ sang quá mấy chị ơi. 2.550.000 đồng, nam giảm còn 2 triệu. Dây chuyền thì em có dây dài 45cm, dài 50cm tùy thích mọi người nha. Đó, ai thích 45 lấy 45, thích 50 lấy 50 mấy chị. Rồi kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2550, 445 nè chị. Đó,
đó, cái kiềng này đeo sang lắm mấy chị ạ nha. Cái kiềng tay thì bên em sẽ làm theo cái ni tay của mình mấy chị đó. Kiềng tay bên em từ 48 cho tới size 60 đủ size hết. Đây kiềng tay chị đẹp nha, nhẫn nè, dây chuyền hoa tai mấy chị, 2.550.000 đồng giảm còn 2 triệu, 2550 giảm còn 2 triệu. Ai chốt comment giùm em. Em chốt dây chuyền gửi chưa chị, nay 3 ngày rồi gửi rồi chị đẹp ơi, hàng gửi rồi chị ơi, chắc mai nhận được á. Biết sao không, chốt ngay thứ bảy chủ nhật hàng nó chậm một chút xíu, tới cái trung tâm khai thác rồi nhưng mà người ta nghỉ á, cho nên là hàng nó chưa có phân công chu đáo đi phát nha. Hàng gửi rồi chị đẹp nha, đó chắc mai nhận được cái chị. Có gì để ngày mai em xuống em kiểm tra cái đơn thông tin của mình chị ạ nha. Đó các chị chốt đơn em yên tâm mấy chị ạ nha. Đó em là người trực tiếp đóng hàng cho các chị, gỡ hàng đi cho mọi người, cũng là người trực tiếp điều đơn cho các chị luôn. Đó cho nên các chị cứ việc yên tâm giùm em chốt đơn là gỡ rồi hết mấy chị. Nhớ nhân viên gọi điện chốt đơn cho hàng đi là hàng đi rồi mấy chị gái nha. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em. Chị ơi 2 triệu đồng một bộ mấy chị. Em bao giá cho mọi người luôn. Đó em bao giá cho mọi người luôn, cho các chị đi tìm hiểu tất cả các nơi luôn mấy chị nha. Cái bộ sản phẩm bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai thật 100% ngọc trai được nuôi cấy tại Phú Quốc. Đó bán với giá 2 triệu mấy chị nha. Đó em bao giá cho mọi người luôn mấy chị đẹp nha. Hiện tại ngọc trai Song Long bên em đang có cái chương trình là mở rộng thương hiệu mấy chị. Đó cho nên là mới đem ra thị trường giảm giá cho mình với mức giá ưu đãi mấy chị nha. Chứ bình thường bên em là 2.550.000 không có giảm mọi người nha. Đó đang có chương trình giảm giá cho nên chị đẹp nào thích thì comment liền cho em nha mấy chị nha. Bảo hành cho các chị là 3 năm được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được đeo thử sản phẩm giùm em luôn. Rồi bộ 4 giùm em luôn mấy chị nha. 445 kèm số hỏi cho em. Rồi còn chị nào thích bộ 4 nữa không mấy chị? Đó ai thích bộ 4 nữa comment giùm em nha. Duy nhất tại livestream ngày hôm nay đang sale giảm còn 2 triệu nha mấy chị. Đó, duy nhất tại livestream ngày hôm nay đang sale giảm còn 2 triệu mấy chị rồi. Rồi chị nào chốt comment cho em nha, 445 nè. Đang có bộ 444 mẫu hình hoa nè chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2550 đang giảm luôn còn 2 triệu chị nha. Đây bộ 444 giùm em luôn. Bảo hành cho các chị là 3 năm cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán nha. Bộ 444 nè chị. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2550. Kiềng nhẫn dây chuyền hoa tai 2.550.000 đồng chị nha. Rồi mã sản phẩm kèm số điện thoại là có đơn giùm em luôn mấy chị ruột. Đó ai thích sản phẩm nào comment giùm em. Có 2 triệu đồng một bộ đi nha mấy chị nha. Còn chị nào mà thích khóa cài mấy chị, duy nhất nha mọi người nha, duy nhất một mình nên cái bộ 4 này là khóa cài mấy chị, nó độc quyền. Đó, cái gia đình này có nên nó độc quyền, nó khóa cài đấy mấy chị. Còn những cái mẫu kia là khóa đẩy cho em mọi người nha, độc quyền mấy chị, hàng độc quyền mấy chị nha. Và cái bộ này khách rất là chuộng mấy chị nào cũng thích chưa? Nó đẹp mấy chị nha, đá to nó sáng mấy chị mà đi tiệc cái đeo luôn một cái dưới ánh đèn mấy chị, nó lung lên luôn. Mấy chị đi ra ngoài nắng mặt trời nó chớp luôn mấy chị ạ nha. Còn ngọc trai ánh sặc cừ rất là đẹp luôn. Hai cái kết hợp lại với nhau quá sang luôn mấy chị ạ nha. Quá sang luôn mọi người nha. Rồi chị nào thích mẫu này comment giùm em luôn nha. Đẹp giùm em luôn mấy chị. Bộ 470-2550. 470-2550 giảm còn 2 triệu đồng, bông chúc cài, ngọc trai trắng ánh hồng. Chất liệu là bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai. Đây, đẹp quá mấy chị ơi. Bạc ý 925 kết hợp với ngọc trai mọi người nha, nhẫn nè mấy chị. 2.550.000 đồng, em giảm còn 2 triệu nha. Rồi mã sản phẩm kèm số hỏi là có đơn giùm em luôn. Chị nào thích bộ 4? Chị nào thích bộ 4 comment cho em. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Bây giờ bộ 472 này để đây hai mẫu nè. Hai mẫu thì mình sẽ không để được những cái bộ này. Đây, bộ 4 nhiều lắm mấy chị nha. 2.550.000 đồng em giảm còn 2 triệu mấy chị nha. 457 nè, mẫu này hình hoa hồng nè. Đây mấy chị gái nha, dáng ngọc cao đứng là đeo nó tôn tai luôn mấy chị nha. 457 nè, hoa hồng mấy chị. Đó, 458 nó hết hàng rồi, ngày mai em sẽ lấy được bộ 457 em đổi ngọc hồng cam. Trời ơi nó xuất sắc cho em luôn. Giao hàng tận nơi tận nhà cho kiểm tra và cho đeo thử trước khi thanh toán mấy chị nha. Rồi chị nào thích mẫu này thì comment giùm em luôn. Đẹp mấy chị. Đa bộ 4 bên em nha, 2.550 giảm còn 2 triệu. Đây bộ này đẹp nè. Đó, ba em đổi ngọc hồng cam cho mấy chị luôn, giống bộ 458 á. Rồi mã sản phẩm kèm số hỏi giùm em luôn chị ạ nha. Đây bộ 44, bộ này là bộ 4 469 mấy chị ơi.
2550 chị ấy nha, 469 giùm em, 2.550.000 giảm còn 2 triệu. Đó, chị nào thích bộ 4 comment bộ 4 giùm em. Thích bộ 4 comment bộ 4 giùm em mấy chị nha. Giao hàng tận nơi tận nhà cho kiểm tra và cho đeo thử luôn, còn hai cái mẫu này nhỏ nè. Chị nào thích mẫu nhỏ thì comment mẫu này cho em. Rồi bộ 448 anh em chị ở nha, 2.550.000 đồng một bộ giùm em. 2.550.000 đồng một bộ ngọc trai trắng anh hồng nha. 448 nè, rồi 467 luôn nè mấy chị. 2.550.000 đồng một bộ. Bảo hành sản phẩm 3 năm được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Em giảm còn 2 triệu mấy chị ơi, 2 triệu thôi. Đó, 2 triệu đồng mấy chị nha. Rồi ai thích bộ nào comment giùm em. Hay là đeo bộ 3 đi mấy chị. Nha, không thích đeo có kiềng hoặc là không thích đeo có kiềng hoặc là do dự gì đó mấy chị ấy nha, đeo bộ 3 đi. Đeo bộ 3 950 nè. Rồi cây ngã đá lăng. Em đi tới đâu là cây ngã đá lăng tới đó đó mấy chị. Tại vì biết sao em rất là hậu đậu mọi người nha, em làm gì nó cũng rớt hết trơn mọi người nha. Em rất là hậu đậu mấy chị. Rồi đây là mọi người nha, bộ 3378 mấy chị. Đó. Hạt ngọc trai màu trắng anh hồng giùm em luôn, 1.500.000 em giảm còn 950 mấy chị. Đó, đôi khi cái chuyện quay đặt ra nhiều cái câu hỏi cho mình mấy chị. À tại sao hôm nay mình chưa thấy mình đẹp? Đó, tại sao mình chưa thấy sang mấy chị ạ nha. Đó, tại vì sao mấy chị gái ơi, mình không bằng người ta là mình đang thiếu những cái sản phẩm này nè. Đó, bây giờ mình phải đầu tư mấy chị ơi nha, đầu tư cho chính bản thân mình không có lỗ đâu. Đó. Chút nữa xuống like gọi Zalo cho chị để chị mua bông 197 và cái vòng tay. Rồi ok chị Nhung Nguyễn nha. Ok chị đẹp nha, em có kết bạn Zalo với mình chưa chị? Rồi ok chị Hải nha, có thể cho số điện thoại để chút xíu kiếm Zalo cho dễ được không chị ruột. Nha chị Hải nha. Chút xíu nữa em xuống like là hơn 10 giờ rồi chị ơi. Giờ đó chị còn thức không gì chị? Chút xíu nữa em xuống like là hơn 10 giờ đó chị đẹp. Nha, hơn 10 giờ. Rồi, gọi liền được không chị? Gọi liền được không? Bên em có nhân viên gọi điện liền cho mình chị Nhung Nguyễn ơi. Chị Nhung Nguyễn ơi gọi liền được không chị? Bên em có nhân viên gọi liền cho mình chị ạ nha. Chứ chị đợi em xuống like là hơn 10 giờ đó. Bữa nay em like trễ nè. Bữa nay em like trễ mấy chị. Rồi bộ 3378 giùm em mọi người nha, 1.500.000 một bộ mấy chị ơi. Giảm còn 950 à. Trời ơi, muốn đẹp, muốn xem, muốn xinh là phải đầu tư mấy chị ạ nha. Đó, mình phải thay đổi tư duy mấy chị ạ nha, mình thay đổi tầm nhìn mấy chị. Thay đổi tư duy, thay đổi tầm nhìn giùm em. Đó, mình không có nhìn từ trong nhà ra ngoài cửa nữa mấy chị. Mình không có nhìn từ trong nhà vô trong bếp nữa mấy chị ạ nha. Mấy chị phải thay đổi tư duy, mình phải nhìn xa trong rộng mấy chị ạ nha. Đó, mình nhìn xa trong rộng là mình nhìn như thế nào mấy chị? Mình nhìn xuyên lục địa luôn. Đó, mình nhìn xuống dưới đáy đại dương luôn mấy chị ạ nha. Mình nhìn ra ngoài vũ trụ luôn mấy chị. Đó, em nói thiệt chứ mấy chị, cái sản phẩm của bên em nè, nó đẹp đến nỗi mà người ngoài hành tinh nhìn thấy là còn phải mua luôn mọi người nha. Đó, các anh trai nhìn thấy là phải mua cho vợ luôn mấy chị. Huống chi mình là phụ nữ phải đầu tư cho chính bản thân mình các chị ạ nha. Rồi ok chị ruột luôn em thấy. Rồi ok em thấy số điện thoại của chị gái luôn nha. Đó, số điện thoại nó kỳ kỳ ta. Chắc là số 0 phía đầu. Rồi đây rất là đẹp giùm em luôn mọi người nha. Rồi bộ 3378 3341 với giờ 950 một bộ mấy chị. 950.000 đồng một bộ giùm em mọi người nha. Rồi ok chị đẹp luôn cũng được. Rồi nhân viên bên em gọi điện tư vấn liền cho mình nha chị Dung Nguyễn nha. Rồi các bạn sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho mình liền luôn chị ạ nha. Chứ để khuya quá mấy chị nghỉ ngơi. Bình thường em không gọi chút đơn vào giờ này đâu mấy chị. Đó, mình là phụ nữ mấy chị ạ nha, khó lắm mấy chị nha. Có nhiều chị thì dễ không nói làm chi mấy chị. Đó, có nhiều chị giờ này đang hạnh phúc bên gia đình nè, đúng không? Bên gia đình chồng con cái các kiểu mấy chị. Nghe điện thoại reo lên một cái hú hồn mấy chị ạ nha. Không biết ai điện mấy chị. Bên kia bắt máy lên một giọng nam cái chết liền luôn mấy chị ạ nha. Đó, cho nên bình thường bên em ít gọi ban đêm đó mấy chị, bằng ngày mới gọi chút đơn mọi người nha. Cái này là tâm lý phụ nữ mấy chị ơi, em cũng là phụ nữ mấy chị. Tự nhiên nửa đêm có một số lạ gọi đến ai đâu dám nghe, đúng không? Đó, mặc dù mình biết mình đang chút đơn cũng đâu dám nghe đâu mấy chị. Cho nên sáng gọi cho chắc ăn nha. Rồi đây bộ 341 giùm em các chị ạ nha. Bộ này bên em là 1.500.000 em giảm còn 950 thôi. Bộ này bạc dày nha mấy chị. Đó. Bộ này bạc dày mấy chị ạ nha. Rất là xinh giùm em luôn. Bảo hành sản phẩm trong vòng 3 năm được kiểm tra và được đeo thử mấy chị. 1.500.000 giảm còn 950 mọi người nha. Rồi chị nào thích bộ này comment giùm em. Thôi ơi rất là xinh luôn mấy chị ơi. Cái bộ này mấy chị,
Cái bộ này là bông khóa cài mấy chị nha, đeo rất là dễ thương luôn. Còn cái bộ này ai đeo cũng được mấy chị. Cái chị bao nhiêu tuổi mình đeo cũng được cái mẫu này nha. Em hiện tại gần 30 mấy chị nha, em đeo vẫn được mấy chị. Nó rất là dễ thương mọi người nha. Bố máy trở về đeo được hết cho em luôn, nhưng mà tùy theo cái dốc người các chị. Ví dụ như mà chị nào bằng em hoặc là lớn hơn em một chút xíu thôi nha. Đó, ví dụ như em 60kg nè, mấy chị có thể là từ 62 đến 65 đều đeo được em mẫu này. Đó. Cái bộ này bình thường bán là 1,5 triệu, hôm nay em giảm còn 950 thôi nha. Em giảm cho tất cả các chị để cho các chị gái của em có thể sở hữu được những cái sản phẩm ngọc trai như này. Đó, cho các chị càng ngày càng đẹp hơn, xinh xắn hơn, lộng lẫy hơn, long lanh hơn và đặc biệt là tự tin hơn các chị gái nha. Thay đổi giống em chị nha, lúc trước em cũng nhờ bạn bè mấy chị nó mới thay đổi giùm chị thôi, chứ làm nhút nhát lắm mọi người nha. Ai đâu mà dám ngồi online mà nói chuyện đúng không mấy chị? Đó, ngại lắm mấy chị ơi, em rất là ngại mấy chị. Đó, bây giờ em thay đổi chút xíu mấy chị nha. Có những cái sản phẩm ngọc trai lên nè, nói gì nó đẹp hơn xíu mấy chị. Rồi đây em có bộ 3378 mấy chị nha. Đây bộ này cũng dễ thương nè mấy chị. Chị nào thích cái kiểu đơn giản nè, kiểu đơn giản mà tôn ngọc á. Kiểu đơn giản mà tôn ngọc mà lấy cái bộ này giùm em luôn. Đó, 1,5 triệu em đang giảm còn 950. Còn chị nào thích cái mẫu toàn ten thì comment cái mẫu toàn ten giùm em. Trời ơi nó đẹp mấy chị. Giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi cái bộ này em đang đeo là nhiêu các chị? Giá gốc là nhiêu? Nhớ không? Đó, 1,5 triệu nha. Hôm nay rồi. Đó, giờ này các chị ở lại với em nè. Gần 10 giờ đêm để làm gì các chị? Để muốn cho mình thay đổi một chút xíu bản thân, muốn sở hữu cho mình những cái sản phẩm ngọc trai cực kỳ đẹp. Đó, thì em sẽ đáp lại tấm chân tình của các chị, em giảm sâu cho mọi người luôn. 1,5 triệu em lên giảm cho mấy chị còn 950 ngàn nha. Chị nào còn ở trong cái line này mấy chị nha, mình chốt được cái giá rẻ hơn 550 ngàn giá bình thường nha. Chỉ còn có 950 ngàn thôi các chị. Mỗi em đang đeo đơn giản dễ thương, đơn giản dễ thương giùm em luôn mọi người nha. Bông chút đẩy ngọc trai trắng hồng, trời ơi nó đẹp mấy chị gái ơi. Đơn giản dễ thương tôn ngọc luôn, ai bao nhiêu tuổi đeo cũng được hết. Chị nào không thích đeo quá cầu kỳ mình đeo cái mẫu này cho em đơn giản dễ thương nha. Rồi bộ 3378 giùm em mấy chị được. Đó, em nói mấy chị gái rồi, trong cái ca line này nó đang có chương trình giảm giá. Mình có nhu cầu, mình đang yêu thích, mình có điều kiện các chị nha, mình chốt đơn liền cho em đừng chờ mấy chị. Tại vì sao mấy chị nha, làm đẹp là không có chờ đợi được mấy chị, phải làm liền ngay và luôn cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái sản phẩm bên em nó sẽ hết chương trình giảm giá bất cứ lúc nào. Không phải lúc nào em cũng ngồi đây giảm giá cho mọi người đâu. Đó, em ví dụ những cái sản phẩm em giảm giá vừa rồi mấy chị, khách chốt rất là nhiều mấy chị nha. Hôm nay nó không còn chương trình giảm giá nữa. Đó, nó quay về với giá gốc mọi người nha. Đúng không? Hôm nay các chị mua cái mẫu dây chuyền 99 nó là 800 ngàn đồng, chứ đâu còn được giảm giá đâu mọi người. Đó, bộ cũng vậy luôn. Hôm nay em đang giảm giá, chị nào có nhu cầu, có điều kiện cứ mua mấy chị nha. Để làm đẹp cho bản thân mình thích mới được mấy chị. Nha, em không ép mọi người nha. Cái sản phẩm mình làm đẹp nhưng mình phải thích nó. À, tôi thích cái sản phẩm ngọc trai này. Từ xưa tới giờ tôi chưa biết cái thế nào là ngọc trai. Hôm nay tôi tiếp cận được ngọc trai, ngọc thật mấy chị nha. Tại sao biết ngọc thật các chị? Em kiểm tra ngọc cho mấy chị xem. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách test ngọc luôn mọi người nha. Đó, mình sẽ biết về ngọc trai, biết cách phân biệt ngọc trai để đeo sản phẩm ngọc trai cho nó đẹp mấy chị nha. Đó, đây em đeo em làm thử cho mấy chị xem nè. Đây mấy chị gái nha, mình có thể test ngọc trai như này mấy chị. Đó, lấy hai cái đôi hoa tai bất kỳ mấy chị nha, lấy này chút đẩy cho dễ nè. Đây các chị gái nha, mình cà vào nha. Đó, mình mua sản phẩm mấy chị nha, mình cà mình test ngọc mà. Cà nhẹ thôi nha. Đó, cà mạnh rồi chút xíu cái cà mạnh cái nó ăn sâu vô xong cái chùi không ra cái tức. Đó, đây nè mấy chị thấy không? Đó, mình cà nhẹ thôi nó ra lớp bột rồi mình chùi nhẹ qua cái nó hết rồi. Đó, còn mấy chị gái nha, cà vô sâu nhiều chị còn rồi lấy cái dao ra cạo nữa em sợ luôn á. Nha, lấy hai viên ngọc cà lỡ thôi, đây có lớp bột ngọc trai này các chị lau qua. Nó cái viên ngọc trai nó không bị trầy, nó sẽ bóng như lúc ban đầu. Nó còn hơi trắng trắng này thấy không? Lau vài lần nữa nó hết nha. Đó, đó là cách test thử ngọc trai mấy chị. Còn nếu như mấy chị mà mua có một cái sản phẩm mà nha, có mua có một cái sản phẩm mấy chị, mình có thể test bằng gương mọi người nha.
Đây là mấy chị ạ nha, mình có thể test ngọc trai với chị nha. Đây em có cộng dây chuyền, em có cộng dây chuyền sớm giờ em đeo nó mất tiêu rồi. Đây các chị ạ nha, đó mình lấy một cái gương nè, đó mình lấy một cái gương mấy chị ạ nha, chuẩn bị một cái gương đó xong rồi mình sẽ test ngọc mấy chị ạ nha. Mình lấy cái cộng dây chuyền nè, đó mình lấy cái bông cái nhẫn em được mấy chị, mình cài vô gương nè, nó sẽ cho ra một lớp bột ngọc trai mấy chị thấy không, đó đó bột ngọc trai các chị ạ nha. Đây là ngọc trai thật giùm em luôn đó, đó là cái test ngọc trai mấy chị. Nhận hàng cứ gì kiểm tra test ngọc giùm em. Còn nếu như mà chị nào mà đang mua sản phẩm ngọc trai trong nhà mình đang có mấy chị, muốn biết mình mua hàng thật hay hàng giả đem ra test giùm em mấy chị ạ nha. Đó chị nào mà mua hàng với giá rẻ rẻ thì coi chừng nó là hàng nhựa mấy chị ạ nha. Đó còn chị nào mà mua hàng chất lượng bên em thì thôi, cái ngọc nào cũng test cho bộ hết trơn mấy chị. Ngọc trai Song Long bán hàng thật mà giá thì ưu đãi mấy chị ạ nha, hiện tại đang giảm giá ưu đãi nữa nè. Rồi chị nào thích cái mẫu nào thì comment giùm em luôn mấy chị, quá đẹp giùm em luôn nè. Giao hàng tận nơi tận nhà, được kiểm tra và được đeo thử trước khi thanh toán luôn. Rồi em lên tiếp nha mấy chị ơi, bây giờ em lên bộ hoa mai nè, nó mới vừa cà xong lên luôn nè mấy chị.